Chương 452, dẫm lên mâm điều tra bản án cũ. Thế nào hả, chẳng lẽ một cục lớn như cục công an còn có thể bỏ chạy sao? Ông muốn đòi tiền cũng được, tôi đưa cho ông, đến cục tôn giáo mà lĩnh, tuy nhiên, ha ha ha, sau này cũng không cần nói gì nữa. Diệp Phàm trầm mặt, trong giọng nói chứa đựng mùi vị đặc biệt, ông chủ Tạ đương nhiên hiểu, người làm ăn thường rất thông minh. Lần trước khi mình vừa tới cục tôn giáo nhậm chức cũng đúng lúc dẫn theo người trong cục đến quán rượu Ngư Dương ăn cơm, lúc ấy ông chủ Tạ rất coi thường, thiếu chút nữa không cho cơm ăn. Cho nên lúc này Diệp Phàm cũng không nể mặt ông chủ Tạ gì cả. Được rồi, Phó Chủ tịch huyện Diệp đã nói, tôi đợi thêm một thời gian rồi tới. Ông chủ Tạ chào hỏi xong biết điều lui ra ngoài. Ai, có sữa thì chính là mẹ, không có tiền thì đúng là cặn bã. Lô Vĩ khổ sở. Trước kia khi đảm nhiệm đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục thành phố thật sự chưa bao giờ phải giàu dĩ vì tiền, bây giờ khi mình cai quản một cục mới hiểu được làm người bình thường thật sự không dễ dàng. Được rồi Lô Vĩ, nếu trong tay thật sự đang túng quẫn, tôi sẽ kiếm chút đưa cho cậu. Diệp Phàm cười nói. Bao nhiêu, không phải mấy ngàn đồng chứ? Lô Vĩ bán tín bán nghi, thầm nghĩ. Trước kia anh phân quản cục tôn giáo còn không phải nghèo nổi tiếng. Nghe nói kinh phí một năm không quá 5.000 đồng, 5.000 đồng đó còn thìa cho em sao, ban kho khu có lẽ khá hơn một chút, nhưng cũng không dư giả, chẳng lẽ còn có tiền nhàn rỗi bố thí cho cục công an? Không nói được, tôi còn phải tới Lâm Tuyền, cậu muốn có danh tiếng thì ra ngoài, phía bên ban kho khu cho cậu 5 vạn, cục tôn giáo cho cậu 5 vạn, trước khi tôi chưa từ nhiệm thì vẫn còn quyền quyết định, cho cậu chút lòng nhân ái, nếu không cậu lại mắng đại ca này không ra gì, thế nào hả? Phía bên tài chính huyện đừng nghĩ đến nữa, đại ca tôi đủ rộng rãi mà, đồ đàn bà vệ sơ tinh chỉ cho 2 vạn, tôi vừa ra tay đã cho 10 vạn, ha ha ha. Diệp Phàm đắc ý cười. Thực sự rất cảm ơn đại ca, có đại ca che chở thật là tốt. Anh đúng là thần tài. Lô Vĩ cười nịnh nọt, nhướng mày nói. Công trạng thì có nhiều, ví dụ như cục công an huyện hiệp trợ ban kho khu làm tốt công tác tuần tra an toàn, bảo vệ đập chứa nước bình an. Hiệp trợ cục tôn giáo xử lý tốt vấn đề hài hòa dân tộc, chuyện này chỉ là chuyện vặt, không sợ không nghĩ tới, chỉ sợ không có tiền mò, hạng mục nhiều mà, có mấy ngàn vạn em cũng có thể mò về được. Lô Vĩ khoe khoang, vẻ mặt hiện ra vẻ cuồng rỡ. Ha ha, tiểu tử này thật là nhiều mưu mô, không sao. Tuy nhiên hình như cũng có đạo lý, cậu giúp trợ cục tài chính huyện làm tốt quân dân cùng xây dựng không phải tốt hơn sao, nhanh đi báo cáo đi, tôi bôi phết một lát. Tới chỗ lão Mã cục tài chính mò 10 vạn có lẽ vẫn được, hiện giờ trên tay lão Mã có lẽ còn có mấy trăm vạn. Diệp Phàm cười khan. Trời đất, sao không nghĩ đến thần tài này chứ? Lô Vĩ vỗ đầu vội vàng kêu người đi làm. Ai, thật muốn cùng đại ca tới Lâm Tuyền đi dạo một chút, đáng tiếc chuyện rắc rối trong cục quá nhiều, không thể phân thân được, Phó Chủ tịch huyện huyện anh trái lại rất nhàn nhã đi chơi. Lô Vĩ thở dài. Tuy chuyện lần này cậu lại là nhân vật chính. Thật sự phải đi cùng tôi. Diệp Phàm thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Xảy ra chuyện gì vậy, Lâm Tuyền xảy ra chuyện sao? Lô Vĩ cũng nghiêm túc lại, nhíu mày sợ nhất xảy ra chuyện gì? Hiện tại không xảy ra việc gì, đây là chuyện 5-6 năm trước. Ai, ở đập Thiên Thủy có một cô nương, vẻ đẹp thanh khiết của cô ấy như tiên giáng trần, không khác gì Tiểu Phương, trong bài hát của Lý Xuân Ba. Cô ấy tên Diệp Nhược Mộng. Phụ thân là Diệp Thủy Căn. Diệp Phàm thở dài, trầm mặc thật lâu, Lô Vĩ biết đại ca có chuyện đau lòng, cũng không lên tiếng, yên lặng đưa cho hắn một điếu thuốc đã châm lửa. Đập Thiên Thủy có con suối thần nữ, ở hạ du suối thần nữ cách đó không xa chính là Lâm Trường Cảnh Dương danh tiếng lừng lẫy. 5 năm trước, cha của Nhược Mộng là Diệp Thủy Căn cũng là một công nhân bình thường của Lâm Trường. Ông ấy vốn làm việc ở xưởng đồ gỗ của Lâm Trường, tiền lương cũng không tệ. Sau này không biết vì nguyên nhân gì mà đắc tội với Trịnh Khinh Vượng chủ nhiệm Lâm Trường bị đày đi giữ núi tuần núi. Khi đó ở thôn lân cận thường xuyên có một số tên lưu manh, du thủ du thực. Diệp Thủy Căn là một người vô cùng có trách nhiệm, khi ông ấy tuần thú bọn Lâm tặc hận ông ấy đến tận xương tủy. Lễ Quốc Khánh 6 năm trước tất cả mọi người đều nghỉ phép, nhưng Diệp Thủy Căn lại bị chủ nhiệm Lâm Trường Trịnh sắp xếp tiếp tục đi tuần sơn. Ngày 3 tháng 10. Cha của Nhược Mộng vừa đi đã không thấy trở về, lúc đó Nhược Mộng và mẹ cô ấy Kim Liên vô cùng lo lắng. Khoảng 6 giờ tối, lão tam của Tam Bá Lâm Tuyền Lý Đức Quý cõng Diệp Thủy Căn quay về,
tuy nhiên khi đó Diệp Thủy Căn đã tắt thở rồi. Xương trên người cũng gãy đứt mười mấy cái, khắp người là máu. Nghe Đức Quý nói ông ấy không cẩn thận ngã lăn xuống dưới vách núi. Sau khi Đức Quý đi rồi, Nhược Mộng khóc than đang muốn thay quần áo mới cho cha để nhập quan, ai ngờ Diệp Thủy Căn đột nhiên sống lại. Thật ra ông ấy chỉ còn chút hơi tàn nên chỉ nhìn hai mẹ con Nhược Mộng nói một câu rồi tắt thở. Diệp Phàm nói tới đây, trong đáy lòng lại nhói đau, hốc mắt đã ươn ướt. Nói cái gì? Lộ Vĩ cũng có vẻ đau buồn, hỏi. Đức Quý không phải là người tốt, đừng tới lâm trường, kêu hai mẹ con Nhược Mộng chú ý rời xa y. Sau này trong thảm án đoạt kim mã của Đập Thiên Thủy, Nhược Mộng vì cứu tôi không may trúng đạn, cô ấy chết. Diệp Phàm nghẹn ngào nói. Sau đó trong cơn tức giận tôi truy sát tên tội phạm, thật ra là đuổi theo Đức Quý. Tuy nhiên tên tiểu tử đó sợ chết, đem chuyện Diệp Thủy Căn rất có thể bị hại chết nói ra toàn bộ. Tôi cũng cảm thấy chuyện này rất khó hiểu, tuy nhiên mãi không có chứng cớ. Trịnh Khinh Vượng là cán bộ cấp trưởng ban, lúc ấy tôi chỉ là một thôn quan cấp tiểu ban, có năng lực gì đi giải quyết chuyện này. Hơn nữa chuyện lúc đó đã qua mấy năm rồi, không có chứng cớ gì, ta đành phải chờ đợi. Lão đệ, qua năm sau đại ca phải đi thi hành một chuyến nhiệm vụ khẩn cấp rồi, có thể còn sống trở về. Hay không? Ai, không nói nữa, chuyện này tôi nhờ cậy lão đệ cậu trước, nếu như đại ca ra đi cậu hãy nghĩ cách điều tra rõ chuyện này, cho Diệp Kim Liên một câu trả lời thỏa đáng, đến trước mộ phần Nhược Mộng nói với cô ấy một tiếng. Nếu không đại ca dưới cửu tuyền khó nhắm mắt, còn nữa, bây giờ tôi đã nhận Diệp Kim Liên làm mẹ nuôi, hy vọng lão đệ có thời gian, có thể đi thăm bà ấy, đây đương nhiên là trong tình huống tôi không quay về. Giọng nói của Diệp Phàm hơi có vẻ khàn khàn. Đại ca, chuyện này sao anh không nói sớm, anh đừng nói chán nản như vậy, anh sẽ sống lâu trăm tuổi, em sẽ đợi trở lại, chúng ta và tam huynh đệ Tề Thiên còn phải tung hoành dưới bầu trời này, tung hoành quan trường, thoải mái cuộc đời. Chuyện của Diệp Thủy Căn anh cứ yên tâm, em có liều mạng cũng sẽ cho mẹ nuôi một câu trả lời thỏa đáng, không tra rõ chuyện này Lô Vĩ này thề không làm người. Lô Vĩ nói như đinh chém sắt, hai mắt nhìn thẳng phía trước như một tôn thần. Đại ca, buổi tối em sẽ đi với anh đến Lâm Tuyền, chúng ta tới Lâm Trường Cảnh Dương trước rồi hãy nói. Được, cậu sắp xếp công việc xong, chúng ta sẽ xuất phát. Tuy nhiên tôi cũng chỉ hoài nghi, có lẽ không phải là Trịnh Khinh Vượng làm, cậu phải cẩn thận kiểm chứng, đừng rút dây động rừng. Hơn nữa, con người Trịnh Khinh Vượng cũng không tệ lắm. Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai Lô Vĩ. Em hiểu. Lô Vĩ thận trọng gật đầu. Thế Hùng, Hoành Sơn tối nay sẽ quay lại Đập Thiên Thủy, ngày mai tôi sẽ cùng y đến huyện làm việc, huynh đệ chúng ta có thể uống mấy chén rồi, ha ha ha. Lý Tuyên Thạch gọi điện cho Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng. Hoành Sơn huynh đệ tối nay quay lại càng tốt, lâu rồi tôi cũng chưa đi thăm hỏi Lý Lão gia, vừa hay, nghe nói Đập Thiên Thủy là nơi săn thú rất tốt, tối nay chúng ta gặp nhau, ha ha ha. Anh Lý, nếu có món ăn thôn quê thì nấu một nồi, tối nay chúng ta uống rượu nhâm nhi. Ngọc Thế Hùng thoáng cái cao hứng, cứu tinh quay về rồi, đang muốn hỏi thăm chuyện của Liệp Báo. Chuyện đó thì dễ thôi, món ăn thôn quê không thành vấn đề, tôi vòng vòng trong thôn là kiếm được thôi. Lý Tuyên Thạch khẽ ngạc nhiên, Ngọc Thế Hùng lại vội vã muốn tới Đập Thiên Thủy. Thầm nghĩ, Ngọc Thế Hùng giống như trong lòng rất cấp bách, không phải có chuyện gì cần tìm Hoành Sơn chứ. Nghe nói Ngọc Lão gia vẫn đang bị giam chưa được ra ngoài, sắp sang năm mới rồi. Sao Ngọc Thế Hùng có thể rảnh rỗi chạy tới Đập Thiên Thủy dạo chơi chứ? Sau khi đặt điện thoại xuống, Ngọc Thế Hùng quay đầu nói với Ngọc Nhã Chi. Chị, Lý Hoành Sơn của Liệp Báo quay lại rồi, em tới Đập Thiên Thủy một chuyến, thuận tiện đưa Ngọc Miêu theo, để Lý Lão ra xem qua một chút, thật kỳ quái. Ngọc Miêu vẫn khỏe tại sao tay không nhấc lên được, đến bệnh viện kiểm tra thì nói không phát hiện ra tình huống khác thường gì, thật quỷ dị, chẳng lẽ chúng ta? Chúng ta, không thể nào. Không phải bị ám toán gì đó chứ. Ngọc Cao Nhất đang ngồi bên cạnh chen lời nói. Ám toán, có thể, nhưng ai có thể ám toán y, gần đây lại không tranh đấu với người nào, hơn nữa cũng không có tình trạng khác thường gì. Ngọc Thế Hùng nghi ngờ. Nếu gọi là ám toán dĩ nhiên khó có thể cảm nhận ra, nhờ Lý Lão gia xem qua cũng tốt, ông ấy có kinh nghiệm phong phú. Bây giờ mặc dù nói bị liệt phải ngồi xe lăn, nhưng vẫn còn kinh nghiệm. Em đi cùng anh. Đập Thiên Thủy nghe nói đã lâu rồi, vậy mà chưa đến lần nào. Dù sao cũng nghỉ phép trước thời hạn,
cũng nên nghỉ ngơi một chút. Ngọc Cao Nhất nói, anh, em cũng muốn đi, em cũng muốn nhờ anh Hoành Sơn cứu cha. Ngọc Kiều Long lâu nay luôn kiêu ngạo, gần đây gầy đi rất nhiều, nghĩ đến phụ thân Ngọc Hoài Thăng vẫn còn đang chịu khổ trong ngục giam tạm thời của sư đoàn dã chiến, ngay cả muốn gặp mặt cũng không được, cũng không biết phải chịu hành hạ gì, bỗng chốc khóe mắt ửng đỏ. Kiều Long, em là con gái đi đến đó làm gì? Nghe lời chị đi, ngoan ngoãn ở nhà, đừng nóng vội, ai? Ngọc Nhã Chi cũng phiền lòng, gần đây vì chuyện của cha mình mà tâm lực tiêu tụy. Chị để em đi đi, không hỏi thăm được chuyện của cha, em không ngủ được. Chị, em sẽ không lái xe nữa, trả lại cho gì? Ngọc Kiều Long nói nghẹn ngào như sắp khóc, giống như thoáng cái đã trưởng thành lên rất nhiều. Ai? Ngọc Nhã Chi thở dài, sờ sờ mấy sợi tóc rối tung của em gái nói. Được rồi, chị sẽ đi với em, không hỏi rõ ràng, chị cũng không ngủ được. 5 giờ, Diệp Phàm cùng Lô Vĩ, Triệu Thiết Hải ba người lái xe đến lâm trường Cảnh Dương, trời vẫn còn chập choạng. Không ngờ ở trong một sơn thôn lại cất giữ một khu sinh hoạt làm việc kiểu hoa viên xinh đẹp như vậy, xem ra chủ nhiệm lâm trường Trịnh rất biết xử lý, là một người tài ba. Lô Vĩ khẽ mỉm cười. Chương 453, đối thủ khó dây dưa. Chủ nhiệm Trịnh kinh doanh đã nhiều năm rồi, trước kia không như bây giờ, lâm trường Cảnh Dương trải qua 7-8 năm phát triển, không thể bại bởi một thành thị đơn lẻ, thậm chí vượt qua bởi vì trong khu vực trong khe suối là khá rộng, cảnh tượng tương đối xinh đẹp, đáng tiếc vị trí hơi kém, nếu không người chen vào xem chẳng phải là vỡ đầu ra. Triệu Thiết Hải cười nói, ừ, quả thực là một nước trong một nước, rất có khí thế. Chủ nhiệm Trịnh không khác một đại sơn vương rồi, ha ha ha. Lô Vĩ cũng gật đầu cười. Diệp huynh đệ, đã lâu không gặp, là khách quý a. Xe vừa dừng thì Trịnh Khinh Vượng và Phương Gia tỉ muội, Trịnh Lực Văn, Đoàn Hải đã sớm chờ ở trên bãi cỏ. Đến chúc năm mới trước với Trịnh ca, Lực Văn, Đoàn Hải, còn có cả chủ nhiệm Phương, gần đây có khỏe không? Diệp Phàm cười nhẹ. Cũng tạm ổn, cuối năm việc nhiều, hơi mệt. Trịnh Lực Văn cười vẻ miễn cưỡng, cung kính nói. Nghe nói anh đến trạm cơ khí nông nghiệp quản đống máy móc hỏng phải không, Đoàn Hải lợi hại hơn, đến xã Khanh Hương làm lão bá thường trực, ha ha ha, chỉ có Nghe Muội là lợi hại, vị trí chủ nhiệm ban đảng chính coi như là đặt sẵn. Diệp Phàm nói một lượt, bỏ đi Diệp lão đệ, không nói nữa, chúng ta đi uống rượu. Chủ nhiệm Trịnh Lâm Trường khẽ cau mày rồi lại vui vẻ. Trịnh ca, giới thiệu cho anh người anh em tốt của tôi là Lô Vĩ, mới đến Cục Công an huyện nhận nhiệm vụ. Diệp Phàm nói, hoan nghênh, Cục trưởng Lô Đại Giá Quang Lâm khiến cho Cảnh Dương chúng tôi rạng rỡ a. Không nghĩ tới trong khe sâu này bỗng nhiên lại có mấy vị đại thần tới vậy. Trịnh Khinh Vượng nhiệt tình nói, trên mặt cũng không có gì khác thường. Nói gì vậy, chúng tôi đặc biệt tới đây bái phỏng chủ nhiệm Trịnh. Nghe nói lang tỏa cốc của Cảnh Dương có lợn rừng to như con bên, tôi rất háo hức có thể bắn được một con làm lẩu, hăng hái. Lô Vĩ cười ha hả, ngầm quan sát Trịnh Khinh Vượng. Tốt rồi, ngày mai chúng ta đi dạo một chút, nếu may mắn có thể cho mọi người thưởng thức tài bắn súng của Cục trưởng Lô là chuyện vinh hạnh. Trịnh Khinh Vượng nói vẻ tùy ý. Lô Vĩ thầm nghĩ, từ tướng mạo mà xem thì Trịnh Khinh Vượng tuyệt không thể là một hung thủ nham hiểm. Dáng vẻ thư sinh, nói chuyện cũng rất hiểu biết, địa điểm mà Diệp Thủy Căn bị chết cũng không để lại dấu vết gì. Nếu quả thật là y hại chết ông ấy thì ít ra trong tâm lý cũng có một vết gợn, thường thường không muốn quay lại chỗ kia. Chẳng lẽ người này đã tu luyện thành tinh rồi, thủ đoạn hại người, tâm trí, đều đạt đến lô hỏa thuần thanh, không để lộ ra dấu vết. Nếu quả thật là vậy thì người này đúng là một đối thủ khó chơi. Tốt, tốt, Lô Vĩ ta thích cùng cao thủ so chiêu, đời người khó được vài lần chiến đấu. Đột nhiên, Lô Vĩ bị một người có vóc người cao lớn hấp dẫn, cười nói. Vị này là Cục trưởng Lô Mạnh Khỏe, tôi là Vi Hổ phân Cục trưởng Lâm Trường Cảnh Dương. Lúc này một người thanh niên có vết sẹo trên mặt chủ động tiến lên nhiệt tình giới thiệu, sau đó chỉ vào người đàn ông có thân hình cao lớn. Y là phó chủ nhiệm Lâm Trường Mã, tài bắn súng không tệ, có thể tỉ thí với Cục trưởng một phen. Cục trưởng Vi, phó chủ nhiệm Mã, các anh khỏe. Chẳng lẽ phó chủ nhiệm Mã cũng chơi súng? Lô Vĩ giả bộ kinh ngạc. Ha ha ha. Chơi đùa mấy năm rồi, trước kia ở bộ đội thường xuyên bắn bia, sau khi giải ngũ thì ngượng tay không được,
sao có thể tỉ thí cùng cục trưởng Lô? Vi Hổ, cậu chẳng phải là bảo tôi đi mất mặt sao? Mã Chiêm Khôi đưa mắt nhìn Lô Vĩ, thái độ có vẻ là lạ. Không phải là y hại chết Diệp Thủy Căn chứ? Lô Vĩ thoáng nghĩ, cảm thấy quá mơ hồ nên lắc đầu, có phải do mình quá nhạy cảm không, cứ trông thấy người nào cao lớn uy mãnh là tình nghi. Tội phạm cao minh thường biết giấu giếm, tựa như Trịnh Khinh Vượng vậy. Trên bàn rượu chia thành trên căn bản tạo thành hai phái, cũng chính là phái Cảnh Dương và mấy người ngoài. Trịnh Lực Văn, Đoàn Hải và Phương Nghê Muội đương nhiên là trợ giúp nhóm Diệp Phàm, tất cả uống đến ngà ngà. Trịnh Khinh Vượng cũng giống như đã có chuẩn bị, tối nay ngồi trong bàn đều là sâu rượu của Cảnh Dương, lại có ba bốn cô gái sức rượu không hề thua kém đàn ông. Diệp Phàm, Lô Vĩ, Triệu Thiết Hải trở thành đối tượng bị tiến công, qua mấy vòng thì ba người đều đã ngà ngà. Lúc này Ngọc Tiêu quay lại xe lấy ra một hộp gỗ đưa cho Diệp Phàm. Không lâu, xì gà hạng sang của Cuba đều nhả khói trắng lượn lờ trên miệng mấy vị đàn ông, rất có khí thế quý phái. Diệp lão đệ, đồ này của cậu chắc không rẻ. Trịnh Khinh Vượng ưu nhã phun khói, nhìn lướt qua dấu hiệu trên điếu xì gà, có vẻ kính nể. Ha ha, ừ. Diệp Phàm đáp một tiếng. Chủ tịch Diệp, một điếu có thể mười mấy đồng, chắc là còn đắt hơn cả một bao Trung Hoa. Phân cục trưởng Vi Hổ tham lam rít một hơi, thở dài nói. Quả nhiên là hàng tốt, mùi vị tinh khiết. Mười mấy đồng, Lô Vĩ phun một vòng khói rồi nhếch miệng. Đại ca, một điếu này chắc là bằng hai tháng tiền lương của em. Quả thực là ở đốt tiền. Không thể nào, một điếu thuốc bằng hai tháng tiền lương của tôi ư, tuy nói nó có to hơn một chút nhưng không đến nỗi đắt hơn Trung Hoa chứ. Triệu Thiết Hải giống như tiểu thị dân, tuyệt đối không nghĩ tới mắc như vậy, tỏ vẻ nghi ngờ. Một hộp một vạn hai, là do một bằng hữu ở Thủy Châu tặng cho. Diệp Phàm thản nhiên. Trời ạ, một cây 600 đồng, đúng là bằng hai tháng tiền lương của tôi, đáng tiếc, tôi vừa đốt đi hai tháng tiền lương. Chủ tịch Diệp, tặng cho tôi vài điếu đi. Triệu Thiết Hải buột miệng, vừa nói xong thì cảm thấy không ổn, trên mặt khẽ biến sắc. Chẳng qua trong vòng khói mù mịt cũng không ai chú ý. Được, Ngọc Tiêu, đưa thêm cho mọi người mỗi người một điếu, còn lại đưa cho Thiết Hải để y thống khoái hút đến chết đi, ha ha ha. Diệp Phàm trêu chọc. Cảm ơn, phát tài rồi. Triệu Thiết Hải mừng rỡ, thiếu chút chảy nước miếng, nhìn chằm chằm vào Ngọc Tiêu đang phát xì gà. Trịnh ca, nghe nói đồ mỹ nghệ của Lâm Trường Cảnh Dương thường để xuất khẩu. Có thể cho Lô lão đệ một món tinh xảo để trên bàn làm việc không, cho khí thế một chút. Diệp Phàm nói vẻ tùy tiện. Thầm nghĩ, Diệp Thủy Căn chết là do đổi từ xưởng gỗ đi tuần núi, vậy thì bắt đầu từ đó đi. Nhị Thuận, đam cục trưởng Lô đi phòng chứa sản phẩm tinh xảo để lựa chọn, nhân tiện chọn cho chủ tịch huyện Diệp một con ngựa gỗ giả cổ. Phó chủ nhiệm Lâm Trường Mã Chiêm Khôi cười nói, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Diệp Phàm. Lúc này rượu cũng đã uống nhiều. Từng cặp kéo đến phòng ca múa của Lâm Trường, trong ánh đèn xoay tròn làm lòng người lại càng mê say. Lô Vĩ và Triệu Thiết Hải đi theo Mã Chiêm Khôi và Trần Nhị Thuận đi chọn đồ mỹ nghệ, phó chủ nhiệm Mã có quan hệ tương đối tốt với Triệu Thiết Hải, nghe nói trước kia cùng ở bộ đội, chỉ là số năm không giống nhau, chắc còn là chiến hữu. Phương Nghê Muội mặc một chiếc váy màu phấn nhạt, lặng lặng ngồi ở mép ghế salon không lên tiếng, tuy nhiên bị chị gái dùng mông đẩy đến bên cạnh Diệp Phàm. Nhăn nhó không muốn nói chuyện. Nghê Muội, làm sao vậy? Mấy ngày không gặp thì có vẻ không quen. Diệp Phàm đưa đẩy. Tôi nào dám, có người là đường đường đại chủ tịch huyện rồi, một thảo dân như tôi nào có phúc phận. Phương Nghê Muội mát mẻ. Lúc này Vũ Khúc Kề mặt lại vang lên. Đi, khiêu vũ đi. Diệp Phàm nổi lòng háo sắc, kéo Phương Nghê Muội vào sàn nhảy, Phương Nghê Muội nhăn nhó mấy cái không lay chuyển được Diệp Phàm đành đi theo. Trong ánh đèn mờ ảo, vũ khúc vừa vang lên không lâu, Diệp Phàm vừa ôm lấy Phương Nghê Muội thì bàn tay lập tức thám hiểm trên thân thể cô, chẳng qua nạn nhân cũng không cự tuyệt mà để thủ phạm tùy ý. Diệp Phàm mặc lòng thám hiểm trên dãy núi lẫn dưới khe sâu, cảm giác đối phương còn rất động tình, thân thể áp sát về phía anh chứ như muốn hòa tan vào hắn. Phương Nghê Muội cuối cùng cũng mềm lại, ghé sát vào tai Diệp Phàm nói nhẹ. Diệp ca, để em đấm lưng cho anh. Được rồi. Có người đấm lưng cho mình thì ngu sao mà không hưởng phúc. Kẻ kia ra vẻ tiểu nhân đắc chí, cười khẽ không dứt. 8 giờ tối, Diệp Phàm đi vào phòng bao của Phong Khiêu Vũ Lâm Trường uống trà. Lực Văn,
Đoàn Hải, chuẩn bị một chút, ngày mai chắc sẽ có người xuống khảo hạch, ha ha ha, coi như tôi chúc mừng năm mới trước cho các anh. Diệp Phàm uống một ngụm trà, nói với Trịnh Lực Văn và Đoàn Hải đang cung kính. Diệp huynh đệ, cảm ơn, để cậu phải lao tâm vì chuyện của Lực Văn. Trịnh Khinh Vượng chấn động, sau đó hiểu ra thì hết sức cao hứng, vội vàng cảm ơn. Thấy Trịnh Lực Văn và Đoàn Hải có vẻ bồn chồn định hỏi mà không dám, Phương Lan Hinh hiểu ý liền lên tiếng. Chủ tịch huyện Diệp, có phải đến cục chiêu thương không, ai? Lực Văn có thể lấy được một vị trí trưởng phòng thì tốt, cuối cùng cũng lên huyện, ở thị trấn lâu quá rồi. Vị trí trưởng phòng trong miệng Phương Lan Hinh dĩ nhiên là chỉ cán bộ cấp phòng, trên thực tế thì một phòng trong cục chiêu thương chỉ ngang với cán bộ cấp ban. Lan Hinh, hỏi mấy thứ này làm gì, Diệp huynh đệ tự có thu xếp. Có thể đến cục chiêu thương làm một chủ nhiệm phòng đã là tiến bộ lớn. Diệp huynh đệ, không cần băn khoăn, nói ra để Lực Văn còn chuẩn bị, không biết đến cục chiêu thương ở phòng nào. Trịnh Khinh Vượng nóng nảy, vừa mắng Phương Lan Hinh lắm mồm nhưng chính mình thì cũng muốn hỏi. Ha ha ha, không phải là làm chủ nhiệm phòng nào cả. Diệp Phàm ỡ mờ. Chủ tịch huyện Diệp, cảm ơn ngài. Có thể đi vào cục chiêu thương là tốt rồi, có làm chủ nhiệm hay không không sao cả. Trịnh Lực Văn tuy vẫn vui vẻ nhưng thật ra trong lòng cũng cảm thấy tiếc nuối, có thể lấy được vị trí chủ nhiệm phòng thì vẫn hơn. Chương 454, khác loại. Được rồi, tôi nói rõ luôn. Lực Văn đề bạt làm phó cục trưởng cục chiêu thương. Đoàn Hải đến Ba La Núi kho khu nhận chức chủ nhiệm, cũng là cán bộ cấp phó phòng thực chức, hãy làm cho thật tốt nhé. Một câu nói của Diệp Phàm thiếu chút nữa làm mọi người trố mắt. Diệp, chủ tịch huyện Diệp, tôi. Trịnh Lực Văn và Đoàn Hải đều kích động đứng phát dậy, chân tay luống cuống, thoáng cái đã có thể đều đề bạt làm cán bộ cấp phó phòng thực chức, hai người có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Đoàn Hải, tôi cũng làm hai ngày chủ nhiệm ở kho khu. Cho anh giữ mười mấy vạn làm kinh phí hoạt động. Cứ làm đó một thời gian đã, sau này sẽ nghĩ cách triệu hồi về huyện. Diệp Phàm vỗ vai Đoàn Hải. Sau đó hắn nói với Trịnh Lực Văn. Cục chiêu thương đang chủ tính kế hoạch xây dựng nội bộ, anh là thành viên thứ nhất. Tôi cũng cho anh mười mấy vạn kinh phí hoạt động, phải dùng nó để làm ra thành tích, kéo về nhiều khoản tiền cho bí thư cổ và chủ tịch huyện vệ nhìn xem. Diệp Phàm nói rất chân thành. Đoàn Hải và Trịnh Lực Văn chỉ có thể gật đầu lia lịa rồi vội vàng đi vào phòng vệ sinh để lau nước mắt. Đoàn Hải, không nghĩ tới a, anh và tôi đều là cán bộ cấp phó phòng rồi, hơn nữa còn có thực quyền, sau này đến kho khu câu cá anh cũng phải chuẩn bị mồi nhiều vào đấy. Trịnh Lực Văn đùa giỡn. Trịnh ca, lúc về huyện tôi sẽ tìm anh ăn cơm, đến lúc đó thì đừng có chạy mất đấy, ha ha ha. Đoàn Hải vui mừng. Đoàn Hải. Sau này chúng ta trở thành thần giữ của cho chủ tịch huyện Diệp rồi. Ừ, đó là khẳng định, chúng ta cùng đi theo chủ tịch huyện Diệp. Hai người nói xong thì nắm chặt tay. Đáng tiếc, lúc ấy Đỗ Bằng không có chịu đựng được. Ai? Trịnh Lực Văn thở dài. Đừng nói tại sao, cái thứ cỏ đầu tường đó đừng mơ trở thành châu báu. Ngoá nó, bọn hèn nhát. Đoàn Hải tức giận mắng một câu. Đối với Đỗ Bằng cháu của chủ nhiệm ban đảng chính Vương Nguyên Thành thì gã rất tức giận, ngày hôm đó sau khi trở về thôn Quy Lĩnh đã mắng Đỗ Bằng một trận, nếu không có người can ngăn thì đã động thủ rồi. Hừ, để cho tiểu tử này hối hận chết đi, tôi nhổ vào. Đoạn Hải mắng thêm một câu mới thấy bất giận. Diệp huynh đệ, nói nữa là thừa, hảo huynh đệ một. Sau này có việc cứ kêu một tiếng là được, Trịnh Khinh Vượng này lấy trà thay rượu, chúng ta cạn một chén. Trịnh Khinh Vượng cũng cảm thấy không ngờ, em trai mình thế mà có thể ngồi lên chỗ tốt phó cục trưởng cục chiêu thương, có phó chủ tịch Diệp Phàm nâng đỡ, sau này con đường của Lực Văn cũng có tương lai nên trong lòng cũng cao hứng. Đêm khuya, bốn người Diệp Phàm, Lô Vĩ, Thiết Hải, Phương Nghê muội cùng đến thôn Đập Thiên Thủy, Diệp Phàm cũng muốn sắp xếp chuyện mẹ nuôi cho tốt. Hiện tại trong cung cũ chỉ còn lại Diệp Kim Liên và Nhị Nha Tử. Thấy Diệp Phàm đến. Mẹ nuôi Diệp Kim Liên rất vui mừng nắm tay hắn hàn huyên một hồi. Nhị nha tử, anh của em có tin tức gì không? Không có, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhị nha tử có chút buồn bực, tức giận hừ nói. Chết ở phía ngoài tốt hơn, tôi không có anh, hừ. Thằng nhỏ này, nói gì vậy, anh Ngô Đồng Hưng hứa của con có chuyện chậm trễ, trong quân dội sao có thể tùy tiện như vậy? Diệp Kim Liên giận trách cười mắng. Gì còn nói cháu nữa?
anh Hào không phải cũng không gửi thư, sắp một năm rồi, dì Liên không nhớ anh ấy sao? Nhị nha tử nói một câu khiến Diệp Kim Liên dùng mình, đôi mắt lại dịu dàng, có lẽ đang nghĩ đến điều gì. Anh Hào là ai? Diệp Phàm có chút kinh ngạc, hắn ở Đập Thiên Thủy mấy tháng hình như chưa từng nghe nói có người nào ngoại hiệu tên là anh Hào, nghe khẩu khí của nhị nha tử hình như còn rất thân thiết với Diệp Kim Liên. Có lẽ là cháu của Diệp Kim Liên, Diệp Phàm cũng không để ý, chỉ thuận miệng hỏi. Anh Hào mà anh cũng không biết, anh ấy chính là con ruột của dì Liên, đi bộ đội gần 3 năm rồi, cũng không biết có làm quan không. Nhị nha tử ngạc nhiên, không ngờ dì Liên không nói cho Diệp đại ca. Mẹ nuôi, rốt cuộc chuyện này là thế nào, Nhược Mộng cũng không nói với con, thì ra là con còn có một đại ca. Diệp Phàm cũng không để ý đến cảm nhận của Diệp Kim Liên, vội vàng hỏi tới. Ai, Diệp Phàm, nó là anh trai của Nhược Mộng, lớn hơn Nhược Mộng 3 tuổi, năm nay cũng sắp 23 rồi. Bộ đội bận rộn, một năm rồi không thấy gửi thư, điện thoại cũng không gọi, đứa nhỏ này, cũng không biết bận rộn chuyện gì. Năm ngoái gọi điện thoại cho mẹ còn nói có khả năng được đề xuất làm gì đó, nói đoàn trưởng của bọn hắn rất chiếu cố đến nó. Diệp Kim Liên nói tới con trai Diệp Hào, lại nghĩ tới con gái Diệp Nhược Mộng đã chết, nước mắt không kìm được lại chảy xuống. Được, lúc nào đó con sẽ đi xem, không biết là ở đơn vị bộ đội nào. Diệp Phàm vô cùng vui sướng, mẹ nuôi có con trai cũng tốt hơn rất nhiều, chỉ ít vẫn còn chỗ dựa tinh thần. Hình như ở quân khu Thẩm Dương, cụ thể là binh chủng nào mẹ cũng không lắm. Diệp Kim Liên lắc đầu, lau lau nước mắt. Mẹ nuôi, Lô Vĩ trước kia mẹ cũng đã gặp rồi, cậu ấy hiện tại được điều đến nhậm chức cục trưởng cục công an huyện chúng ta, có chuyện gì mẹ cứ gọi cho cậu ấy. Cậu ấy là anh em tốt của con, mẹ đừng sợ phiền phức. Chào mẹ nuôi, Lô Vĩ cũng cất tiếng gọi. Mẹ nuôi, đừng gọi như vậy, gọi tôi là dì Liên được rồi. Diệp Kim Liên lập tức cải chính, trước kia có biết Lô Vĩ là công tử nhà giàu, không nghĩ hiện tại xoay người đã biến thành cục trưởng cục công an huyện rồi. Trong mắt Diệp Kim Liên, đây chính là một vị quan uy phong. Không có chuyện gì, mẹ nuôi, cậu ấy giống như anh em ruột thịt của con, kêu một tiếng mẹ nuôi cũng thích hợp, ha ha ha. Diệp Phàm nặn ra nụ cười. Đúng vậy, con và đại ca không cần phải nói, sau này mẹ nuôi có chuyện gì cứ gọi cho con. Mẹ cứ xem sai khiến con trai. Lô Vĩ vừa nói vừa rút ra danh thiếp đưa cho Diệp Kim Liên. Mẹ nuôi, đây là số điện thoại của con, có việc gì mẹ cứ trực tiếp gọi điện cho con. Chủ nhiệm Phương, giám đốc Triệu mọi người cũng tới à? Diệp Kim Liên chào hỏi, ánh mắt có chút kỳ lạ lướt trên mặt Phương Nghê muội cười nói. Chủ nhiệm Phương càng ngày càng mặn mà, càng ngày càng xinh đẹp. Nếu ai có phúc khí cưới được cô thì đúng là hưởng phúc rồi. Sau khi nói xong ánh mắt lại vô tình lướt qua người Diệp Phàm. Dì Liên, cháu còn nhỏ, không ai muốn. Phương Nghê muội mịt mờ liếc mắt nhìn Diệp Phàm cười nói. Cô nương xinh đẹp như vậy, sao lại không có ai cầm, ai nói chứ, có muốn đợi hào tử nhà gì quay về không? Diệp Kim Liên trêu ghẹo nói, len lén quan sát vẻ mặt của Diệp Phàm và Phương Nghê muội, có lẽ cũng có cảm nhận gì, nữ nhân đối với phương diện này đều tương đối nhạy cảm. Huống chi Diệp Kim Liên lại là người từng trải. Ha ha ha. Mọi người cười rộ lên, Phương Nghê muội đỏ bừng cả mặt, không dám ngẩng đầu. Trong đại viện Lý gia ở Đập Thiên Thủy cũng đang náo nhiệt. Mọi người đang vui vẻ chúc mừng Lý Hoành Sơn, tiểu tử này mặc một bộ quần áo dã chiến đeo quân hàm thượng úy trông rất oai phong. Gã đang vênh váo như một con công, cười nói. Chị em Ngọc gia càng ngày càng giống thất thiên nữ, đúng là khiến người ta đỏ mắt. Ha ha ha. Hoành Sơn ca uy phong a, giống như thiên thần hạ phàm, đảo mắt một cái đã là thượng úy đại đội trưởng, tiểu muội bội phục. Nếu mặc bộ này vào trường chúng em thì đúng là kéo theo một đoàn lớn. Ngọc Kiều Long cũng miễn cưỡng cười vui. Vậy thì tốt, Hoành Sơn có thể kéo được mấy cô em kia thì đúng là phần mộ tổ tiên phát rồi, cháu xem nó kìa, hừ. Lý Tuyên Thạch hừ một tiếng, cười nói. Nghe nói Học viện âm nhạc Thủy Châu là phân viện Học viện âm nhạc Trung ương, những cô gái xinh đẹp bên trong chắc có rất nhiều, nếu có thì cô tìm cho nó một người được không? Chuyện này thì dễ rồi, mấy người bạn cùng phòng với em ai nấy đều là tiên nữ. Lúc trở về trường em sẽ đem đến cho anh Hoành Sơn, ha ha ha. Ngọc Kiều Long cười ngặt nghẽo. Đại lão gia Lý Hoành Sơn đỏ mặt, ngượng ngập. Anh làm sao mà với được chứ?
Chị em ở học viện âm nhạc đều là người cao nhã chứ có thô kệch như anh đâu, bỏ đi. Sau khi nói xong thì lắc đầu. Ha ha ha. Trong viện vang lên một trận cười ầm ĩ. Cạch cạch cạch. Lý Viêm Đình giãy xe tới, có vẻ khó xử. Ngọc Miêu chắc là bị người ta chơi đòn âm nên kinh lạc bị tắc, nếu không tìm được cao thủ thông khí thì chắc là sẽ bị phế. A. À, Ngọc Kiều Long thất thanh kêu lên. Làm sao bây giờ, Lý Gia Gia, ông giúp đỡ đi. Ai, bộ dạng của ông hiện giờ còn có thể giúp gì? Lý Viêm Đình thở dài, bất đắc dĩ nói. Bản lĩnh tuyên thạch còn quá mỏng, công phu thông mạch này ít nhất phải thân thủ ngũ đoạn trở lên mới được. Ngũ đoạn, đi đâu tìm cường nhân như vậy? Lý Hoành Sơn kêu lên, thầm nghĩ, nghe nói đại ca Diệp Phàm chính là một vị cao thủ ngũ đẳng. Ai, Ngọc Gia gần đây đúng là xui xẻo liên tiếp, lão gia tử bây giờ còn đang bị giam, Ngọc Miêu lại xảy ra chuyện, chẳng lẽ ông trời lại muốn gây khó dễ cho Ngọc Gia sao? Ngọc Thế Hùng ta không tính là người tốt lành gì, nhưng tuyệt chưa làm điều gì thương thiên hại lý. Mở mấy sòng bài, thêm cả nữ nhân, chuyện này cũng là bình thường, tại sao cứ nhắm vào Ngọc Gia chúng ta? Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng tức giận thở dài, thoáng cái đã già hẳn. Ngọc lão gia tử bị giam rồi, chuyện gì xảy ra? Lý Hoành Sơn vẻ mặt kinh dị, hỏi. Ai, Hoành Sơn huynh đệ, chuyện này nói đến thì dài. Tối hôm đó tôi có việc đến nhà thân thích, lão gia giúp tôi trông coi Sơn Trang Kính Nguyệt. Ngọc Thế Hùng đem chuyện Sơn Trang Kính Nguyệt bị cục công an thành phố tịch thu kể hết, chuyện này cả Ngư Dương đều biết nên cũng không giấu giếm gì. Ngọc lão gia tử còn chưa có đi ra. Lý Hoành Sơn cũng thấy khó hiểu. Chương 455, tìm chết. Y thầm nghĩ, dựa vào thế lực Ngọc gia mở sòng bạc dưới đất có gì kỳ lạ, cho dù nhất thời xảy ra chuyện, không đề phòng bị bắt một số tiền, có gì không giải quyết được, chuyện này thật đúng là quái lạ. Ai, ông ấy bị nhốt trong sư đoàn dã chiến Mặc Hương nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa thấy tâm tích, thật là kỳ quái. Ngọc Thế Hùng từng bước dẫn Lý Hoành Sơn đi về phía giếng. Sư đoàn dã chiến để tôi giúp mọi người hỏi xem. Lý Hoành Sơn nói, móc điện thoại ra. Xem ra lăn lộn mấy tháng ở Liệp Báo cũng quen biết một số bằng hữu trong quân đội. Chuyện này nói ra cũng phải, sư đoàn dã chiến Mặc Hương trực thuộc quản hạt của quân đoàn 2 căn cứ Lam Nguyệt Vịnh Thủy Châu, mà binh đoàn Liệp Báo chỗ Lý Hoành Sơn ở lại dùng chung một căn cứ với quân đoàn 2. Cho nên dĩ nhiên là quen thuộc. Hơn nữa Liệp Báo là lá bài chủ chốt lớn nhất của quân khu lĩnh Nam, các quan quân binh lính bình thường muốn nịnh bợ quân lính Liệp Báo khá nhiều. Chuyện này rất khó, nghe nói chuyện của phụ thân lần này là do một thiếu tá tiểu đoàn trưởng của Liệp Báo đặc biệt chịu trách nhiệm, sư đoàn dã chiến chỉ giam người, cũng không có quyền thẩm tra xử lý. Ngọc Nhã Chi thức thời sắp lại nói, xem ra muốn vạch trần bí mật bên trong. Người của Liệp Báo tên là gì có biết không? Lý Hoành Sơn thất thanh kêu lên. Trong lòng trầm xuống, cảm thấy vụ án này có thể lớn đến trời rồi, có thể khiến Liệp Báo ra mặt trong quân đội là tương đối trọng đại, Liệp Báo cũng giống như tổ trọng án trong đội cảnh sát hình sự. Nghe nói tên là Tề Thiên. Ngọc Kiều Long chen vào nói, hiển nhiên lòng mang bất mãn đối với Tề Thiên kia. Tề Thiên. Lý Hoành Sơn thiếu chút nữa rớt răng hàm, Tề Thiên không phải là cấp trên trực tiếp của mình sao? Y trầm mặc một hồi, thấy tỷ huynh muội Ngọc gia toàn bộ đang nhìn mình. Trong lòng cũng hiểu, mấy người Ngọc gia đến đây hôm nay chính là để đợi mình. Thiếu tá Tề Thiên chính là thủ trưởng trực tiếp của tôi có thể giúp mọi người hỏi xem, chuyện này có thành hay không cũng khó nói, có lẽ không có bao nhiêu hy vọng, đợi tôi hỏi xem. Cảm ơn, vậy làm phiền Hoành Sơn huynh đệ rồi. Người nhà họ Ngọc vừa nghe trong lòng cũng vui mừng, nếu là lãnh đạo trực tiếp của Lý Hoành Sơn, vậy ít nhất cũng phải nể tình một chút. Thủ trưởng, tôi là Lý Hoành Sơn đây. Anh vẫn khỏe chứ, ha ha ha. Lý Hoành Sơn cẩn thận nói chuyện. Khỏe gì, mệt chết đi được. Tiểu tử cậu cũng được về nhà trước đón năm mới rồi. Tôi thì vẫn phải lao lực mà làm, công việc đặc biệt nhiều, phiền chết đi được. Tề Thiên hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ tiểu tử này sao đột nhiên lại gọi điện cho mình. Thật là kỳ quái, không phải là đang ở cùng đại ca chứ. Tôi là muốn hỏi một chút về vụ án của Ngọc Gia Ngư Dương. Lý Hoành Sơn rất cung kính, hoàn toàn thu lại vẻ càn rỡ, xem ra huấn luyện trong quân đội mấy tháng cũng có tác dụng, mài giũa tính tình của tiểu tử này không ít. Người nhà họ Ngọc tìm cậu sao? Tề Thiên lạnh lùng nói, biết tiểu tử này gọi điện thoại tới chắc hẳn không có chuyện gì tốt,
gần đây người nhà họ Ngọc thông qua đủ loại con đường muốn liên lạc với gã, tuy nhiên đều không được. Đối với kẻ địch đã thương tổn đại ca Diệp Phàm, Tề Thiên quyết định dạy dỗ cho người nhà họ Ngọc một bài học thích đáng. Ngọc Thế Hùng của Ngọc gia là huynh đệ với anh tôi, cho nên tôi muốn hỏi. Lý Hoành Sơn nghe thấy khẩu khí lạnh như băng của Tề Thiên cũng cảm giác không ổn, tuy nhiên nếu đã hỏi rồi thì cũng đành phải cố lên gân mà hỏi tiếp. Huynh đệ, được rồi, chuyện này cậu đừng can dự vào, không có chuyện gì thì tập luyện thân thủ đi. Tôi cúp máy đây. Tề Thiên căn bản không thèm giải thích, cúp điện thoại ngay sau đó. Anh Ngọc, ai, đoán chừng chuyện này rất lớn, khẩu khí của thủ trưởng rất nghiêm nghị, không để ý đến, lần này phiền toái rồi. Lý Hoành Sơn cũng không vòng vo, tiết lộ thái độ của Tề Thiên. Chuyện này dĩ nhiên cũng là Tề Thiên cố ý, muốn thông qua Lý Hoành Sơn để cho người nhà họ Ngọc biết thái độ, để cho người nhà họ Ngọc đón năm mới không yên ổn, phải chịu dày vò mới thôi. A, à, cha, làm sao bây giờ? Ngọc Kiều Long là người đầu tiên không chịu được. Nước mắt ròng ròng. Ngọc Nhã Chi cũng sầm mặt, Ngọc Thế Hùng càng tức giận đến mức nghiến răng ken két. Mẹ nó nữa, để em đi liều mạng với bọn chúng. Ngọc Miêu ở bên cạnh tức giận, phất phất tay mắng. Liều mạng với ai, Ngọc Miêu, nói gì vậy? Ngọc Nhã Chi vẫn tương đối bình tĩnh, lập tức quát. Ai, Ngọc Miêu lão đệ, đừng nói ngốc nghếch như vậy. Liều mạng, cậu muốn liều mạng với Liệp Báo sao, đó chính là tự tìm cái chết. Ngọc Miêu huynh đệ, cậu có thể đánh thắng tôi không? Lý Hoành Sơn nghiêm túc nói. Không thể nào. Ngọc Miêu lắc đầu. Vậy thì không được, tôi ở trong Liệp Báo chẳng khác nào một người lính bình thường. Cậu đừng nhìn quân hàm thượng úy đại đội trưởng một gạch ba sao trên vai tôi. Người như tôi bên trong Liệp Báo nhiều lắm. Người kém cỏi nhất cũng là thiếu úy, hơn nữa rất ít, trên căn bản đều là trung úy. Loại có thân thủ giống như tôi. Tùy tiện ra ngoài một người có thể quật ngã mười mấy người có thân thủ giống như cậu. Điều này tôi không hề khoác lác. Lý Hoành Sơn vừa nói đến Liệp Báo thì hưng phấn. Thật ra Lý Hoành Sơn dĩ nhiên cũng có chút thổi phồng. Lý Hoành Sơn được Lôi Âm Cửu Long Hoàn của Diệp Phàm trợ lực đã đột phá đến cảnh giới khai nguyên tam đoạn. Cao thủ tam đoạn trong binh đoàn Liệp Báo thật ra cũng không nhiều, không vượt qua 30 người. Tuy nhiên đám người Ngọc Thế Hùng không rõ tình huống của Liệp Báo, cũng choáng váng. Vẻ mặt bất đắc dĩ càng thêm khổ sở. Lẽ nào cha thật sự phải ngồi tù sao? Cha! Ngọc Kiều Long nhỏ giọng nghẹn ngào, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng đáng thương. Hoành Sơn huynh đệ, chuyện này thật cảm ơn anh, mặc dù không thành nhưng cũng giúp Ngọc gia chúng tôi biết được một số tin tức quan trọng. Ngọc Thế Hùng giơ chén lên chạm chén với Lý Hoành Sơn. Tôi vừa nghĩ ra một người, nếu mọi người có thể cầu xin hắn ra mặt thì có lẽ Ngọc lão gia còn có chút hy vọng. Lúc này Lý Tuyên Thạch ở bên cạnh đột nhiên nhớ ra gì đó, mỉm cười thần bí. Người nào, anh Lý nói mau. Ngọc Thế Hùng không kìm được vội hỏi, ngay cả Ngọc Kiều Long cũng ngừng khóc thút thít, vẻ mặt khẩn trương, khẽ run rẩy. Diệp Phàm, mọi người có thể nghe nói qua rồi. Lý Tuyên Thạch phun ra một câu như vậy, làm cho khuôn mặt của người nhà Ngọc gia nhất thời âm u, đặc biệt là Ngọc Kiều Long, dù sao còn non nớt, thiếu kiên nhẫn, lập tức thất thanh kêu lên. Tại sao lại là hắn, tên Lưu Manh? Lưu Manh, ai là Lưu Manh? Lý Hoành Sơn khó hiểu hỏi. Hiện trường lâm vào trầm mặc. Chuyện gì xảy ra, các ngươi không phải từng có quan hệ với hắn chứ? Lý Tuyên Thạch hơi chần chừ, cũng đoán được một số đầu mối. Ai, thật ra có chút đụng chạm, em gái của tôi có xảy ra một chuyện xung đột không vui với hắn, không nghĩ tới bây giờ lại quay lại. Ngọc Thế Hùng đem chuyện đùa giỡn xảy ra ở trạm xe ngày hôm đó thổ lộ ra, ngay cả chuyện Diệp Phàm sờ ngực Ngọc Kiều Long cũng không giấu giếm, bây giờ vì cứu lão gia tử cũng không chú ý nhiều lắm. Không thể nào, Diệp huynh đệ không thể nào là người như vậy, em Ngọc, có lẽ hiểu lầm rồi. Lý Tuyên Thạch cùng Lý Hoành Sơn vội vàng nói. Ai, bây giờ có nói những lời đó còn có tác dụng gì nữa, Ngọc gia chúng tôi đã đắc tội với Diệp Phàm. Có lẽ bây giờ hắn hận Ngọc gia chúng tôi tận xương tủy, chuyện này đã ồn ào thành như vậy, chúng tôi còn mặt mũi nào đi nhờ vả hắn, hơn nữa hắn cũng tuyệt đối không giúp đâu. Ngọc Nhã Chi thở dài, tâm tình phức tạp. Anh Tuyên Thạch, anh xác định Diệp Phàm có thể giúp được không? Dù sao hắn cũng chỉ là một phó chủ tịch huyện, ông chú tôi làm trưởng ban ban tài chính tỉnh, ông ấy không có cách, lẽ nào hắn lại có? Ngọc Kiều Long tuy nói hối hận nhưng vẫn không tin tưởng.
Dù sao cô ta cũng hiểu Lý Tuyên Thạch tuyệt đối sẽ không nói khoác, cũng không dám mắng lưu manh nữa, vì biết quan hệ của Lý Tuyên Thạch với hắn có thể rất thân thiết. Có 50% hy vọng. Lý Tuyên Thạch cười nói. Không, 100% có hy vọng, tôi dám khẳng định. Lý Hoành Sơn lắc đầu. Rốt cuộc là lai lịch gì? Ngọc Thế Hùng không nhịn được hỏi. Lai lịch không nhỏ, bên trong chuyện này có chút liên quan. Lãnh đạo cao nhất của binh đoàn Liệp báo chúng tôi tên là Thiết Chiêm Hùng, mặc dù nói chỉ là một đoàn trưởng đại tá, nhưng thực quyền còn mạnh hơn Triệu Côn tướng quân của sư đoàn giã chiến. Anh Diệp và y từng bái nhau làm anh em kết nghĩa, tôi vào Liệp báo chính là do anh Diệp giới thiệu. Mọi người nói có hữu dụng hay không? Lý Hoành Sơn tiết lộ ra bí mật kinh thiên, thiếu chút nữa làm đám người nhà họ Ngọc choáng váng. Không sai, Hoành Sơn huynh đệ nói rất đúng. Binh đoàn Liệp báo không giống với binh đoàn bình thường. Đây là át chủ bài của chúng ta quân khu lĩnh Nam, nghe nói nổi tiếng lừng lẫy khắp cả Hoa Hạ cũng là đại danh đỉnh đỉnh, Triệu tướng quân của sư đoàn giã chiến chúng tôi mỗi lần nói tới đoàn trưởng Thiết cũng rất cung, chuyện này thật sự khó hiểu. Ngọc cao nhất ở bên cạnh cũng khó hiểu, Triệu Côn là thiếu tướng, Thiết Chiêm Hùng chỉ là một đại tá làm sao so sánh được. Đại tá sao còn muốn cường ngạnh với thiếu tướng? Nếu Thiết Chiêm Hùng nhậm chức ở Tổng bộ quân khu còn nói được, tuy nhiên Thiết Chiêm Hùng chỉ là bộ đội địa phương. Ừ, xem ra Phó Chủ tịch huyện Diệp thật sự có thể giúp được, bây giờ mấu chốt là người ta có chịu giúp hay không. Ngọc Nhã Chi nhíu mày, dáng vẻ đau lòng giống như Tây Thi, làm người ta thương xót. Chị, em bất kể, để em đi cầu xin hắn. Ngọc Kiều Long ngừng khóc, miệng hơi mở, hạ quyết tâm. Đừng đi tiểu muội. Đây không phải em đi tìm thiệt thòi sao? Ngọc Thế Hùng vội vàng ngăn cản. Ai, oan gia nên giải không nên kết, Hoành Sơn, gọi điện thoại cho Phó Chủ tịch huyện Diệp, xem hắn nói như thế nào rồi hãy nói. Kiều Long, hôm nay ông cậy già lên mặt nói một lần, tính tình của cháu nhất định phải thay đổi đi. Chuyện hôm đó nhất định là cháu không đúng, Phó Chủ tịch huyện Diệp nhất thời nóng lòng chộp nhầm chỗ, cũng không thể nhốt người ta vào nhà lao. Anh ấy tốt xấu gì cũng là một quan viên sợ nhất danh tiếng bị bôi xấu, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ cả đời. Thật ra Phó Chủ tịch huyện Diệp là một người tốt, thậm chí có thể nói là thiếu niên hào kiệt hiếm có. Mọi người sợ rằng không biết, Cục trưởng Vu Kiến Thần của Cục Công an thành phố cũng có quan hệ rất tốt với hắn, thân như huynh đệ. Anh thử nghĩ xem, hắn bị giam rồi, trong lòng Cục trưởng Vu có thoải mái không? Lý Viêm Đình lấy thân phận trưởng bối ra nói. Trong giọng nói lộ ra thân thiết, cũng không khiến mấy người nhà họ Ngọc cảm thấy lúng túng. Lý Gia Gia, cháu sai rồi, sau này cháu sẽ thay đổi. Ngọc Kiều Long đỏ mặt, cúi đầu xuống. Lý Gia, hôm đó hắn còn bị cháu đạp cho hai cóc. Ngọc Miêu đỏ mặt xấu hổ nói, lại có thần sắc không dám tin, ngại ngùng nói. Đạp hắn hai cước, cậu động thủ. Lý Hoành Sơn sầm mặt, Diệp Phàm trong suy nghĩ của y không khác gì một tôn thần. Vô cùng cao lớn. Chương 456, rút súng đối địch. Đúng, ở trong cục, lúc ấy tôi muốn chút giận cho Kiều Long, cho nên mới ra tay, nhưng hình như không đánh trúng người, bị tránh thoát được. Ngọc Miêu nói, tránh thoát, ai, muốn chết sao? Lý Hoành Sơn mắng một câu, móc điện thoại ra nói. Anh Diệp, em là Hoành Sơn đây. Hoành Sơn, thế nào rồi, ở bộ đội không tệ chứ? Diệp Phàm trả lời, tôi đang chuẩn bị tới thăm Lý lão gia, nhưng trễ thế này, có lẽ ông ấy ngủ rồi, để ngày mai vậy. Anh đang ở đây đập thiên thủy sao? Lý Hoành Sơn hơi cao giọng. Đúng vậy, tôi đến thăm mẹ nuôi. Diệp Phàm thuận miệng trả lời. Vậy thì tốt rồi, anh Tuyên Thạch cũng đang ở đây, chúng ta đi uống mấy chén. Lý Hoành Sơn cười nói. Được rồi, tôi phải tới chỗ mẹ nuôi, để ngày mai đi. Diệp Phàm nói, thật ra hắn muốn tới chỗ Diệp Nhược Mộng, cô ấy nằm đó cũng quá cô độc. Được rồi. Lý Hoành Sơn cúp điện thoại. Người nhà họ Ngọc đương nhiên cũng nghe thấy, đưa mắt nhìn nhau, nhất thời có vẻ ngạc nhiên. Qua thôn sẽ không còn phòng trọ. Lý Hoành Sơn gấp đến độ rậm rậm chân. Hoành Sơn huynh đệ, chúng ta cùng tới lão cung. Ngọc Thế Hùng hạ quyết tâm, đi dò thám thái độ của Diệp Phàm rồi hãy nói. Anh, em cũng đi. Em muốn nhận lỗi với hắn. Ngọc Kiều Long nói khẽ, cắn cắn đôi môi, dáng vẻ rất đáng thương. Được rồi. Ngọc Thế Hùng thương yêu liếc mắt nhìn em gái, có chút bất đắc dĩ. Cùng đi đi,
tôi cũng muốn uống mấy chén với Diệp huynh đệ. Lý Tuyên Thạch muốn làm người hòa giải, mở miệng nói. Mọi người đi đến lão cung, kỳ quái là không nhìn thấy Diệp Phàm. Dì Liên, anh Diệp đâu? Lý Tuyên Thạch hỏi. Nó tới chỗ Nhược Mộng rồi, ai? Trên mặt Diệp Kim Liên nước mắt vẫn chưa khô. Cháu đi xem. Lý Tuyên Thạch trần chờ một hồi mới lên tiếng. Thôi đi, nó nói tối nay không muốn bất cứ người nào đến làm phiền, cháu không thấy cục trưởng Lô đang ở trong cung sao, cậu ấy vốn muốn đi theo nhưng bị nó cự tuyệt. Diệp Kim Liên bi thương nói. Cục trưởng Lô, anh là Lô Vĩ. Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng trầm mặt xuống, nghĩ đến Sơn Trang Kính Nguyệt của mình hình như bị thằng chó này dẫn người đến phá hỏng. Chủ nhân gây chuyện đang ở đây, nghĩ đến cha già đang chịu khổ bên trong sư đoàn dã chiến, tức giận trong lòng cũng không kìm được, lạnh lùng hỏi. Không sai, anh là... Lô Vĩ ở bên cạnh thấy người đến bất thiện, cũng không sợ hãi gì, lạnh như băng hỏi. Người ở xó xỉnh này gọi tôi là Kháo Sơn Hổ. Ngọc Thế Hùng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Lô Vĩ. Hỏa khí đè nén bắt đầu bành trướng. Mẹ kiếp, chính là y dẫn người đến cướp Sơn Trang Kính Nguyệt. Ngọc Miêu là người đầu tiên không kìm được, ở phía sau buột miệng mắng. Cậu là ai, nói gì vậy, cẩn thận cái miệng thối cho lão tử. Lô Vĩ chưa lúc nào bị mắng như vậy, hung tợn quát lên. Muốn ăn đòn, đồ con rùa, Ngọc Miêu này sẽ đánh loại cặn bã mày, mẹ kiếp. Ngọc Miêu dựng đứng người, bước rộng về phía trước, xuất ra khí lực đá tới, mặc dù tay trái bị cao thủ ra tay tàn độc có chút mềm nhũn, nhưng lực chân vẫn đang còn. Khí thế còn rất dọa người, nếu là người bình thường có lẽ đã bị hù dọa ngã ra rồi, tuy nhiên đáng tiếc Lô Vĩ không phải người như vậy. Hừ! Lô Vĩ hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng nhấc chân, cũng một cước đá tới, xem ra muốn chân đấu chân rồi, Ngọc Miêu chỉ là có thân thủ nhất đoạn thấp kém, so với người bình thường chỉ mạnh hơn một chút mà thôi, Lô Vĩ trái lại là vũ sư hạ đẳng cấp 4, thực lực chênh lệch quá lớn. Cho nên, đương nhiên sau một tiếng, bốp, đồng chí Ngọc Miêu đã ngã vào trong sân vườn cách đó mấy thước, lúc này đang hừ hừ, nhìn dáng vẻ nhất thời không bò dậy nổi rồi. Khá đấy, tiếp chiêu. Ngọc Thế Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy bắn người lên muốn ra quyền tàn ác. Đợi đã Ngọc lão đệ. Lý Tuyên Thạch và Lý Hoành Sơn vội vàng tung người lên, một tả một hữu ngăn cản. Sao vậy Lý lão ca, anh cũng muốn giúp cục trưởng Lô. Ngọc Thế Hùng vô cùng đau lòng, cảm giác Lý Tuyên Thạch có phải có chút lợi thế hay không, thật ra y không biết căn do. Lý Tuyên Thạch đương nhiên là khó xử rồi, tối nay người hai bên đều có quan hệ tốt với mình. Lô Vĩ là đời sau của chủ công Đường Triều, Lý gia lúc ấy chỉ là gia tướng của chủ công, nếu luận bàn về quan hệ cho dù Lý Viêm Đình ở đây cũng phải đứng bên cạnh y. Mà Kháo Sơn Hổ Ngọc gia cũng có quan hệ rất thân thiết với mình. Hơn nữa, từ tình huống tối nay mà nhìn, Lô Vĩ đi cùng với Diệp Phàm, đối với Diệp Phàm, Lý Tuyên Thạch lúc nào cũng thực lòng tin phục. Hơn nữa chuyện Diệp Phàm đã làm đối với người của Đập Thiên Thủy mà nói đều có lợi, những thứ này Lý Tuyên Thạch không phải là người mù. Đều nhìn thấy rõ. Có lẽ nếu bàn về quan hệ thật sự Lý Tuyên Thạch và Diệp Phàm là tốt nhất. Cho nên, trong chuyện này Lý Tuyên Thạch và Lý Hoành Sơn đều bị kẹp ở giữa, vô cùng khó xử. Thế Hùng, chúng ta tới đây làm gì? Cậu phải biết cân nhắc nặng nhẹ. Lý Tuyên Thạch vội vàng lấy chuyện của Diệp Phàm ra để giảm bớt cơn nóng giận của Kháo Sơn Hổ. Thế Hùng, bình tĩnh. Ngọc Nhã Chi cũng phát biểu, quay đầu liếc mắt nhìn Lô Vĩ, nói. Anh chính là cục trưởng Lô Vĩ mới tới phòng công an huyện, tôi là Ngọc Nhã Chi. Thì ra là trưởng ban Ngọc, không ngờ có thể gặp gỡ cô ở chỗ này, hân hạnh. Lô Vĩ bình thản bắt chuyện. Ngọc gia ở Ngư Dương có thế lớn, nhưng Lô gia ở Thủy Châu nếu bàn về thế lực thì Ngọc gia có thúc ngựa cũng khó theo kịp. Lô Vĩ nghĩ đến cơn tức giận mà đại ca Diệp Phàm phải chịu, cơn lửa giận cũng ngùn ngụt bốc lên, bất kể Ngọc Nhã Chi đang ở đây, cũng không nể mặt gì cả. Hiện trường lại lâm vào trầm mặc. Cục trưởng Lô, Sơn Trang Kính Nguyệt liên quan đến sòng bạc. Cục thành phố nên xử lý như thế nào Ngọc gia không có ý kiến, chuyện do mình tự rước cũng không được trách người khác, chỉ là tại sao cứ không thả người, điểm này bản thân tôi thật sự cảm thấy kỳ quái. Ngọc Nhã Chi lạnh lùng ép hỏi. Chuyện này có chút ngoài ý muốn, liên quan đến bí mật quân sự, đã do quân đội tiếp nhận toàn diện rồi. Cục thành phố chỉ thu mấy chiếc xe. Ngay cả tiền tham ô cũng bị quân đội niêm phong trước. Cho nên,
trưởng ban Ngọc muốn hỏi thì đi hỏi người phụ trách bên quân đội, tôi nghĩ cục trưởng Vu cũng đã nói với bí thư Ngọc rồi. Lô Vĩ trả lời tự nhiên. Quân đội, cha tôi là một người đứng đắn, làm sao có liên quan đến bên quân đội được, các anh nói nhảm, đây là các anh thuần túy muốn bêu xấu người khác. Ngọc Kiều Long khóc lóc kêu lên, vừa nghe nói lại có thể liên quan đến bí mật quân sự, trong lòng lại càng âm u, cơ thể run rẩy. Kiều Long, đừng khóc. Ngọc Thế Hùng nắm chặt tay, các khớp ngón tay kêu lên răng rắc. Cô chính là Ngọc Kiều Long, chuyện xảy ra ở trạm xe hôm đó, Phó Chủ tịch huyện Diệp đã giao cho cục huyện thẩm tra xử lý một lần nữa, chúng tôi đã điều tra rồi, nhân chứng vật chứng đầy đủ, trách nhiệm hôm đó hoàn toàn thuộc về cô. Ngày mai cô đến cục huyện lấy khẩu cung, nên xử lý như thế nào ngày mai hãy nói. Lô Vĩ nghiêm túc, thật sự giống như một cục trưởng cục công an, dáng vẻ giải quyết công việc chung. Vậy hắn, Ngọc Kiều Long vốn định nói ba chữ đùa giỡn tôi, nhưng không làm sao thốt ra khỏi miệng, bởi vì cô ta đột nhiên nghĩ đến còn phải nhờ vả Diệp Phàm cứu phụ thân, cố gắng nuốt ngược trở lại. Cô muốn nói đùa giỡn cô có phải không? Hừ, thuần túy nói xấu, cô là người gây ra tai nạn, người bị hại nằm dưới đất cô cũng không quan tâm, không có một chút lòng thương hại, lái xe lại cậy mạnh rời đi. Đồng chí Diệp Phàm đã cứu người bán trái cây không nói, muốn ngăn cô xử lý xong chuyện rồi mới đi, cô lại kêu lên là lưu manh đùa bỡn. Lẽ nào người bị hại yêu cầu người gây họa lưu lại cũng sai lầm sao? Cô đụng người ta không sao, người ta ngăn cô lại mang tiếng là lưu manh đùa bỡn, cứ thế lái xe nghênh ngang rời đi. Tiểu cô nương, sao tâm địa không thể khá hơn một chút? Lô Vĩ tức giận, thuận tiện chút giận cho Diệp Phàm. Cục trưởng Lô, anh nói vậy là sao? Lẽ nào em gái tôi nói dối? Ngọc Nhã Chi thấy em gái bị hạ nhục, trong lòng rất không thoải mái, quên cả chuyện của Diệp Phàm, mở miệng chất vấn. Có nói dối hay không cục công an chỉ thấy chứng cứ, người Ngọc gia các cô đánh người bị hại ở cục công an, nói xấu người bị hại, những chuyện này huyện cục đều đã điều tra rõ ràng. Hơn nữa, đồng chí Ngọc Miêu này vừa rồi mưu toan hành hung tôi. Đúng lúc, đi theo tôi một chuyến đi, Thiết Hải, áp tải về sở công an Lâm Tuyền giam lại cho tôi. Lô Vĩ lên giọng, cố ý khiến Ngọc Nhã Chi khó xử. Được. Triệu Thiết Hải dù sao đã theo Diệp Phàm, không biết từ chỗ nào lôi ra chiếc còng tay bóng loáng muốn bắt người. Anh dám, Kháo Sơn Hổ này tuyệt đối sẽ không để các người làm loạn đâu, đừng tưởng rằng cục trưởng phòng công an huyện là có thể chỉ tay che trời. Ngọc Thế Hùng bước ra một bước, dáng vẻ giống như Thái Sơn đứng trước mặt Lô Vĩ. Kháo Sơn Hổ, vừa lúc, Sơn Trang Kính Nguyệt không phải do anh chịu trách nhiệm sao? Thiết Hải, bắt đi luôn. Vừa lúc có thể giao lại cho người bên quân đội cùng nhau xử lý, hừ. Giọng nói của Lô Vĩ lại càng chói tai, lạnh như băng, cây kim so với cọng dâu. Đợi đã, cục trưởng Lô, anh dựa vào đâu mà nói em trai tôi là người phụ trách Sơn Trang Kính Nguyệt. Ngọc Nhã Chi thiếu chút nữa giận điên lên. Cục công an và quân đội tự có chứng cớ, trưởng ban Ngọc, tuy nói cô là thường vụ huyện ủy, nhưng không thể can dự vào công tác của bộ phận công an. Lô Vĩ rất nghiêm túc, tuyệt đối không nhượng bộ. Ha ha ha, lão tử cứ đứng ở đây, xem kẻ nào dám đến bắt tôi. Những lời nói của Lô Vĩ nhất thời khơi dậy hỏa khí của Kháo Sơn Hổ, sau một trận cười điên cuồng, lại bày ra tư thế tiến công bất cứ lúc nào. Ngọc Thế Hùng, tôi hy vọng anh có thể biết điều, chống đỡ với bộ phận chấp pháp quốc gia, đây chính là chống người thi hành công vụ. Hậu quả của người chống người thi hành công vụ tôi tin anh cũng biết rõ. Muốn đối kháng với cơ quan nhà nước, anh còn non lắm, hừ. Lô Vĩ nghiêm nghị cảnh cáo. Thật ra Lô Vĩ đang phô trương thanh thế, chẳng qua chỉ muốn đả kích huy phong của Ngọc gia mà thôi. Tuy nhiên thật sự nói phải lấy ra chứng cứ bắt Kháo Sơn Hổ cũng không phải là không có, chỉ cần Tề Thiên vừa ra mặt bắt người trước. Sau đó bí mật lục soát, còn sợ tìm không ra chứng cứ. Hai ngày này Lô Vĩ điều tra tỉ mỉ, cũng đã tra ra một số chứng cứ, đủ để giam giữ y mấy ngày. Tôi không cho các anh bắt anh trai tôi, anh mau chạy đi. Lúc này Ngọc Kiều Long đột nhiên xông lên, dùng thân thể che chắn phía trước Kháo Sơn Hổ, hô lên. Cục trưởng Lô, chuyện gì cũng từ từ. Lý Tuyên Thạch ở một bên khuyên nhủ, không ngờ chuyện này lại có thể phát triển đến mức độ này này, sớm biết thì không đến lão cung rồi, Lý Tuyên Thạch thật sự hối hận không kịp. Thật xin lỗi, tôi đang chấp hành pháp lệnh quốc gia. Quốc gia không có pháp luật thì còn ra thể thống gì?
Sau này trưởng ban Ngọc trên hội nghị thường ủy nói tôi một tiếng thì có phải hỏng bét không, vì thế luật pháp quốc gia không thể vi phạm. Lô Vĩ nghiêm mặt không hề lùi một bước, trong lời nói mang theo cả một tia trào phúng, ngay cả Ngọc Nhã Chi cũng không nể mặt. Người nào dám bắt người lung tung, phải hỏi khẩu súng của tôi có đồng ý hay không đã. Ngọc Cao Nhất giống lên, rút súng ra, y là một thượng tá đoàn trưởng sư đoàn dã chiến, mang theo súng phòng thân là chuyện rất bình thường. Chương 457, Kháo Sơn hổ răng rơi đầy đất. Ngọc tiên sinh, bỏ súng xuống, có gì từ từ nói chuyện. Lý Hoành Sơn quát, chuyện này càng ngày càng ồn ào, nếu nổ súng làm bị thương người khác thì phiền phức. Hừ, anh là ai, tại sao lại có súng? Lô Vĩ lớn tiếng hỏi, nội kình toàn bộ kích phát ra, ép thẳng về hướng Ngọc Cao Nhất, thật ra trong lòng cũng rất khẩn trương. Mặc dù nói bản thân có thân thủ tứ đoạn, tuy nhiên súng đạn không có mắt, chỉ cần bắn ra một phát là tiêu đời rồi. Người nào, anh có tư cách gì mà hỏi? Ngọc Cao Nhất giơ khẩu súng trong tay lên, cực kỳ khinh thường lạnh lùng nói, liếc mắt nhìn cháu mình đột nhiên hô lên. Thế Hùng, mọi người đi trước đi, tôi trông chừng. Ai dám thả cho tình nghi bỏ đi thì người đó là đồng phạm. Khí nội kình sung mãn của Lô Vĩ tràn ra, mái ngói trong ngôi miếu đổ nát đều chấn động, bụi rơi lả tả, một họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía Kháo Sơn hổ, lạnh như băng hô. Anh dám dịch chuyển một bước, tôi sẽ lập tức nổ súng, không tin anh cứ thử xem. Chú út, để súng xuống, để Thế Hùng và y đi đi. Ngọc Nhã Chi thấy tình huống không ổn, cân nhắc hơn thiệt, vội vàng lui bước, nếu hai người tức giận nổ súng về phía nhau khẳng định sẽ có người bị thương. Cho dù Thế Hùng bị bắt đi, nhiều nhất chỉ bị giam mấy ngày cũng sẽ về. Chuyện này còn chưa lớn như vậy, chuyện nổ súng mới là lớn. Không được, hôm nay ai dám bắt người vô cớ, khẩu súng này của tôi sẽ không buông tha đâu. Quy nhi của ông mày, ta nhổ vào. Ngọc Cao Nhất thật sự tức giận, cũng không để ý đến hậu quả. Thật ra y cũng là một con cọp giấy, trong lòng hoảng sợ, chỉ có điều ngoài mặt vẫn cố gắng bình thản. Cục trưởng Lô, Ngọc tiên sinh, để súng xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Lý Tuyên Thạch và Lý Hoành Sơn vội vàng khuyên giải, nhưng chỉ vô dụng. Lúc này hai người giống như hai con gà trọi hăng máu, gườm gườm nhìn nhau sẵn sàng lao vào, chỉ khác là không có lông. Ngọc Kiều Long sớm bị hù dọa cũng không dám bước ra, chỉ sợ đối phương run tay, nổ súng thì nguy hiểm. Tuy nhiên cô ta rất dũng cảm, mặc dù thân thể đang run rẩy như phát sốt, nhưng vẫn mạnh mẽ chắn trước mặt Kháo Sơn Hổ. Tránh ra em gái. Kháo Sơn Hổ thấy tình huống không ổn, hình như đụng vào thứ dữ rồi. Một tay đẩy em gái về phía sau, đứng ở phía trước che chở, xem ra tình cảm huynh muội rất sâu nặng. Chú út, để súng xuống, cháu sẽ đi theo bọn họ. Cháu cũng muốn nhìn xem bọn họ có thể làm gì Kháo Sơn Hổ này. Cục công an cũng không phải là đầm rồng hang hổ, sợ cóc khô gì. Hừ. Ngọc Cao Nhất hừ một tiếng, không cử động súng, cũng không đặt xuống, tư thế thân thể không thay đổi, lạnh lùng nhìn Lô Vĩ chằm chằm, giống như một con rắn độc đang ẩn núp chuẩn bị phát động công kích bất cứ lúc nào. Ngọc Cao Nhất làm thượng tá đoàn trưởng một sư đoàn dã chiến, có tác phong mạnh bạo của bộ đội dã chiến, cũng có bản lĩnh và tố chất hiên ngang, chứ không ngu ngốc như Vương Tiểu Ba. Hừ, ở đây náo nhiệt thật, miếu đường lại biến thành chiến trường. Đột nhiên từ phía ngoài truyền đến một tiếng thử lạnh quen thuộc, Diệp Phàm chậm rãi tự nhiên đi vào, không nhanh không chậm, nhìn qua rất nhàn nhã tự tại. Tuy nhiên trên mặt lại có vẻ đau thương, liếc nhìn mọi người trong đại sảnh, căn bản không thèm để ý đến hai khẩu súng bình tĩnh bước vào. Đương nhiên là do Phương Nghê Muội thấy tình thế không ổn, vội vàng gọi điện thoại. Chủ tịch huyện Diệp, tôi xin lỗi anh, hôm đó tôi sai rồi, anh bỏ qua cho anh tôi và Ngọc Miêu đi. Cầu xin anh, muốn đánh muốn phạt tùy anh, tôi, ngày mai tôi sẽ đến cục công an tự thú. Lúc này Ngọc Kiều Long giống như thấy được hy vọng, thoáng cái nhào tới trước mặt Diệp Phàm, trên mặt đầy sợ hãi và nước mắt, lớn tiếng khóc kêu lên. Em gái quay lại đây, Ngọc gia chúng ta không có bọn hèn nhát. Không cần cầu xin loại người cặn bã đó. Kháo Sơn Hổ gầm lên, khiến gạch ngói rung lên ầm ầm. Người này đích xác là một hán tử cứng đầu. Loại cặn bã, anh lặp lại lần nữa xem. Diệp Phàm đột nhiên xoay người, đôi mắt lạnh lẽo lạnh như băng nhìn chằm chằm về phía Kháo Sơn Hổ, vẻ mặt khinh thường. Anh không phải được xưng là Kháo Sơn Hổ sao? Ha ha, tôi dùng một tay,
Chúng ta đấu quyền, có thể khiến tôi lùi bước, anh có thể đi ngay lập tức. Ha ha ha, tiểu tử cuồng ngạo, lão tử sống 20 mấy năm cũng chưa gặp qua kẻ điên nào cuồng vọng như thế. Thân thể nhỏ bé của mày, muốn gầy đi nữa cũng không được, nếu muốn lùn đi thì tới đây, lão tử chỉ cần một tay đánh cho mày răng rơi đầy đất, đến lúc đó đừng nói kháo sơn hổ này ức hiếp quan viên chính quyền, hừ. Kháo sơn hổ thật sự giận dữ, liếc mắt nhìn thân thể yếu ớt của Diệp Phàm, nhiều năm như vậy chưa từng gặp gỡ hạng người nào cuồng vọng như thế, đó là vì y chưa từng gặp gỡ cao thủ chân chính. Tôi đồng ý, chỉ cần anh có thể đánh lui chủ tịch huyện Diệp. Tôi lập tức không quản chuyện này nữa, hừ. Lô Vĩ thầm nghĩ. Nhìn tình này cảnh muốn động đến kháo sơn hổ là không thể nào, thà để đại ca ra tay tàn độc để tiểu tử này chịu khổ sở một chút. Đón quyền. Kháo sơn hổ cũng không nhịn được nữa. Một chân phát lực nhảy lên cây cột bên cạnh, phóng người lên cao hơn một thước, một trận quyền phong chạm mặt đánh tới Diệp Phàm. Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, cười lạnh đứng đó sừng sững như một ngọn núi, tuy nhiên trên người lại rất bình thản khiến Ngọc Cao Nhất cảm giác rất khó hiểu, lẫn bất an. Lý Tuyên Thạch và Lý Hoành Sơn ở bên cạnh dứt khoát nhắm hai mắt lại, đương nhiên là không đành lòng thấy bộ dạng thê thảm của Ngọc Thế Hùng. Thân thủ của Diệp Phàm đừng nói là Ngọc Thế Hùng, ngay cả Lý Tuyên Thạch cũng biết được từ miệng Lý Hoành Sơn, có lẽ còn là một cao thủ siêu cấp ngũ đoạn chính tông. Kháo sơn hổ chẳng qua chỉ là đỉnh cao nhất đoạn, cái này căn bản không có khả năng so sánh. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, mái ngón trên nóc điện của lão cung đều bị chấn động lắc lư, tựa hồ vừa rồi trong nháy mắt phát sinh chấn động nhỏ cấp 5, có mấy viên ngói đã sớm rơi xuống trên điện phát ra tiếng kêu cách cách. Đương nhiên, đó là tiếng con cọp kháo sơn hổ của Ngọc Gia bị Diệp Phàm một quyền đánh bay về phía sau, giống như quả bóng cao su bắn lên trực tiếp ngã vào trong sân vườn. Trong sân vườn còn có một tầng nước róc rách, phía trên trải đầy rêu xanh màu xanh biếc, kháo sơn hổ ở trong sân vườn giống như chiếc xe hơi đột nhiên thắng xe, xăm lốp bị đánh tan, cả người biến thành một con tôm, liên tục quay người xoay tròn 3 vòng rưỡi, cuối cùng phía sau lưng đụng vào bờ ao trong sân vườn mới đột ngột dừng lại. Khuôn mặt trắng bệch, hai má phình lên, đầu tóc rối tung như tổ chim, miệng mấp máy có lẽ muốn kêu đau, đúng là đau thật. Tuy nhiên phát hiện Diệp Phàm giống như không có chuyện gì xảy ra nhìn mình chằm chằm, người này cũng rất mạnh bạo, vội vàng ngậm miệng lại không ư ử kêu đau. Tuy nhiên đôi mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Phàm chằm chằm không phát ra tiếng. Kháo sơn hổ chết lặng, trong mắt chỉ còn lại sự khiếp sợ, ngay cả cảm giác đau đớn cũng quên đi. Anh, Thế Hùng. Ngọc Kiều Long và Ngọc Nhã Chi đều nhào tới đỡ y dậy, vẻ mặt đau đớn. Nước mắt của Ngọc Kiều Long giống như hạt châu bị cắt đứt không ngừng chảy ra, Ngọc Nhã Chi nhất thời cũng mất tỉnh táo, dáng vẻ đáng thương nhìn Diệp Phàm lẩm bẩm không lên tiếng. Một trưởng ban tuyên giáo ngông cuồng tự cao tự đại trong hội nghị thường vụ trong nháy mắt đã thoát khỏi chức quan, biến thành một thiếu phụ bình thường. Ngọc Miêu lúc trước bị một quyền của Lô Vĩ đánh vào sân vườn lại càng toát mồ hôi thầm nghĩ. Trời đất, lão tử trước đó còn chơi nắm đấm với tiểu tử này, còn vọng tưởng đánh cho tiểu tử này răng rơi đầy đất. May mà ở cục công an bị ngăn cản, nếu không người bị răng rơi đầy đất đích thị là mình rồi, không ngờ tiểu tử này còn là một cao thủ siêu cấp, căn bản là hạng không đụng đến được. Trong đại điện, Ngọc Cao Nhất cũng cực kỳ ngạc nhiên. Thân thủ của kháo sơn hổ y là người biết rất rõ, một cước đá xuống có thể đá gãy 3 miếng gạch chồng lên nhau, nếu đặt vào thời cổ đại cũng xem như là một tiểu cao thủ võ lâm rồi. Thật là không tin nổi. Phó chủ tịch huyện Diệp nhìn qua nho nhã, giống như một nho sinh như vậy lại chỉ cần một quyền đã đánh bay kháo sơn hổ ra cách đó mấy mét, đây là thân thủ gì vậy? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Ngọc Cao Nhất cũng không dám tin, còn tưởng mình hoa mắt, thầm nghĩ có phải một quyền mới vừa rồi của Thế Hùng đánh nhầm chỗ, đánh lên cột nhà. Kháo sơn hổ cũng có cảm giác như vậy, giống như nắm đấm của mình đánh lên một tấm thép co giãn, thoáng cái đã bay vọt ra ngoài, quá là nhanh. Còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ cảm giác toàn thân giống như mệt mỏi dã rời, đoán chừng muốn bước đi bình thường cũng có chút khó khăn. Hừ, có cần thử lại một cước nữa không? Diệp Phàm mặt không chút thay đổi thốt ra một câu. Chủ tịch huyện Diệp, hôm nay dừng ở đây thôi, để hôm khác. Lý Tuyên Thạch khuyên nhủ, Lý Hoành Sơn lẩm bẩm không dám lên tiếng, sợ Diệp Phàm quất hắn. Diệp Phàm, sao anh lại đánh anh tôi, anh đánh anh ấy bị thương rồi. Anh là đồ đao phủ, anh. Ngọc Kiều Long đột nhiên nổi điên, bỏ kháo sơn hổ lại xông tới trước mặt Diệp Phàm,
túm lấy y phục của hắn xé loạn xạ. Buông ra. Diệp Phàm lạnh băng nói, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía Kháo Sơn Hổ, tuy nhiên lần này Ngọc Thế Hùng bị đụng phải rất thê thảm, trước mắt như hoa lên, giống như từ trên trời đột nhiên giáng xuống một đống lớn kho báu, có lẽ đang cố gắng chống đỡ, nếu không sớm đã mê man rồi. Trở lại đây Kiều Long, Ngọc gia chúng ta không van xin người khác. Khẩu súng của Ngọc Cao Nhất lại chuyển hướng, nhắm thẳng về phía Diệp Phàm. Hừ, đặt súng xuống, nếu không tôi bất kể ông là đoàn trưởng sư đoàn dã chiến gì đó. Diệp Phàm vẫn bất động, lạnh lùng nhìn Ngọc Cao Nhất, ánh mắt soi mói khiến sống lưng y lạnh toát ướt đầm mồ hôi, dĩ nhiên vẫn cố hết sức chống đỡ, cảm thấy có một khí thế mạnh như núi trên người Diệp Phàm đang ép mình tới mức không thở nổi. Đương nhiên đây chính là một loại khí thế hình thành tự nhiên trên cơ thể Diệp Phàm. Loại cường thế này không nhìn thấy không sờ được, giống như một loại áp lực tinh thần. Giống như là ở trên chiến trường có tướng quân có thể một người đã đủ giữ quan ải, một cây thương có thể trấn trụ mấy trăm binh lính yếu nhược. Đây chính là uy áp tinh thần mà cao thủ võ thuật truyền thống Trung Quốc phát ra. Nếu như lúc này Diệp Phàm xuất ra thanh âm tương tự Phật gia sư tử hống thì chắc là tinh thần của Ngọc Cao Nhất cũng hỏng mất. Chú Ngọc, chú bỏ súng xuống trước đi. Diệp ca, tối nay dừng ở đây thôi, nể mặt Lý Tuyên Thạch một chút. Lý Tuyên Thạch sợ ngây người. Nhớ tới phi đao của Diệp Phàm, đây mới chính là thứ khiến người ta sợ hãi. Phi đao vừa ra, thiên địa thất sắc, người chịu đau khổ tuyệt đối sẽ là Ngọc Cao Nhất, lúc đó e là đạn còn chưa kịp bắn ra thì cổ tay đã ghim một đao rồi. Đây không phải một thanh tiểu đao có thể giỡn chơi, là một thanh phi đao mà uy lực giết người có thể so với súng đạn. Chương 458, Nhu tình như nước. Ai, Nhược Mộng cần an bình, Phàm con. Lúc này sau đại điện mơ hồ truyền đến tiếng thở dài buồn rầu của mẹ nuôi Diệp Kim Liên, Diệp Phàm chấn động, trong lòng nhói lên, liếc mắt nhìn mọi người. Thở dài. Lô Vĩ, thôi đi, để cho bọn họ đi, phảng phất như là u hồn Nhược Mộng quanh đây, Nhược Mộng cần an bình, không được quấy rầy cô ấy. Hắn nói xong lại thở dài, cũng không nhìn mọi người, đi từ từ vào hậu điện. Trong hậu điện đột nhiên truyền đến giọng khàn khàn pha chút đau thương của Diệp Phàm ngâm tụng. Hồng Tô Thủ, Hoàng Đằng Tử, Mãn Thành Xuân Sắc Cung Tường Liễu, Đông Phong Ác, Hoan Tình Bạc, Nhất Hoài Sầu Tự, Kỷ Niên Ly Tác, Thác, 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 Xuân Như Cựu, Nhân Không Xấu, Lệ Ngân Hồng Ấp Kiểu Thiếu Thấu, Đào Hoa Lạc, Nhàn Trì Các, Sơn Minh Tuy Tại, Cẩm Thư Nan Thác, Mạc, Mạc, Mạc. Hừ, các ngươi đi thôi, sau này chú ý một chút, không được làm chuyện phạm pháp, nếu không, hừ. Lô Vĩ hừ lạnh hai tiếng. Thu hồi cây súng trong tay. Người nhà họ Ngọc dìu lẫn nhau ra khỏi cung cũng được Lý Tuyên Thạch dẫn đầu rốt cục thối lui an toàn ra khỏi đại điện. Lý Tuyên Thạch và Lý Hoành Sơn đều toát mồ hôi, tựa hồ vừa ở dưới sông lên. Người nhà họ Ngọc vừa đi thì điện thoại Lô Vĩ vang lên. Cổ Bảo Toàn ở trong điện thoại hừ lạnh. Lô Vĩ, lập tức trở về huyện. Thiết Hải, anh cùng đi với Lô Vĩ đi, tôi muốn an tĩnh cả đêm. Diệp Phàm nói. Bọn họ vừa đi thì trong điện nhất thời vắng lặng, một luồng mùi thơm khẽ bay lên. Phàm con, canh nấu xong rồi, đi tắm một chút đi. Mẹ nuôi Diệp Kim Liên thương yêu nhìn Diệp Phàm đang buồn bã. Người thì cũng đi rồi, con cũng đừng để trong lòng nữa, sống tốt đi. Nghĩ thoáng một chút, bà muốn khuyên giải Diệp Phàm nhưng bản thân càng thương tâm hơn. Không lâu sau, Phương Nghê muội nhẹ nhàng đi vào đấm lưng cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhắm mắt nằm trong thùng gỗ không muốn nói chuyện, tùy ý để cho Phương Nghê muội xoa bóp. Nghê muội, em cũng lớn rồi, tìm một đám nào khá rồi gả vào đi. Ai? Diệp Phàm nói khẽ. Anh đã sớm chán em rồi phải không? Phương Nghê muội nghẹn ngào, nước mắt rươm rướm. Ai, anh đang nói chuyện khác, thôi không nói nữa. Diệp Phàm gạt đi, thầm nghĩ mình cũng không biết có mạng trở lại nữa hay không, không thể liên lụy Nghê muội nữa. Hắn lấy ra một tấm chi phiếu nói. Lâu như vậy mà anh cũng chưa mua cho em bộ đồ nào, một mình em tự đi mua đi, coi như là đồ cưới anh tặng em. Em không muốn. Phương Nghê muội lắc đầu không lấy. Hai người yên lặng một lúc lâu. Phương Nghê muội đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh, yêu Nghê muội cả đêm nhé, Nghê muội muốn hầu hạ anh cả đêm, hảo hảo yêu Nghê muội đi. Cả một đêm đó hai người hương lửa nồng nàn. Im lặng. Sáng hôm sau, Diệp Phàm chào hỏi Diệp Nhược Mộng,
bái phỏng Lý lão gia tử, lái xe thong dong rời đi, Đoàn Hải đã đi trước nhận chức, dĩ nhiên là đã không nhịn nổi. Trịnh Lực Văn được anh trai chủ nhiệm Trịnh tự mình đưa đến cục chiêu thương tạm thời xử lý địa điểm làm việc, kỳ thật chính là cung cũ trong cục tôn giáo của Diệp Phàm. Vào buổi tối, Diệp Phàm chạy đến thị trấn Giác Khê để xem xưởng giấy nhỏ của mình. Yến Chiếu Nguyệt vẫn còn phong vận như trước, bởi vì đã khuya nên đã ngủ được một giấc, hiện giờ cô cũng không ngủ trong xưởng mà ở một căn nhà gỗ thuê bên ngoài. Xưởng giấy đã vừa khởi công, anh trai Diệp Cường của Diệp Phàm sau khi dạo vài vòng thì đã về nhà, mọi chuyện căn bản do Yến Thu Lâm và Yến Chiếu Nguyệt xử lý. Diệp tiên sinh, tôi lấy các danh mục cho anh xem qua. Yến Chiếu Nguyệt cười dịu dàng, phong vận thành thục triển hiện làm Diệp Phàm rung động, tuy nhiên cũng không có ý nghĩ gì khác. Không cần xem đâu, tôi tin tưởng chị. Diệp Phàm ngăn lại. Tối nay tôi chỉ tới thăm mọi người, thấy mọi người bình yên là tốt rồi. Ai? Diệp Phàm bất giác thở dài. Yến Chiếu Nguyệt chắc là nghĩ đi đâu nên khuôn mặt khẽ ửng đỏ, bộ ngực phập phồng mãnh liệt, liếc trộm Diệp Phàm thấy hắn cũng không có phản ứng gì, hơn nữa còn khẽ cau mày. Diệp tiên sinh có tâm sự. Yến Chiếu Nguyệt dịu dàng, phong tình vạn trùng. Ha ha, không có gì, một năm trôi qua quá nhanh làm cảm giác hơi mệt một chút. Diệp Phàm thuận miệng uống một hớp trà. Nếu không, buổi tối nay anh cứ nghỉ ở đây đi. Yến Chiếu Nguyệt quan tâm, giọng mềm như nước. Nghỉ ở chỗ chị. Diệp Phàm nói khẽ, nhìn lướt qua Yến Chiếu Nguyệt vẻ hơi quái dị, trong phòng tràn ngập một không khí mập mờ. Yến Chiếu Nguyệt cũng cảm thấy Diệp Phàm nghĩ gì đó, vội vàng nói. Chỗ này của tôi còn có phòng khách. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Yến Chiếu Nguyệt, bộ ngực phập phồng dưới làn váy ngủ, Diệp Phàm đột nhiên nổi lòng muốn trêu chọc. Thản nhiên nói. Vậy thì ở rồi, nhưng tôi không muốn ngủ ở phòng khách. Không ngủ phòng khách thì ngủ. Yến Chiếu Nguyệt không nghĩ tới Diệp Phàm lại bạo gan như vậy, ấp úng một hồi, gương mặt hồng rực như có thể vắt ra nước. Ngủ ở phòng chị. Diệp Phàm ra vẻ cuồng phóng, cười nói thản nhiên. Cái này. Yến Chiếu Nguyệt cảm giác quá đột nhiên, tuy nói bản thân có hảo cảm đối với Diệp Phàm nhưng chưa đạt tới mức lấy thân báo đáp, tuy nhiên cũng không tiện cự tuyệt, Diệp Phàm quả thực là ân nhân cứu mạng của mình. Không có lời của hắn mình bây giờ chắc còn đang bán bó hoa tươi kiếm ăn qua ngày. Hơn nữa mình bây giờ là một quả phụ, tuy nói có vẻ thùy mị phong vận nhưng Diệp Phàm không thể nào cưới của mình, nếu như đồng ý chẳng khác nào muốn làm tình nhân của hắn, Yến Chiếu Nguyệt tạm thời còn chưa chuẩn bị tâm lý. Để làm được tình nhân, nói khó nghe hơn chính là vợ bé cần dũng khí tương đối lớn. Ha ha ha, tôi đi đây. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, chuẩn bị trở về thành phố. Hắn vốn chỉ định đùa một chút, tuy nhiên cũng hơi quá. Để tôi đem Thảo Thảo đi chỗ khác đã. Yến Chiếu Nguyệt hình như đã quyết tâm cái gì đó. Những lời này ám chỉ cái gì, đứa ngốc cũng có thể nghĩ đến. Diệp Phàm khá bất ngờ, quay đầu lại nhìn Yến Chiếu Nguyệt. Tôi không phải là dễ dãi, trừ người chồng đã khuất gia chưa cùng một ai. Yến Chiếu Nguyệt sợ Diệp Phàm xem thường nên vội vàng giải thích, khẽ cúi đầu run rẩy. Ai? Nhà máy giao cho chị thì tôi yên tâm rồi, tôi đi đây, chị bảo trọng. Diệp Phàm nói xong quay người bước đi. Yến Chiếu Nguyệt ngơ ngác nhìn bóng lưng Diệp Phàm, trong lòng rối bời, lẩm bẩm nói. Anh rốt cuộc là người thế nào? Có khi là một ngọn núi cao ngất che nắng che mưa cho bất kỳ ai, một quyền có thể đánh sập trời cao, một cước có thể đá vỡ gò đất. Có khi lại như đứa trẻ mới lớn, thậm chí có chút phóng đãng, có chút sắc, chẳng lẽ đó là bản sắc nam nhân? Không. Anh giống như một anh hùng thảo mãng thời xưa. Bí thư Lý, gần đây nhiều chuyện bận rộn, nên không tới thành phố, thật xin lỗi, chúc mừng năm mới anh trước vậy. Diệp Phàm đến nhà của nguyên bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương. Ai, Diệp Phàm, sau này tính tình phải chú ý một chút. Không được quá vọng động, phải kiên nhẫn, đừng có nóng nảy với ai. Cậu là một người có năng lực, nhưng một quan viên. Một lãnh đạo chọn thuộc hạ thì thà chọn người tài trí bình thường cũng không đồng ý chọn một người đối chọi với y cả ngày. Chờ đến lúc cậu chân chính cầm quyền nhất phương mới có thể cảm nhận được, đây là trở ngại rất lớn đối với tiền đồ của cậu. Tuy nói cậu bây giờ là phó chủ tịch huyện, tốc độ thăng quan tốc độ cực nhanh có thể nói là nhất tuyệt trong tỉnh Nam Phúc chúng ta, nhưng tốc độ mất chức cũng tuyệt đối có thể xưng nhất tuyệt. Cậu phải giỏi về lợi dụng ưu thế khắp nơi, bốn gia tộc lớn ở Ngư Dương có quan hệ phức tạp. Tùy thời có thể kết minh cũng tùy thời có thể lôi kéo, cậu còn phải học năng lực sinh tồn trong khe hẹp.
Lấy Phí Mặc mà nói, cậu với y rất có ý kiến, y chắc cũng vậy, chẳng qua bây giờ cậu còn đang lúc phát triển, còn chưa có bao nhiêu tư cách đi chống lại con thổ lão hổ uy tín lâu năm này. Cậu nhiều nhất cũng mới chỉ là như một con ngé con, cậu phải học cách che giấu biến con bê thành con hồ ly mới được. Hồ ly thì mọi người đều thích, ngé con thì không để ý vì chỉ e nó húc lung tung làm bị thương. Lý Hồng Dương đã rời khỏi Ngư Dương, tuy nhiên y vẫn không cam lòng. Kể từ sau khi rời đi thì cũng không có mấy thủ hạ đến thăm, Diệp Phàm đột nhiên đến đây làm y cảm thấy rất vui mừng, nói chuyện chân thành như một tiền bối khuyên nhủ một tiểu bối. Hai người uống một chút trà, hàn huyên mấy chuyện rất ấm áp. Diệp Phàm đi rồi, vợ của Lý Hồng Dương tiện tay đem rượu và thuốc hắn đưa tới cất vào trong. Chậm đã Huệ Chi, để anh xem nào. Lý Hồng Dương đột nhiên nhớ tới lời của Diệp Phàm lúc đi ra. Bí thư Lý, tôi đi đây, có mấy bao thuốc người bạn đưa, anh nếm thử, mùi vị không tệ, rất tinh khiết. Chẳng lẽ bên trong có tiền? Lão Lý, anh đã rời Ngư Dương, thuộc hạ còn đưa tiền cho anh làm gì, anh ở cái cục xó xỉnh đó có gì mà xin, không thể nào. Ai? Huệ Chi tức giận nói, bên trong nghe có chút oán khí. Em biết cái gì? Lý Hồng Dương tức giận hừ một tiếng, cẩn thận mở tút thuốc lấy ra một bao xem xét. Là thuốc Trung Hoa, anh cũng đã từng rút qua, lúc trước ở Ngư Dương còn thu được rất nhiều, để vào đó tôi còn bán lại kiếm chút tiền, hừ. Liễu Huệ Chi bực mình. Chương 459, lễ mừng năm mới. Đừng nói lung tung, cái này không giống, nghe nói là cấp trên. Quan lớn cấp tỉnh bộ một năm cũng chỉ được một cây. Bà tưởng có thể tùy tiện mua được trên thị trường sao, thật là, tóc dài mà kiến thức ngắn. Lý Hồng Dương nói chuyện với vợ. Đàn ông các ông thật là lắm chuyện, hút thuốc mà cũng phân chia cao thấp, còn không giống nhau, đều là mùi thuốc lá hôi hám. Liễu Huệ Chi cười mắng. Không giống. Lý Hồng Dương cẩn thận gói kỹ thuốc lại, lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, vừa rồi lại bóc ra mất, thật đáng tiếc. Tối 30 Tết, trong một ngôi nhà cũ kỹ của huyện Cổ Xuyên, tất cả người nhà họ Diệp đều đã trở về. Người nhà Diệp Phàm vui vẻ hòa thuận, ăn đêm bữa tối tất niên. Anh, chiếc xe của anh phong cách thật, nghe nói là xe xuất khẩu. Em trai Diệp Tử Kỳ đầy hâm mộ, kêu lên. Ha ha, có lẽ vậy. Diệp Phàm cười nó, quay đầu nói với đại ca Diệp Cường. Anh thật sự không muốn đi quản lý nhà máy ở Giác Khê sao? Không đi, chẳng thú vị gì cả. Bằng hữu anh kêu anh tới Thâm Quyến, nói là bên đó cơ hội rất lớn, Mặc Hương có gì tốt mà ở, kiếm tiền còn khó hơn nhặt được vàng. Diệp Cường lắc đầu. Được rồi, anh có thời gian thì đi thăm thú một lần, không có thời gian thì thôi. Trong tấm thẻ này có 20 vạn, anh cầm lấy đi, nếu không kiếm được tiền thì quay về làm ở nhà máy Giác Khê. Dự tính bước đầu, một năm có lẽ kiếm được 70-80 vạn lợi nhuận. Diệp Phàm cũng bất đắc dĩ, đại ca hắn tính tình rất bướng bỉnh, không để cho anh ấy đụng đầu chảy máu có lẽ không chịu dừng lại. Nếu anh ấy đã tin tưởng bằng hữu muốn đi Thâm Quyến lăn lộn, vậy cứ để cho anh đi chơi một chuyến. 20 vạn, Phàm tử, con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Mẫu thân Lâm Tú Chi há to miệng rất lo lắng, có lẽ bà ấy sợ Diệp Phàm làm quan nhỏ đi tham ô gì đó. Phải biết rằng số tiền 20 vạn vào năm đó là một khoản tiền lớn, gấp 60 lần tổng tiền lương của Lâm Tú Chi. Diệp Phàm không tham ô thì lấy ở đâu khoản tiền lớn như vậy, cho nên Lâm Tú Chi rất lo lắng. Mẹ, số tiền này rất chính đáng. Mẹ không cần lo lắng. Trước kia không phải con có một sư phụ, ông ấy đã dạy con thuật dược thảo hàng đầu, buôn bán lời chút. Còn nữa, ở đây còn có mấy tấm thẻ, Tử Kỳ, Tử Y, cha mẹ đều có. Mỗi người 10 vạn, mọi người cứ chi tiêu thoải mái, không sao cả, không cần tiết kiệm tiền cho con. Diệp Phàm cười cười chia mấy tấm thẻ giống như chia phong bao lì xì, nhét vào tay mỗi người một cái. Số tiền này là Thiết Chiêm Hùng đưa cho. Chính là thù lao dự chi của quốc gia đối với lần đi thực hiện nhiệm vụ ở Tam Giác Vàng, nếu đã tham gia, cũng không biết có thể còn sống trở về hay không, thù lao 50 vạn này quốc gia trả trước cho Diệp Phàm. Đứa nhỏ này, sau này còn phải cưới vợ, mua nhà, có cái nào không cần tiền đâu. Mặc dù nói con còn nhỏ, nhưng cũng phải chuẩn bị trước. Học phí, phí sinh hoạt năm nay của Tử Y và Tử Kỳ đều do con chi trả. Nợ nần trong nhà cũng trả hết rồi. Bố mẹ có tiền lương rồi, không cần dùng đến tiền, vẫn cất cho con thôi. Lâm Tú Chi tức giận mắng. Bà xã,
bà dài dòng gì vậy? Phàm con kiếm được tiền, chúng ta nên vui mừng mới phải, phí sư phụ thật là tốt, có thể truyền cho thằng Phàm thuật dược thảo thần kỳ như vậy. Diệp Thần Tây vui vẻ. Cha, cho cha thêm một cây thuốc, nghe nói là loại cấp trên hút, cái này là một người bạn đưa cho con. Diệp Phàm lại tặng quà, Diệp Cường và Diệp Tử Kỳ mò được dây lưng cá sấu cao cấp, mẫu thân cũng đưa cho túi sách và đồ trang điểm cao cấp. Loại thuốc cấp trên hút, có phải không? Đại ca Diệp Cường trong lúc bất chợt, con mắt như sắp lòi ra, nhìn chằm chằm khói thuốc trong tay phụ thân Diệp Thần Tây. Có lẽ vậy. Diệp Phàm cười nhạt lộ vẻ có chút thần bí. Cha, cha, hắc 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 hắc. Diệp Cường cười vẻ tham lam. Làm gì vậy, đây là thuốc thằng Phàm cho cha. Tiểu tử ngươi đừng nghĩ đến ăn chặn, đây là loại hàng tốt của cấp trên. Cha phải đưa cho lão Trương, lão Lý một bao, ai. Còn không đủ chia ấy chứ. Diệp Thần Tây tức giận mắng, dầu dĩ nói. Diệp Cường thấy vòi vĩnh chỗ đó không được thì lân la sang Diệp Phàm, gượng cười nói. Phàm, em cũng cho đại ca một cây, không thì hai bao xem như đã ghiền nhé. Ha ha ha, phần của đại ca đương nhiên không thể thiếu, tuy nhiên em đặt trong tay bà chủ yến của thị trấn Giác Khê rồi, lúc nào anh tới đó đi làm thì cô ấy sẽ đưa cho anh, hơn nữa chỉ ít phải ở trên một tháng mới có thể đưa cho anh, nếu không. Diệp Phàm đẩy điều kiện ra nói. Bà chủ yến con gái sao, ai, phiền toái, sau năm mới đành phải đi làm trước một tháng rồi nói. Diệp Cường thoáng cái ủ rũ, Diệp Phàm cũng không có cách nào. Ở nhà, Diệp Cường không sợ cha mẹ, sợ nhất là nhị đệ Diệp Phàm, vì đánh không lại hắn, thường thường khi tỉ thí bản thân đều biến thành đầu heo. Được rồi, đưa trước cho anh hai bao nếm thử, nhiều hơn thì không có. Diệp Phàm ném ra hai bao đặc biệt. Vẫn là Phàm tử tốt, em trai đáng yêu của anh. Diệp Cường lại vui vẻ trở lại. Anh, lúc em không ở nhà. Anh phải chăm sóc cha mẹ, hai em. Anh là anh cả, gia đình này phải dựa vào anh, đừng cả ngày giao du với đám người lêu lổng, thành thục một chút đi. Về tư cách pháp nhân của nhà máy giấy thị trấn Giác Khê, em đã làm tên của mọi người. Ai cũng có cổ phần, nếu kiếm tiền thì cất đi gửi tiết kiệm cho Tử Y, Tử Kỳ là được. Giọng nói của Diệp Phàm thoáng đượm buồn. Phàm tử, em nói gì vậy, nhà máy là của em. Đại ca chỉ giúp người em trông coi kiếm lời thôi. Em đưa cho anh chút phong bao là được rồi. Anh biết bọn em làm quan không thể làm thương nhân, ảnh hưởng không tốt, tuy nhiên có vị quan nào sau lưng không làm chút gì đó. Anh cứ lấy cục trưởng cục công an huyện chúng ta ra mà nói, nghe nói trong ở mấy mảnh đất đều có cổ phần danh nghĩa, kinh phí hoạt động một năm trong văn phòng người ta có mười mấy vạn, vô cùng khí phái. Diệp Cường rất hào sảng. Tiểu tử này con nói gì vậy, có phải muốn kêu Phạm tử đi phạm pháp có phải không? Còn lấy cổ phần danh nghĩa gì đó. Khéo cho con cũng nghĩ ra được. Không được, Phàm tử nhất định phải làm quan thanh liêm, tranh thủ làm đại quan, vì nhân dân mà làm chút chuyện có ích. Đừng nghe mấy lời sằng bậy của Diệp Cường. Diệp Thần Tây lớn tiếng mắng, không giống như đang nói đùa. Đúng vậy nhị ca, anh cho chúng em nhiều rồi, chúng ta không cần nữa, số tiền kia anh giữ lại cho muội muội Diệp Tử Y, đệ đệ Diệp Tử Kỳ cũng vội vàng tỏ thái độ không cần cổ phần. Được rồi, chúng ta là người một nhà còn nói cái gì, không phải con đã nói, dựa vào thuật thảo dược hàng năm kiếm tiền mười mấy vạn không thành vấn đề. Cha cũng không cần lo lắng, con sẽ không đi làm vị quan tham tiền, tiền ở đây cũng đủ dùng rồi. Diệp Phàm cười nói, thái độ kiên quyết, đón giao thừa. Diệp Phàm lại càng quý trọng giây phút đoàn tụ với người thân, hắn cũng đã đến chúc Tết đám người Cổ Bảo Toàn, Tào Vãn Niên, Vu Kiến Thần trước rồi. Cho nên mấy ngày nay trái lại có thể buông lỏng tâm tình cùng người nhà chơi đùa vui vẻ mấy ngày, đây có lẽ là những ngày cuối cùng đoàn tụ với người nhà. Tháng có âm có dương, con người có tròn có khuyết, sớm tối họa phúc. Lần này thi hành nhiệm vụ quá nguy hiểm, Diệp Phàm đã chuẩn bị tư tưởng không trở về. Tuy nhiên bản thân muốn sắp xếp cho người nhà rồi mới an lòng. Mùng một Tết, người tới nhà tương đối đông, Đoàn Hải, Trịnh Lực Văn. Đinh Hương muội mang theo cả chồng là Cố Lăng, Liễu Chính, Mã Cái Thiên, Trung Minh Đào, Tống Ninh Giang, ngay cả lãnh đạo cũ của mình là Bí thư Tần Chí Minh được điều tới Ủy ban Kinh tế Thương mại cũng tới. Tuy nhiên không nhìn thấy bóng dáng của Phương Nghê muội, Diệp Phàm hơi cảm thấy mất mát. Mọi người đều vội vã tới chúc Tết, để lại chút quà rồi đi. Diệp Tử Y nhìn đống thuốc lá, đặc sản, thuốc bổ trong sảnh, cười hì hì nói.
anh, phát tài rồi, anh chỉ là một chủ tịch thị trấn nhỏ mà lại có nhiều người tới hiếu kính như vậy. Diệp Phàm không có nhắc tới chuyện mình được cất nhắc lên phó chủ tịch huyện, cho nên người nhà cũng không biết, còn tưởng rằng hắn vẫn nhậm chức chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền. Ai, đều là bằng hữu cả, mẹ cứ nhận đi, nhưng nếu phát hiện có tiền thì ngàn vạn lần cũng ghi lại, nghĩ cách trả lại, cái đó tuyệt đối không thể thu. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ cười nói. Lúc này Dương Liên cô là hàng xóm cách vách có chồng là Trương Xuân Lâm cùng làm việc trong huyện với phụ thân dẫn theo con gái là Trương Mẫn Mẫn tới chúc Tết, nhìn thấy đống thuốc lá, rượu, thuốc bổ đầy đất cũng hơi ngây người. Tú Chi, từ lúc nào đại sảnh lại tân trang thành tiệm tạp hóa thế này, ha ha ha. Dương Liên cô nói đùa. Đều là mấy người bằng hữu của Phàm tử đưa tới, Liên cô cầm ít mang về cho lão Trương hút, còn rượu nữa, mang hai chai về. Lâm Tú Chi vui tươi hớn hở cười nói. Anh Phàm rốt cuộc làm quan gì vậy? Không phải anh ấy mới tốt nghiệp nửa năm hay sao? Trương Mẫn Mẫn có chút kinh ngạc, đương nhiên cũng biết đây là cấp dưới đưa tới. Chủ tịch một thị trấn nhỏ, tôi cũng không biết là chuyện gì, giống như bạn bè của Phàm tử đặc biệt nhiều. Lâm Tú Chi mặc dù ngoài mặt nói chuyện rất bình thản, thật ra trong lòng cũng có vẻ kiêu ngạo. Chủ tịch thị trấn, còn chưa đủ lớn sao? Tú Chi, cô xem, nhà chúng ta có hai lão đầu tử, lăn lộn hơn nửa cuộc đời cũng chỉ kiếm được cấp bậc phó phòng, còn ở cái cục rách nát, vẫn là Phàm tử xuất sắc. Dương Liên cô tán dương. Dì Tú, dì nói sai rồi. Hắn không phải là chủ tịch thị trấn rồi. Triệu Thiết Hải cũng tới chúc Tết Diệp Phàm, vừa đi tới cửa tình cờ nghe được hai bà nói chuyện liền thuận miệng. Không phải là chủ tịch thị trấn, vậy là gì? Lâm Tú Chi và Dương Liên cô quay đầu cùng kêu lên hỏi. Ngay cả Diệp Tử Y và Trương Mẫn Mẫn đều dương mắt nhìn. Phó chủ tịch huyện, ha ha ha, dì Tú, cháu xin chúc mừng dì, phó chủ tịch huyện Diệp rất có khả năng, ở Ngư Dương rất là ưu tú, dì xem, bằng hữu cũng đặc biệt nhiều. Triệu Thiết Hải vui mừng tới chúc Tết. À, không được, con xem, Phàm tử đã là phó chủ tịch huyện rồi, không thể so sánh được, thật là không thể so sánh được, con xem. Tiểu tử Đại Phong nhà ta lăn lộn cùng Phàm tử, không, phải là phó chủ tịch huyện Diệp, hiện tại làm gì chứ, sau khi tốt nghiệp đại học bây giờ vẫn là nhân viên quèn. Nghe nói gần đây trong cục còn muốn tinh giản biên chế gì đó, làm cho người ta bàng hoàng, nếu thật sự không được cứ gọi nó tới Ngư Dương, có chủ tịch huyện Diệp trông coi cũng không sợ. Dương Liên cô có quan hệ cực kỳ tốt với người nhà Diệp Phàm, nói chuyện cũng tùy tiện hơn nhiều. Chuyện này nếu được thì cứ kêu Phàm tử nghĩ cách. Lâm Tú Chi căn bản chưa nói cho Diệp Phàm, cũng rất muốn thử xem, vì quan hệ hai nhà cực tốt. Trước kia còn cả ngày đùa giỡn, bảo là muốn đặt cô dâu nhỏ, gả Trương Mẫn Mẫn cho Diệp Phàm, tuy nhiên đó cũng chỉ là nói miệng, cũng chưa có chuyện gì, nhưng thật ra hai nhà cũng có ý tứ này. Chẳng qua Trương Mẫn Mẫn mới 18 tuổi, Diệp Phàm cũng mới 20, tuổi còn nhỏ, hai nhà cũng không nói rõ. Thật ra hôm nay Dương Liên cô dẫn theo Trương Mẫn Mẫn tới nhà chính là để thăm Diệp Phàm, vì hắn rất ít khi về nhà, cơ hội khó có được. Chương 460, chuyển cục. Dì Tú, muốn điều động xuống huyện còn phải qua thành phố, rất phiền hà đấy. Thiết Hải âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới một câu nói cũng làm cho Diệp Phàm gặp phiền phức. Nếu như Dương Liên cô thật muốn đem con trai tới Ngư Dương, trên lưng Diệp Phàm chẳng phải là sẽ thêm một gánh nặng nên vội vàng nhắc nhở Lâm Tú Chi. Thôi đi, thế thì làm phiền thằng Phàm quá, cứ lăn lộn bên ngoài đã rồi nói sau. Dương Liên cô thở dài, trong đáy lòng cũng không sao đè xuống được. Dì Dương, Đại Phong chẳng phải làm ở cục thủy sản mà. Lúc này Diệp Phàm nghe thấy giọng của Triệu Thiết Hải nên đi từ trên lầu xuống. Trương Đại Phong chơi với Diệp Phàm từ nhỏ đến lớn, cùng mặc một cái quần. Khi bé còn tham gia vào đủ thứ trò tinh nghịch như hái trộm dưa, ăn trộm trứng chim, kể cả cùng bị đòn. Ai, thì lúc phân xuống còn là phòng làm việc, phối hợp giúp tránh văn phòng lôi hướng xử lý chuyện của Cục Thủy Sản. Tuy nhiên gần đây tình hình thay đổi, Cục Thủy Sản càng ngày càng đình trệ, chắc sắp không lấy đâu ra tiền trả lương. Cục trưởng Chu Trường bảo là muốn làm cái gì mà tinh giản biên chế, phân mấy nhân viên tạp vụ xuống cơ sở làm nhân viên quản lý mấy trại chăn nuôi. Nói là nhân viên quản lý thật ra thì chính là công nhân nuôi cá, một trại nuôi cá hai người thì còn quản lý gì? Người nào trông coi người nào? Mấy ngày qua Đại Phong đều ăn không ngon, cứ luôn buồn bã, ngay cả cháu về cũng không chịu sang,
nói là mất thể diện, lửa cháy thiêu lông mày còn đâu mà thể diện nữa chứ. Dương Liên cô cau mày. Anh giúp anh Phong đi, anh bây giờ là chủ tịch huyện rồi, chẳng phải anh Phong trước đây rất chiếu cố người của Diệp gia, lúc đánh nhau luôn là xông vào tuyến đầu đấy. Diệp Tử Y kêu lên. Chuyện này hiện tại bước sang năm mới rồi hãy nói. Buổi tối bảo Đại Phong tới đây ăn cơm, tiểu tử này muốn đóng cửa làm thiếu phụ rồi phải không? Diệp Phàm tức giận mắng. Phàm con đi biển biệt, nếu có thể thì nhanh chóng giúp Đại Phong đi, nếu không nó ăn cơm cũng không thấy ngon. Lâm Tú Chi liếc Diệp Phàm, có chút giận dỗi, cho là con trai từ chối. Anh Phàm, anh giúp anh em đi, cả ngày nằm trên giường rồi bệnh ra, sang năm mới mà chẳng đi đâu. Trương Mẫn Mẫn gọi một tiếng anh Phàm vô cùng tự nhiên làm Diệp Phàm trong lòng chấn động, nếu như mình lần này một đi không trở lại thì chuyện Đại Phong coi như lỡ rồi. Hắn nghĩ vậy nên cười nói. Được rồi, để anh thử một chút có được hay không, chúng ta còn tính cách. Dì Dương, Đại Phong chơi với cháu từ nhỏ, cháu không giúp nó thì giúp ai? Tuy nhiên dì phải nói qua trước đó nó ở cục thủy sản làm cái gì? Là một cái danh hiệu phó chánh văn phòng hữu danh vô thực. Nói là cán bộ cấp trưởng ban. Cái gì cấp trưởng ban, cho tới giờ còn chưa nhận được một bao thuốc. Người ta thì chỉ cần một cái giám đốc sở trưởng ban đã khí thế, ra ngoài ăn uống say sưa. Dương Liên cô tức giận nói. Kỳ quái, Đại Phong không phải là tốt nghiệp Học viện Tài chính và Kinh tế Thương Hải, thành phố chúng ta cũng rất ít người tốt nghiệp trường này, lý ra phải phân đến Cục Tài chính mới đúng chứ. Diệp Phàm nghi ngờ. Ai, nói rất dài dòng. Vốn là phân vào Cục Tài chính, sau lại bị chuyển đổi. Cũng là bởi vì hiềm chúng tôi đưa ít, kết quả nhét vào xó xỉnh Cục Thủy sản đó. Lúc ấy mua 2 chai rượu, còn thêm vào 1 tháng tiền lương của dì, tất cả đều là mất không, cho chó ăn. Dương Liên cô tức giận hừ nói. À, để cháu thử một chút. Diệp Phàm bất đắc dĩ lấy điện thoại ra gọi. Tào ca mạnh giỏi chứ, chúc anh từng bước thăng chức. Diệp Phàm chúc mừng năm mới. Chúng ta theo nhau mà, lão đệ cậu cũng vậy. Tào Vạn Niên vui vẻ. Muốn cầu Tào ca một chuyện, gần sang năm mới, cũng hơi làm phiền. Diệp Phàm nói. Nói lời này làm gì cho khách khí, nói đi, có chuyện gì, có thể giúp thì anh nhất định giúp. Tào Vạn Niên nói luôn. Là như vậy, em có người bạn chơi với nhau từ nhỏ như anh em, tên là Trương Đại Phong, tốt nghiệp Học viện Tài chính Kinh tế Thương Hải. Sau khi tốt nghiệp thì vốn phân đến Cục Tài chính Cổ Xuyên, sau đó lại bị điều chuyển sang Cục Thủy sản, tuy nhiên giờ cục đó lụn bại. Diệp Phàm giải thích, cũng không nói điều gì, tin tưởng Tào Vạn Niên làm trưởng ban tổ chức thị ủy, điểm này chắc y sẽ hiểu. Ý của cậu là, bỏ đi, để anh hỏi một chút rồi điện cho cậu. Tào Vạn Niên cúp điện thoại. Cứ chờ chút đã, bạn cháu sẽ gọi điện tới. Diệp Phàm cười nói. Dương Liên cô và mẹ hắn Lâm Tú Chi cũng đi làm việc nhà. Thiết Hải, lần này điều chỉnh tạm thời chưa động đến anh, chủ yếu là bởi vì vị trí phó cục trưởng cục công an quá nhạy cảm, trọng yếu hơn nhiều cục hành chính khác. Tuy nhiên không sao, có cơ hội tôi sẽ tranh thủ cho anh, cục trưởng Lô Vĩ là hảo huynh đệ của tôi cũng đã nói qua với y. Tuy nói phí gia phí chí minh bởi vì chuyện xử lý ký giả mà bị miễn chức, nhưng giờ đang có nhiều ánh mắt dõi vào vị trí đó. Đây là thời kỳ nhạy cảm, người nào xuất đầu cũng sẽ bị phí gia ghét hận, điều này thì cũng không sợ, chỉ là có quá nhiều ánh mắt, nên anh cứ chờ chút đã. Diệp Phàm thân thiết nói. Anh cũng vừa giúp tôi vào đảng ủy cục, chuyện này cũng phải từ từ. Hiện giờ tại Lâm Tuyền tôi cũng có quyền nhất định, Mầu Dũng và Hoàng Hải Bình cũng không thể làm gì. Chỉ là gần đây Lâm Tuyền bắt đầu có chút động đậy an, nghe nói Chủ tịch Hồ của Thủy Châu và mấy người khác nói muốn hủy bỏ đầu tư. Công nhân nhà máy giấy Lâm Tuyền bắt đầu đứng ngồi không yên rồi. Đây chính là hơn 1.000 người, tôi sợ có gây chuyện gì náo loạn, Hoàng Hải Bình chắc không qua được năm nay, chiều hôm qua còn đi công tác ở nhà máy giấy, ngay cả chủ tịch huyện vệ cũng từ huyện xuống để làm công tác tư tưởng cho công nhân, yêu cầu mọi người yên tâm đón mừng năm mới, chỉ là hiệu quả không lớn, công nhân cũng không tin tưởng cô ta. Triệu Thiết Hải cung kính nói. Ừ, đích xác là vấn đề lớn. Tuy nhiên tôi tin tưởng chủ tịch huyện vệ và chủ tịch thị trấn Hoàng sẽ xử lý tốt. Hừ. Diệp Phàm hừ một tiếng, thầm nghĩ, người khởi xướng chính là ông mày, không để cho Vệ Sơ Tinh và Hoàng Hải Bình một chút lợi hại còn tưởng rằng ta là mèo bệnh. Thiết Hải, Phương Nghê muội không tệ, anh chiếu cố cô ấy một chút, ai?
Diệp Phàm bất giác thở dài. Tôi biết rồi, chẳng qua gần đây khí sắc Phương Nguyên Thành của văn phòng đảng chính không được tốt, cứ luôn miệng buồn bã than thở, mỗi bước đều run rẩy giống như trúng gió vậy. Triệu Thiết Hải cười khan nói. Trúng gió, có khả năng. Diệp Phàm cười nhẹ, thầm nghĩ, người này cũng giống như Chu Bá Thành, điển hình của cỏ đầu tường, chắc là thấy mình thăng phó chủ tịch huyện trong lòng hối hận sinh ra lo lắng, lại e mình quay lại đánh trả nên trạng thái tinh thần không ổn. Vương Nguyên Thành a Vương Nguyên Thành, ngươi cũng quá xem thường ta, đối với loại hèn mọn như ngươi thì Diệp Phàm ta trả thù làm gì. Khoản tiền 200 vạn của chủ tịch Hồ của nhà máy giấy Thủy Châu xuất ra làm nền chắc bị Phí Vũ Vân nuốt rồi, ai? Đáng tiếc. Diệp Phàm thở dài. Cái này là khẳng định, Đoàn Hải và Trịnh Lực Văn bị Hoàng Hải Bình vừa lên nhậm chức thì vuốt cái mũ, chuyện gian hàng nhà máy giấy toàn bộ giao cho công ty võ thần của Phí Vũ Vân. Nghe công nhân nói là chất lượng công trình nhất định là có vấn đề. Hồ Thái và Tổng Quản lý cũng không biết làm sao mà cũng không quản chuyện của Lâm Tuyền, trên căn bản toàn bộ giao cho Phí Vũ Vân rồi. Hoàng Hải Bình giờ là một chủ tịch thị trấn xa đọa cả ngày chỉ uống rượu chơi nữ nhân, gần đây nghe nói vừa đổi tình phụ, dây dưa với Trịnh Tuyết Muội, con đàn bà này quả là có bản lĩnh. Triệu Thiết Hải cười gằn. Trịnh Tuyết Muội. Diệp Phàm hừ lạnh, kinh ngạc, thầm nghĩ. Trịnh Tuyết Muội trước kia ôm chân nguyên chủ tịch thị trấn Thái Đại Giang thường xuyên chơi kiểu song phi, kiểu hậu đình hoa thì chắc là chưa chơi. Lúc mình còn ở Lâm Tuyền thì Mâu Dũng rất chiếu cố cô ả, lúc ấy còn nghi ngờ có phải dây dưa với y không. Chẳng qua Mâu Dũng làm thành phố thái tử ông, nếu như ngay cả Trịnh Tuyết Muội cũng muốn vậy cũng quá không có thưởng thức rồi, tuy nhiên cũng không chừng, nếu không khó có thể giải thích tại sao Mâu Dũng chiếu cố Trịnh Tuyết Muội như thế. Còn không phải là liên quan đến chuyện kia. Cô ả này đúng là lợi hại, không mấy nam nhân có thể cưỡng lại. Không ngờ thoáng cái đã dây dưa với Hoàng Hải Bình rồi, xem ra cô ả sắp thành tinh, biết đâu một thời gian ngắn nữa Lâm Tuyền sẽ trình diễn chủ tịch thị trấn bí thư tranh giành tình nhân, có ý tứ. Chuyện này hình như đồn đại là có Mâu Dũng mà. Diệp Phàm cười nói, hắn chỉ muốn chuyện này có liên quan đến Mâu Dũng. Chắc còn chưa nghe nói qua, tôi cũng có một lần tình cờ đi Tử Vân Tử Lâu làm việc. Lúc đi nhà cầu thì nghe thấy tiếng nam nữ hổn hển truyền qua vách. Lúc ấy tôi rất là tò mò, thầm nghĩ mẹ kiếp, nam nữ cùng nhau đi đái, vậy cũng rất có tình thú rồi. Sau khi nghĩ cách áp vào cửa sổ nhỏ nghe, không ngờ lại thấy Hoàng Hải Bình chơi thổi thiêu với Trịnh Tuyết Muội trong phòng vệ sinh. Lúc ấy Hoàng Hải Bình còn đem thằng nhỏ của y đặt ở miệng Trịnh Tuyết Muội, cô ả còn cười dâm nói cái mà Hoàng Hải Bình phun ra làm đẹp ra. Hoàng Hải Bình cười dâm nói là mầm móng của mình có thể đâm chồi trong cô ả, nói tới lại càng kích thích. Mẹ kiếp, làm hại tôi trở về phải thay hai cái quần con. Triệu Thiết Hải nhỏ giọng mắng, vẫn còn thấy hưng phấn. Ha ha ha. Diệp Phàm cũng không nhịn được cười sằng sặc làm tất cả người trong nhà nhìn vào, cha hắn và Trương Xuân Lâm không biết đi vào từ lúc nào đang nói chuyện hút thuốc. Ừ, chuyện này có thể thích hợp để cho Mâu Dũng tham dự một chút. Diệp Phàm gật đầu với Triệu Thiết Hải. Cái này dễ mà, tôi cũng có ý nghĩ như vậy. Triệu Thiết Hải nhỏ giọng cười khan. Không lâu sau Tào Vạn Niên điện thoại tới, nói. Mới vừa rồi anh đã nói với Chủ tịch huyện Trịnh Hòa Đào, y đã đồng ý nói là sau này Bảo Đại Phong đến đi làm ở Cục Tài chính, nghe nói còn là chủ nhiệm. Được rồi, cảm ơn Tào ca. Diệp Phàm cũng thấy nhộn nhạo, không nghĩ rằng dễ dàng như thế. Xem ra chỉ cần trong tay có quyền, chuyện mà người khác chui vỡ đầu không giải quyết được thì người ta chỉ cần một cú điện thoại. Chương 461, dựa vào. Nếu không phải lần này bản thân phải đi thi hành nhiệm vụ, Diệp Phàm cũng sẽ không tìm Tào Vạn Niên. Anh ấy là trưởng ban tổ chức thị ủy, là nhất tôn đại thần, chỉ có một chút chuyện nhỏ mà đi làm phiền anh ấy thì thật đáng tiếc. Thép tốt phải dùng trên lưỡi dao mới đúng, chẳng qua tình thế bức bách, Diệp Phàm cũng không chú ý quá nhiều. Hắn quay đầu lại cười nói với Trương Xuân Lâm. Bác Trương, qua năm mới hãy kêu Đại Phong đi làm ở Cục Tài chính huyện, nghe nói ở đó đang còn thiếu một phó chủ nhiệm văn phòng. Thật, thật sao? Trương Xuân Lâm còn chưa lên tiếng, bà xã Dương Liên cô đã sớm mở to mắt đứng lên, tựa hồ có vẻ không tin. Phàm tử, cháu nói thật chứ? Trương Xuân Lâm cũng mở to hai mắt đến khi tàn thuốc lá cháy đầu ngón tay mới thấy đau hoàn hồn. Đúng vậy. Tuy nhiên mọi người phải cảm ơn bí thư Trịnh, cũng nên đi chúc Tết ông ấy, vừa vặn ở đây cháu có rượu thuốc, chú cầm đi xử lý công việc.
Diệp Phàm khẽ cười, quay đầu trêu ghẹo Trương Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn, anh nể mặt em mới giúp đỡ, em cảm ơn anh thế nào đây? Bí thư Trịnh nào? Trương Xuân Lâm không nhịn được hỏi. Ha ha, bác Trương, Cổ Xuyên chúng ta còn có mấy bí thư Trịnh? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Cháu nói vị đứng đầu đó sao? Trương Xuân Lâm kinh ngạc, trong lòng thầm giật mình, không ngờ Diệp Phàm mới gọi điện, lại có thể tìm được nhân vật số 1 của huyện Cổ Xuyên, bí thư huyện ủy Trịnh Hòa Đào. Ở Cổ Xuyên bản thân mình làm gì có tư cách đi quen biết Trịnh Hòa Đào? Bản thân đương nhiên biết y, nhưng người ta nhất định không biết mình. Thở dài nói. Ai, người ta có lẽ sẽ không gặp chúng ta đâu. Ha ha ha, lần này y sẽ gặp mọi người, đi thử xem. Diệp Phàm khẽ mỉm cười lại nhìn Trương Mẫn Mẫn trêu ghẹo, có lẽ Tào Vạn Niên đã tiết lộ bản thân mình cho Trịnh Hòa Đào rồi, có lẽ Tào Vạn Niên muốn Trịnh Hòa Đào có thể chiếu cố đến người nhà mình. Anh Phàm, em còn đang đi học, lại không có tiền, vậy em sẽ giặt quần áo bẩn cho anh là được rồi. Trương Mẫn Mẫn thốt ra một câu như vậy, khiến mọi người cười vang. Diệp Phàm đương nhiên cũng thoáng đỏ mặt, chuyện này nếu nghĩ lệch đi cũng có vẻ mập mờ, tựa hồ còn có ý tứ. Vợ giặt áo cho chồng không phải là chuyện rất bình thường sao? Mọi người trong sảnh sau khi cười xong cũng đưa ánh mắt kỳ lạ liếc nhìn Diệp Phàm và Trương Mẫn Mẫn. Vậy thì tốt quá, chị Mẫn Mẫn, phòng ở của anh hai em giống như ổ chó vậy, chúng ta cùng đi thu dọn. Diệp Tử Y vỗ tay khen hay, còn nói rất thân thiết, giống như muốn gọi chị dâu vậy. Phàm tử, tối nay đến nhà dì Liên ăn cơm, nhất định phải tới đấy, kêu Đại Phong uống mấy chén với cháu. Không say không về. Dương Liên cô hưng phấn ngồi không yên, ra hiệu cho Trương Xuân Lâm, hai người đứng lên chuẩn bị ra về. Trước khi đi, mẫu thân của Diệp Phàm đưa cho ít rượu và thuốc lá, tuy nhiên Trương Xuân Lâm khăng khăng không cầm. Cuối cùng bị Lâm Tú Chi kiên quyết nhét vào mới chịu cầm đi mấy bình rượu ngon và mấy cây thuốc xịn. Ngày mùng 2 theo phong tục địa phương là quỷ lễ. Vào ngày quỷ lễ ngay cả pháo cũng không được đốt. Vì ý nghĩa của quỷ lễ chính là chào đón linh hồn của các bậc trưởng bối đã qua đời trong nhà về nhà ăn Tết, cho nên ngày hôm nay Diệp Phàm được thảnh thơi một ngày, vì tất cả mọi người đều rất biết điều, không dám tới chúc Tết. Tuy nhiên qua ngày mùng 3 lại thu được rượu thuốc đầy đất, rất nhiều người đến chúc Tết, thật ra là một số cán bộ muốn vào cục chiêu thương. Phó Cục trưởng Cục Tôn giáo Trương Vệ Thanh đặc biệt cung kính, hôm đó Diệp Phàm đề cử gã tạm thời chủ trì công tác của Cục Tôn giáo. Mặc dù chỉ là chủ trì tạm thời, nhưng chủ trì tạm thời này nhận được chấp nhận của bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn, cũng rất có khả năng được đề bạt. Bình thường khi huyện ủy suy nghĩ chọn ứng viên cục trưởng cục tôn giáo đều sẽ hỏi qua thái độ của nguyên cục trưởng Diệp Phàm, hơn nữa Diệp Phàm hiện tại đã thăng lên làm phó chủ tịch huyện, vậy đề cử của hắn, phân lượng đề nghị sẽ lớn hơn rất nhiều. Trương Vệ Thanh làm sao không có tâm tư muốn dựa vào Diệp Phàm, tuy nhiên hiện tại vẫn đang trong giai đoạn dò xét. Đây cũng là chuyện bình thường, người nào cũng đều có băn khoăn, còn phải xem Diệp Phàm có ý tứ đó hay không. Chủ tịch huyện Diệp, sau này chuyện của Cục Tôn giáo, tôi sẽ thường xuyên báo cáo với ngài, xin lãnh đạo cho chỉ thị, phương hướng phát triển khái quát của Cục Tôn giáo sau năm mới. Trương Vệ Thanh cẩn thận nói. Ha ha ha, Vệ Thanh, bây giờ anh đã chủ trì công tác của Cục Tôn giáo rồi, sang năm trong Cục nên làm như thế nào đều do Cục trưởng anh lãnh đạo các đồng chí lập ra kế hoạch. Tôi không quan tâm đến những chuyện này. Anh hãy làm cho tốt, tôi tin tưởng Cục Tôn giáo với sự chủ trì của anh nhất định có thể phát triển ổn định, các phương diện dân tộc hài hòa, tín ngưỡng nhân dân, Cục Tôn giáo các anh hãy thể hiện vai trò giám sát và hướng dẫn phát triển. Diệp Phàm thân thiết nói. Tôi hiểu Phó Chủ tịch huyện Diệp, chẳng qua gần đây trong Cục Ngũ Đoá Kim Hoa hơi có chút oán hận. Bọn họ cứ ầm ĩ làm loạn muốn trong Cục phải cấp bù phong bao 1.000 đồng của hoạt động hôm đó. Mặc dù nói chồng của bọn họ vẫn chưa lên tiếng, nhưng có lẽ cũng không lâu nữa. Phó Chủ tịch huyện Diệp, ngài xem có nên phát bổ sung bao tiền lì xì cho bọn họ không? Ngày 28 tôi đã lấy quy định và tài liệu trong cục ra giải thích rõ ràng. Trên mặt Trương Vệ Thanh đầy lo lắng. Chuyện này cũng bình thường, vòng tròn thế lực đại diện phía sau Ngũ Đoá Kim Hoa quá lớn, chồng của bọn họ phân biệt là Phó Chủ tịch huyện, Cục trưởng Cục Nhân sự, Viện trưởng Viện Kiểm sát. Chủ nhiệm văn phòng ủy ban nhân dân, chủ nhiệm ban thông tin, gã chắc chắn không chống đỡ được, bình thường quan hệ với Ngũ Đoá Kim Hoa rất tốt, nhưng vì chuyện này mà ầm ĩ. Hiện tại trái lại hình thành một tiểu đoàn thể, có khuynh hướng nổ pháo. Vậy ý của anh thế nào?
Diệp Phàm cố ý muốn thử Trương Vệ Thanh, bình thản hỏi. Tôi kiên quyết thi hành chỉ thị của ngài, không thể phát. Nếu cứ để mặc bọn họ tùy ý gây chuyện ồn ào như vậy, cục tôn giáo làm sao khai triển công tác, nếu oán hận tôi sẽ giải thích, nếu thật sự làm ầm ĩ thì tôi sẽ phê bình giáo dục. Trương Vệ Thanh nhìn thấy thái độ kiên quyết của Diệp Phàm, đây cũng là gã muốn tỏ thái độ với Diệp Phàm, công khai theo sát bước chân Diệp Phàm. Đúng, quốc có quốc pháp, đảng có đảng quy, nếu thật sự muốn làm ầm ĩ, chúng ta cứ theo việc chung mà giải quyết, ngay cả chuyện trước kia không đi làm đều tính sổ, như vậy cũng khấu trừ bao nhiêu tiền. Hừ, Diệp Phàm lạnh lùng nói, tỏ vẻ ủng hộ. Được, tôi nghe lời phó chủ tịch huyện Diệp, anh nói thế nào, tôi thi hành như vậy. Mấy cô ả đó cũng quá vô lý. Trương Vệ Thanh mạnh bạo nói. Xế chiều Lô Vĩ và Tề Thiên cùng đến thăm, tuy nhiên Lô Vĩ còn mang cả Sở Vân Y theo, giả vờ nói là đưa đến nhà bạn học Diệp Tử Y chơi. Ba người quy củ chúc Tết Diệp Thần Tây và Lâm Tú Chi, khiến hai vợ chồng rất vui mừng. Diệp Phàm giữ hai người bọn họ ở lại một buổi chiều, ba anh em hàn huyên tâm sự. Sở Vân Y và em gái Diệp Tử Y cười nói tíu tít. Vân Y, chồng cậu hiện tại đã đường đường là cục trưởng cục công an huyện rồi, mình có phải nên gọi cậu là cục trưởng thái thái mới đúng, ha ha ha, thăng quan nhanh thật. Không được, sau này bạn học nghèo này đến thăm, có lẽ cậu cũng không thèm để ý đến mình nữa. Diệp Tử Y đùa giỡn, nghe cô ấy nói như vậy, Lô Vĩ không nhịn được mơ hồ liếc mắt về phía Sở Vân Y. Mình đánh chết cậu, Tử Y, nói nhăng gì đó. Mình vẫn là học sinh, làm gì đã có chồng. Sở Vân Y không chịu, đuổi đánh Diệp Tử Y. Cứu mạng em, anh Lô Vĩ, anh xem bà xã của anh đánh người này, cục trưởng cục công an phải quản lý cẩn thận mới được, không thể để người ta cậy quyền ép người, bắt nạt dân đen em. Diệp Tử Y trêu ghẹo nói. Ai, anh nào dám? Lô Vĩ giả vờ khổ sở, chọc cho Sở Vân Y đỏ bừng mặt, cùng với Diệp Tử Y cười phá lên yêu kiều đến gập thắt lưng làm mấy anh chưa chố mắt. Ai? Nếu Ngọc Mộng Nạp Tuyết cũng ở đây thì tốt rồi, cô ấy là đại mỹ nữ, là hoa khôi xếp thứ hai trong Học viện Âm nhạc Thủy Châu chúng ta. Diệp Tử Y thở dài, ánh mắt khẽ liếc nhìn Diệp Phàm. Giữa hai người Ngọc Mộng Nạp Tuyết và nhị ca Diệp Phàm có loại quan hệ mông lung hay không, Diệp Tử Y có thể suy đoán được, cô đương nhiên hy vọng có loại quan hệ này. Ngọc Mộng Nạp Tuyết xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, nếu có thể trở thành chị dâu của mình thì cũng nở mày nở mặt. Tuy nhiên Diệp Tử Y rất thất vọng, Diệp Phàm không có phản ứng gì, giống như khách qua đường, thật ra tâm tư của Diệp Phàm sớm đã bay đến thời khắc xinh đẹp vào đêm bôi, hậu cung ngọc nhan hoàn, cho Ngọc Mộng Nạp Tuyết, trước mắt như ẩn hiện dung mạo xinh đẹp như hoa, bộ ngực căng tràn của Ngọc Mộng Nạp Tuyết. Ngọc Mộng Nạp Tuyết xếp thứ hai, vậy người đứng đầu là ai? Có lẽ là cô gái xinh đẹp chết người, nghiêng nước nghiêng thành. Tề Thiên không nhịn được có vẻ ngạc nhiên. Ngọc Mộng Nạp Tuyết y đã gặp qua, đúng là tiên nữ, vậy mà mới xếp hạng thứ hai, vị trí thứ nhất chắc phi thiên rồi. Nói ra đệ nhất hoa khôi xinh đẹp tuyệt trời của trường em, nhị ca của cô ấy có lẽ anh cũng nghe nói rồi. Diệp Tử Y thích thú nói. Người nào? Diệp Phàm bật thốt lên hỏi, đảo mắt lắc đầu, cười nói. Không thể nào, mỹ nữ của học viện các em không có hơn vạn cũng có mấy ngàn, đến từ thiên nam hải bắc, ngay cả phía bên Hồng Kông. Âu Châu cũng có người đến du học, làm sao anh biết được, anh cũng không phải là thầy bói có thể bấm ngón tay để tính toán. Cô ấy là người Ngư Dương, được xưng tụng là Hàn Cung Tiên Tử, khi lạnh lùng có thể thấu xương người, lúc nhiệt tình có thể đốt anh thành than, lớn hơn chúng em ba lớp, năm nay là năm thứ tư rồi. Sở Vân Y giống như một con chim khổng tước kiêu ngạo, thấy ba vị nam sĩ đều mở to hai mắt nhìn, miệng cười nói không thôi. Chuyện đó đương nhiên. Đây cũng là kiêu ngạo của Mạc Hương chúng ta, Ngư Dương cũng coi như là Mạc Hương. Nghe nói các cậu ấm Hồng Kông theo đuổi cô ấy trong trường học đã có thể xếp thành một hàng xe lửa, ngay cả Đại học Thủy Châu, Đại học Hải Giang đều có cậu ấm theo đuổi, mọi người nói Thái tử ra tặng hoa đưa cái gì. Tuy nhiên kỳ quái là hình như chưa từng nghe nói có người nào theo đuổi được. Năm ngoái có một học sinh Thủy Châu, giống như một tên lưu manh ác bá, muốn dùng sức mạnh ép buộc, nhưng sau đó anh trai của cô ấy đích thân đến Thủy Châu. Nghe nói ngày thứ hai tên học sinh lưu manh đã bị người ta đá gãy chân rồi, sau này cũng không có ai dám dùng sức mạnh đối với hoa khôi. Ha ha ha, đáng đời. Diệp Tử Y cũng tương đối đắc ý, giống như hoa khôi của trường là mình không bằng. Xem ra hoa khôi trường các em còn rất có lai lịch, rốt cuộc là người nào,
tiên nữ của anh, nhanh cung khai xem nào. Lô Vĩ không nhịn được, hai mắt sáng bừng, nhất thời buột miệng, ngay cả hai chữ cung khai, khi thẩm vấn phạm nhân cũng chạy ra. Khiến cho Diệp Phàm và Tề Thiên đều kinh ngạc, liếc mắt nhìn Sở Vân Y, vội vàng cúi đầu, trong lòng thở dài nói, Vĩ tử, cậu tự cầu phúc đi, có lẽ sư tử Hà Đông sắp hành hạ hầu tử rồi. Chúng ta tuy nói là huynh đệ, nhưng đây là chuyện nhà của cậu, bọn tôi không tiện xen vào, ha ha, chúng ta coi như không nhìn thấy là được. Quả nhiên, chương 462, trưởng ban tổ chức thị ủy Tiêu đến hàn xá. Từ trong nhà truyền ra tiếng kêu thảm thiết của vị cục trưởng cục công an. Đừng đánh vào mặt, đừng cắn, mẹ ơi! Người không biết còn tưởng ủy ban kiểm tra đang phá án. Khi đang ồn ào thì đột nhiên ở ngoài cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc. Phó chủ tịch huyện Diệp có ở nhà không? Ha ha, là bí thư Mâu tới chơi. Mời vào, Diệp Phàm vừa nói vừa đi về phía cửa, tuy nhiên trong lòng vẫn hết sức nghi ngờ, Mâu Dũng là thái tử gia kiêu ngạo như vậy, làm sao chịu đến nhà mình? Lẽ nào lần trước phó trưởng ban Tiêu Bình Quốc khuyên y tới thăm để thiết lập quan hệ với mình? Không đến mức như vậy chứ. Gia thế của Mâu Dũng rất mạnh, mấy dượng đều là nhân vật cấp thực quyền, bản thân mình tuy nói đã thăng lên phó chủ tịch huyện, nhưng vẫn chưa tới loại trình độ khiến Mâu Dũng phải kiêng kỵ, muốn tới nịnh bợ mình. Chắc là công nhân của nhà máy giấy Lâm Tuyền gây chuyện, Mâu Dũng không trấn áp được cho nên mới tìm mình giải quyết phiền toái. Diệp Phàm cảm thấy khó hiểu, đi về phía cửa lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn, phát hiện còn có một người đang đứng ở đó, đang mỉm cười nhìn mình, người đó không phải là phó trưởng ban tổ chức thị ủy Tiêu Bình Quốc thì còn là ai? Trưởng ban Tiêu, ngài cũng tới à, mời vào. Sau nháy mắt thất thần, Diệp Phàm lập tức chấn định lại, chào hỏi, mặc dù chưa đoán được ý đồ của Tiêu Bình Quốc, nhưng người đến là khách, cũng phải nhiệt tình tiếp đãi. Tôi vẫn muốn đến nhà phó chủ tịch huyện Diệp chơi, nhưng công việc bộn bề, đúng là không có thời gian. Đợt này được nghỉ Tết tranh thủ đến chúc Tết bác trai, bác gái, ha ha ha. Mâu Dũng cười quỷ dị, dáng vẻ rất thân thiết. Diệp Phàm biết tiểu tử này nhiệt tình như vậy nhất định là giả vờ, đương nhiên cũng vờ vịt tươi cười đáp lễ. Cục trưởng Lô cũng ở đây sao? Sau khi Mâu Dũng phát hiện ra Lô Vĩ cũng bắt chuyện chào hỏi, y không nhận ra Tề Thiên, cho nên chỉ gật đầu. Thái độ của Mâu Dũng hôm nay thật khiến người ta cảm giác khiếp sợ, từ lúc nào y lại trở nên hòa ái dễ gần như thế. Cậu ấy là bằng hữu của tôi, tên là Tề Thiên, ở trong bộ đội. Diệp Phàm giới thiệu, lại chỉ vào Tiêu Bình Quốc nói. Tề Thiên, Lô Vĩ, vị này là trưởng ban Tiêu của ban tổ chức thị ủy thành phố Mặc Hương. Hai bên chào hỏi nhau, tuy nhiên Tiêu Bình Quốc và Mâu Dũng đều hiện vẻ kinh ngạc, cứ âm thầm quan sát Tề Thiên, thầm nghĩ. Làm sao cũng tên là Tề Thiên, không trùng hợp như vậy chứ. Diệp Tử Y pha một ấm trà thiết quan âm thơm ngát. Tiêu Bình Quốc nhấp một ngụm trà khen. Ngon thật, vị trà ngọt ngào, thanh mà không chát, đúng là trà ngon. Ánh mắt mịt mờ liếc nhìn Tề Thiên giả bộ rất tùy ý nói. Tề Thiên sinh công tác ở binh chủng nào? Liệp báo. Tề Thiên trả lời gọn gàng, không muốn nhiều lời, trong lòng mơ hồ có cảm giác. Họ Tiêu này có lẽ đang nhắm vào mình. Liệp báo. Mâu Dũng thất thanh kêu lên, đôi mắt như lồi ra bên ngoài, cũng khó lòng che giấu sự kinh ngạc. Mâu tiên sinh cũng biết Liệp báo. Tề Thiên cười nhạt khẽ hấp ngụm trà liếc nhìn y, rất là tự nhiên. Nghe tiếng đã lâu, nghe nói là đơn vị bộ đội thần bí, có quyền lực đặc biệt. Mâu Dũng khống chế được bất mãn trong nội tâm nói. À, đó đều là lời đồn đãi. Chỉ tốt hơn bộ đội bình thường một chút mà thôi. Tề Thiên vẫn bình thản. Mâu bí thư không trở về thành phố đón Tết sao? Diệp Phàm chuyển hướng đề tài. Trở về ăn xong bữa cơm tất niên, có lẽ ngày mai lại phải quay về Lâm Tuyền rồi, nhiều việc quá, thật phiền toái. Phó chủ tịch huyện Diệp chắc là người rõ nhất. Mâu Dũng mỉm cười khổ sở, có lẽ nhà máy giấy Lâm Tuyền lại có rắc rối rồi. Ai, một thị trấn lớn có mười mấy vạn nhân khẩu. Không dễ quản lý, chuyện ở các phương diện nhiều lắm, chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi đều đổ lên đầu. Mâu bí thư cực khổ rồi. Diệp Phàm nói, người trẻ tuổi, làm nhiều việc cũng không có gì, không giống như chúng tôi, tuổi ngày một lớn tinh lực có hạn, làm việc nhiều cũng cảm giác mệt mỏi. Thỉnh thoảng muốn làm cái gì lại cảm giác lực bất tòng tâm. Tiêu Bình Quốc thở dài. Trưởng ban Tiêu đâu có già, lại là trụ cột của ban tổ chức thị ủy. Nơi đó không thể tách khỏi ngài.
Từ tuổi tác mà nhìn chỉ có thể nói là trung niên, đang trong độ tuổi cường tráng. Diệp Phàm cười nói cẩn thận nịnh bợ Tiêu Bình Quốc, khiến y cảm giác tương đối hưởng thụ. Hai bên nói chuyện vô thưởng vô phạt một hồi, Tiêu Bình Quốc hình như có lời nào muốn nói, tuy nhiên thấy Lô Vĩ và Tề Thiên đang ở đây nên không tiện mở miệng, cứ mơ hồ liếc mắt nhìn Lô Vĩ lại nhìn Tề Thiên. Đại ca, em và Vĩ Tử chưa đi dạo qua huyện Cổ Xuyên, bọn em đi dạo một lát. Tề Thiên cũng cảm nhận thấy, đứng lên nói. Sau khi hai người rời đi, Tiêu Bình Quốc yên lặng một lát, nhấp một ngụm trà, thở dài nói. Ai, Chủ tịch huyện Diệp, có mấy lời tôi muốn nói thẳng ra, tục ngữ nói oan gia nên giải không nên kết. Tôi nghĩ, cậu và Ngọc Gia Ngư Dương cũng không có vướng mắc gì lớn, Kiều Long không hiểu chuyện, mạo phạm đến cậu. Hiện tại Ngọc Lão Gia Tử còn đang bị giam trong sư đoàn dã chiến, năm mới vẫn không có cách nào quay về. Ha ha ha, chuyện của Ngọc Gia, tôi sớm đã quên rồi, không có vướng mắc nhỏ gì. Coi là gì chứ? Diệp Phàm thản nhiên lắc đầu, cố ý giả bộ ngu ngốc. Hắn cuối cùng đã hiểu rõ ý đồ Tiêu Bình Quốc đến đây, lúc này mới nhớ ra Tiêu Bình Quốc và Ngọc Hoài Nhân còn có quan hệ anh em cột chèo. Vợ của hai người là hai chị em gái, đều là cô của Mâu Dũng. Có lẽ Ngọc Hoài Nhân không tiện ra mặt, mới nhờ Tiêu Bình Quốc đến nhờ và mình đã thông quan hệ với Tề Thiên, thả Ngọc Hoài thăng gia. Ngọc gia cũng bị ép đến không còn cách nào. Bất kể Ngọc Gia từ trong tỉnh chạy đến thành phố rồi lại chạy đến huyện cũng như vậy, loại đầu đá khó chơi giống như bộ đội thần bí liệp báo khó có thể gặm. Mặc dù Ngọc cao nhất nhậm chức thượng tá đoàn trưởng sư đoàn dã chiến, tuy nhiên vẫn không được gặp mặt anh họ Ngọc Hoài Thăng. Ngọc Gia đã đến bước đường cùng, chưa có cách nào chưa dùng đến. Ngọc Sử Giới cố gắng lợi dụng thân phận phó trưởng ban sở tài chính tỉnh đả thông cục trưởng Phạm Hoành Võng của Cục An ninh Quốc gia thành phố Mặc Hương, bởi vì không có ai chê tiền nhiều. Thông qua Cục trưởng Cục Công an thành phố Vu Kiến Thần đả thông Phạm Hoành Võng của Cục An ninh Quốc gia. Tuy nhiên vụ án lần này do Tề Thiên toàn quyền thẩm tra xử lý, Cục An ninh Quốc gia thành phố Mặc Hương chỉ ở bên cạnh phối hợp giúp đỡ. Phạm Hoành Võng đường đường là một đại cục trưởng căn bản chính là một tên chạy việc, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ là cười khổ lắc đầu. May là y còn không biết chuyện Ngọc gia đắc tội với Diệp Phàm. Nếu như biết rồi có lẽ còn phối hợp giúp Tề Thiên chơi đòn ngầm đem Ngọc Nhân Thăng nhốt trong nhà giam rồi. Phải biết rằng vị trí cục trưởng của Phạm Hoành Võng hoàn toàn do một cú điện thoại của Diệp Phàm gọi cho Thiết Chiêm Hùng trao đổi nhiệm vụ đổi lấy. Chuyện khiến Mâu Dũng và Tiêu Bình Quốc không ngờ đến là đến đây lại có thể đụng phải hai người thiếu niên Lô Vĩ và Tề Thiên. Lô Vĩ là kẻ đầu trò gây tội dẫn người tịch biên sơn trang kính nguyệt của Ngọc gia, còn Tề Thiên là trưởng quan cao nhất thẩm tra xử lý vụ án lần này. Lại có thể đều ở trong nhà Diệp Phàm. Hai người hơi có cảm giác, lẽ nào Sơn Trang Kính Nguyệt bị tịch thu là Diệp Phàm làm? Nếu không chuyện này sẽ không trùng hợp như vậy, vào buổi tối Diệp Phàm bị bắt hôm đó Sơn Trang Kính Nguyệt bị kiểm tra, cuối cùng lại còn liên quan đến bí mật quân sự gì đó. Tuy nhiên hai người nghĩ mãi cũng cảm thấy không có khả năng này, Diệp Phàm lúc ấy đã bị nhốt vào cục công an huyện, kế hoạch kiểm tra Sơn Trang Kính Nguyệt đêm hôm đó vô cùng chặt chẽ. Trải qua một thời gian ngắn không thể nào có mưu đồ bí mật chu toàn như thế, cho nên tạm thời loại bỏ Diệp Phàm ra ngoài. Ha ha, tôi biết Phó Chủ tịch huyện Diệp là một người hiểu lý lẽ, có thể rộng lòng với người trong thiên hạ, nếu cậu có thể quên chuyện này thì tốt nhất, đây chỉ là một mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Phó trưởng ban tổ chức thị ủy Tiêu Bình Quốc lại có thể nịnh bợ vị Phó Chủ tịch huyện Diệp Phàm vừa mới được đề bạt, nếu những lời này để cho các quan chức của Mặc Hương nghe thấy cũng không biết sẽ ngạc nhiên cỡ nào. Tiêu Bình Quốc mặc dù nói chỉ là một cán bộ cấp phó phòng, nhưng quyền lực của ban tổ chức so với phó chủ tịch huyện Diệp Phàm lớn hơn rất nhiều, quản lý ngũ quan toàn thành phố, bằng hữu rộng rãi, nhân mạch rộng, trong thành phố quan chức nào cũng phải nể mặt y. Trưởng ban Tiêu quá khen, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, sao có thể dám nói có thể rộng lòng cho người trong thiên hạ, lời này dành cho trưởng ban Tiêu thì đúng hơn. Diệp Phàm lại chuyển sang nịnh bợ Tiêu Bình Quốc. Mâu Dũng, thấy không? Phó Chủ tịch huyện Diệp là người khiêm nhường, cháu phải học tập đi. Chủ tịch huyện Diệp còn nhỏ tuổi hơn cháu, cổ nhân chúng ta cũng đã dạy học hỏi không phân biệt trước sau, ha ha. Tiêu Bình Quốc so sánh đối chiếu, lại dỗ cháu trai Mâu Dũng của mình, thực tế là đang nịnh bợ Diệp Phàm. Y càng như vậy, Diệp Phàm càng cảm thấy kỳ quái, nếu mình là ủy viên thường vụ thị ủy thì Tiêu Bình Quốc nói như vậy còn có chút đạo lý. Diệp Phàm biết rõ. Tiếp theo Tiêu Bình Quốc có lẽ sẽ nói vào chủ đề chính, còn không phải là chuyện của Ngọc gia,
có lẽ Tiêu Bình Quốc muốn thân thiết một chút rồi mới nói, kêu phó trưởng ban ban tổ chức mở miệng cầu xin một phó chủ tịch huyện mình giúp đỡ, thật sự là có vẻ làm khó người ta. Đúng thế, cháu sao có thể so sánh với chủ tịch huyện Diệp, có chút xấu hổ, ha ha ha. Mậu Dũng và Dương Y diễn xong hoàng, biến đổi ảo thuật nịnh bợ Diệp Phàm. Chủ tịch huyện Diệp, nghe nói cậu có quan hệ rất tốt với tiểu đoàn trưởng Tề của Liệp Báo. Đến rồi, trong lòng Diệp Phàm hô lên một tiếng, cười nói. Ha ha, cũng thân thiết, vừa quen biết cách đây không lâu, trước kia trong thảm án của Đập Thiên Thủy, tiểu đoàn trưởng Tề có đến phối hợp giúp vây bắt phạm nhân nên mới quen biết. Lúc ấy cậu ấy chỉ là một đại đội trưởng nho nhỏ, còn chưa được đề bạt. Diệp Phàm đương nhiên là tận lực làm nhạt quan hệ bạn bè thân thiết với Tề Thiên, tuy nhiên mới vừa rồi Tề Thiên gọi hắn là đại ca đã để lộ chân tướng rồi. Nhưng bây giờ xưng huynh gọi đệ cũng đặc biệt nhiều, trên đài huynh đệ, dưới đài đối thủ cũng không ít, cho nên cũng không có gì ly kỳ. Chủ tịch huyện Diệp, chuyện Sơn Trang Kính Nguyệt của Ngọc Gia ở Ngư Dương, có thể cậu cũng nghe nói rồi. Hiện tại Ngọc Lão Gia Tử vẫn còn bị giam trong một sư đoàn dã chiến, nghe nói lần này trưởng quan thẩm tra xử lý chính là tiểu đoàn trưởng Tề. Sơn Trang Kính Nguyệt làm một số chuyện trái pháp luật, nhưng đó chỉ là mở sòng bạc mà thôi. Hiện tại loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, cũng không có gì ly kỳ, phạt ít tiền, giam giữ mấy ngày là được. Hơn nữa đám người Ngọc Gia cũng bị nhốt trong sư đoàn dã chiến không ít ngày rồi, cho dù tạm giữ cũng phải có thời hạn đúng không? Sang năm mới rồi, ai? Tiêu Bình Quốc lại chuyển đến Sơn Trang Kính Nguyệt, xem ra đã tiếp cận chủ đề rồi. Chuyện của Sơn Trang Kính Nguyệt, đương nhiên tôi có nghe nói qua, hình như đó là đêm tôi phát sinh tranh chấp với Ngọc cô nương bị nhốt vào phòng thẩm vấn. Nghe nói còn bắt được mấy thái tử ra đang đánh bạc, xe cũng có mấy chiếc, nhưng tôi cũng đang ngạc nhiên, không phải chỉ là một sòng bạc thôi sao? Liệp Báo tại sao cứ cắn chặt lấy Ngọc Lão Gia Tử không chịu buông tha? Tôi cũng đã hỏi Tề doanh trưởng, tuy nhiên cậu ấy chỉ nghiêm túc nói. Chuyện này tốt nhất anh đừng hỏi, nếu không sẽ chọc vào chuyện phiền toái, ha ha ha, ai? Ngọc Lão Gia Tử ngay cả năm mới cũng không thể về nhà đoàn tụ, vốn định hỏi thăm một chút tình huống. Ngược lại thiếu chút nữa bị Tề Thiên nhăn mặt. Diệp Phàm thở dài. Chương 463, kinh ngạc mà số 002 mang đến. Đúng vậy, chuyện này không phải chỉ liên quan đến sòng bạc sao. Phó Chủ tịch huyện Diệp, chuyện này anh có thể giúp đỡ hỏi tiểu đoàn trưởng Tề không? Nhanh chóng kết thúc vụ án, nên phạt bao nhiêu tiền Ngọc Gia cũng hứa hẹn giao nộp đầy đủ. Tuy nhiên hy vọng có thể thả Ngọc Lão Gia Tử ra sớm, để cho Lão Gia Tử cũng có thể hưởng không khí năm mới. Tiêu Bình Quốc mỉm cười vẻ dễ dàng, ý tứ thật sự cuối cùng cũng lộ ra, vòng vo mười mấy vòng cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính. Chuyện này khó nói, tôi đã hỏi một lần rồi, giờ hỏi nữa thật sự sợ chọc ra phiền toái gì đó. Tuy nhiên nếu trưởng ban Tiêu đã nói như vậy, phiền toái thì phiền toái, tôi sẽ hỏi lại, thành hay không thành thì cũng. Diệp Phàm vờ vịt, gọi điện thoại trước mặt Tiêu Bình Quốc. Tiểu đoàn trưởng Tề, thế nào hả? Cổ Xuyên là nơi địa linh nhân kiệt, lịch sử lâu đời, rất thú vị có phải không? Diệp Phàm nói. Rất đẹp, đại ca có chuyện gì sao? Tiểu Tề hỏi tới, căn nhăn, gọi điện làm gì, có chuyện gì cũng không nhắc một câu. À, là như vậy, tôi muốn hỏi vụ án Ngọc Gia, Liệp Báo chuẩn bị kết thúc lúc nào? Ngọc Lão Gia Tử cũng bị giam giữ quá lâu rồi, để ông ấy quay về đón năm mới nữa, dù sao ông ấy cũng không phạm tội gì lớn. Diệp Phàm vừa nói đến đây Tề Thiên đã hiểu. Gã cố ý lớn tiếng nói. Còn muốn trở về đón năm mới, không bị bắn chết là tốt lắm rồi. Đại ca, chuyện này tốt nhất anh đừng hỏi nữa thì tình cảm huynh đệ này cũng không còn gì. Đó là cơ mật, không thể truyền ra ngoài. Tề Thiên căn bản giống lên, Tiêu Bình Quốc và Mâu Dũng ngồi bên cạnh đương nhiên cũng lờ mờ nghe thấy. Khi vừa nghe thấy hai chữ, bắn chết, Mâu Dũng sắc mặt đại biến. Tiêu Bình Quốc mặc dù ngoài mặt vẫn trấn định, nhưng khí cơ đã có vẻ rối loạn rồi. Thuật xem tướng bén nhạy của Diệp Phàm vẫn rất linh, mơ hồ cảm thấy, thiếu chút nữa cười phá lên. Mắng thầm, tên chết tiệt Tề Thiên này cũng thật là, dám thốt ra lời tàn nhẫn như vậy, ngay cả hai chữ, bắn chết, cũng thốt ra được. Hai chữ này chính là hàng Tết tốt nhất mình đưa cho Ngọc Gia, có lẽ đồng chí lão Tiêu đem lời này truyền về, Ngọc Gia lại có một phen bận rộn rồi. Diệp Phàm cúp điện thoại, sắc mặt khó coi, lẩm bẩm nói. Trưởng ban Tiêu, chuyện này không dễ xử lý, ông vẫn nên nhanh chóng quay về nghĩ cách khác đi,
tôi sợ Trần Trừ sẽ có chút, ai? Sao vậy, tiểu đoàn trưởng Tề nói thế nào? Tiêu Bình Quốc cố ý hỏi, muốn chứng thực vừa rồi có phải lỗ tai mình nghe nhầm hay không? Y nói còn muốn quay về đón năm mới, không, khó mà nói, không nói được. Diệp Phàm lắc đầu. Ba ngày đảo mắt trôi qua, sáng ngày mùng 4. Diệp Phàm lại một lần nữa lưu luyến luẩn quẩn ba vòng ở huyện Cổ Xuyên, nơi mình đã sinh ra, chiếc xe Mitsubishi lao thẳng về hướng Thủy Châu. Bởi vì công việc bận rộn, sau khi đến Thủy Châu ngay cả nhà Lô Vĩ cũng không kịp đến, vội vã đến nhà Chủ tịch Hồ, sau khi giúp Hồ Trọng Chi đả thông kinh lạc một phen mới quay về Sở Thiên Các Diệp phủ của mình. Diệp Phàm thản nhiên nói cho Trần Khiếu Thiên chuyện mình phải đi thi hành nhiệm vụ bí mật, tòa nhà giao cho lão trông coi. Mai tử, đàn một khúc thập diện mai phục đi. Diệp Phàm nằm nghiêng trên ghế rồng, Lô Vĩ, Tề Thiên, Trần Khiếu Thiên ba người ngồi trên ghế cho khách ở dưới. Mấy người đều hơi có chút men say, tâm tình cũng không dễ chịu, cứ cầm rượu cạn sạch. Không lâu sau, tiếng đàn tỳ bà sục sôi, hào hùng vang dội trong phòng khách Sở Thiên Các Diệp phủ. Diệp Phàm đột nhiên hét lớn. Nam nhân đương sát nhân bất lưu tình. Thiên thu bất hủ nghiệp, tẫn tại sát nhân chung. Tích hữu hào nam nhân, nghĩa khí trọng nhiên nặc. Nhai tí tức sát nhân, thân bỉ hồng mau khinh. Hữu hữu hùng giữ phách, sát nhân loạn như ma. Chỉ xính tẩu thiên hạ, trích tương đao thương khoa. Kim dục mịch thử loại, đồ nhiên lao nguyệt ảnh. Diệp Phàm vừa hát được hai câu, Lô Vĩ, Tề Thiên cùng nhau há mồm hát cùng. Ba người lớn tiếng giống lên trong men say ngà ngà ở trong sảnh, phóng túng như ba tên dã nhân thô kệch thoát xác ra ngoài. Trần Khiếu Thiên nheo mắt, tuy nhiên khí cơ cũng có chút cấp tiến, xem ra cũng hơi ảnh hưởng. Ha ha ha! Diệp Phàm cười như điên, xoảng một tiếng, chén rượu cổ đã tan nát dưới mặt đất. Lô Vĩ, từ biệt ở đây, Tề Thiên, chúng ta đi. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, đứng ở cửa viện xoay người hô lên với lão tử Trần Khiếu Thiên. Lão Trần, phát cho Mai Tử 2 năm tiền lương, nhà cô ấy đang cần dùng tiền. Lô Vĩ, Mai Tử năm vừa rồi cũng không về nhà, em phái người dùng xe đưa cô ấy về quê đón năm mới. Đại ca yên tâm, em sẽ đích thân đưa cô ấy về nhà. Lô Vĩ nói nghẹn ngào. Đừng thút thít giống như mấy mụ đàn bà thế, đi thôi. Diệp Phàm hừ một tiếng xoay người lái xe đi. Đi tới nửa đường, Diệp Phàm thay trang phục giã chiến của trung tá. Biển số xe cũng đổi thành biển quân liệp báo. Số đuôi là 002. Diệp Phàm vừa lái đến căn cứ Lam Nguyệt Vịnh, thượng úy đại đội trưởng canh gác vội vàng hành lễ chào, trong lòng thầm nghĩ, mình gặp đại nhân vật rồi, xếp thứ 16 trong liệp báo. Bởi vì biển số xe của Tề Thiên có số đuôi là 016. Đồng chí thượng úy lùi về, thiếu chút nữa rớt con mắt, lập tức chạy chậm về phía chiếc Wrangler của Diệp Phàm chào kiểu nhà binh, hô lớn. Chào thủ trưởng. Sau đó lại quay đầu quát mấy tên lính. Mẹ kiếp, còn không chào, muốn bị quất có phải hay không? Trong lòng âm thầm hoảng sợ, hét lớn. Ghê gớm, lại là thủ trưởng 002, hình như đoàn trưởng thiết đeo số 1, 003, 004, 005, 006, 007 đều thấy qua rồi, nhưng 002 thì lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng là mở rộng tầm mắt, nhân vật thần bí. Diệp Phàm tuyệt đối không nghĩ tới biển số xe của mình lại khiến cho thượng úy đại đội trưởng sợ hãi không dứt. Thật ra Thiết Chiêm Hùng cũng phóng tay, với thân phận của Diệp Phàm đừng nói là 002, 007 đã là rất tốt rồi. Tuy nhiên ý tứ của Thiết Chiêm Hùng chính là xem Diệp Phàm là hạt nhân trung tâm để bồi dưỡng sau này, bản thân là 001, vậy người kế thừa mình nhất thời là 002, mới không bôi nhọ thân phận của người kế thừa. Những ẩn ý bên trong đừng nói là Diệp Phàm không rõ, ngay cả Tề Thiên cũng thầm kinh ngạc, khi Diệp Phàm bóc mật mã trong xe, sau khi đổi biển số xe, lúc ấy khi Tề Thiên nghiêng người liếc nhìn biển số xe, nhất thời thiếu chút nữa rớt trong mắt. Trong lòng cũng không khác gì thượng úy đại đội trưởng, thầm giật mình nói, lợi hại. Lại là số 002, chuyện này thật khó hiểu. Hình như phó đoàn trưởng Mã, phó đoàn trưởng Trương mới đến 005, 006. Đại ca cùng lắm chỉ đeo chức xuông cố vấn, nói là cùng cấp bậc với phó Mã, phó Trương. Nhưng phân lượng hẳn là không lớn hơn bọn họ, chức phó binh đoàn của người ta là chức thật, chức phụ quan cố vấn của đại ca chỉ là hư danh, có là gì chứ? Làm sao lại có biển số xe 002, đây cũng là tượng trưng cho thủ trưởng số 2 của liệp báo,
chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thật là quỷ dị, không phải là đoàn trưởng Thiết Lâm chứ? Lần này thật khó hiểu. Đương nhiên, Tề Thiên có nghĩ nát óc cũng tuyệt đối không đoán ra ý đồ thật sự của Thiết Chiêm Hùng. Bên trong Liệp Báo thật ra còn có một tổ chức trọng yếu, tên là Tổ thứ 8 của Tổ A Đặc Cần Quốc gia. Bên trong có một người phụ trách thường vụ, tên là Mã Dương Xuân, cũng là cao thủ ngũ đoạn, chuyên môn chịu trách nhiệm công việc thường vụ của Tổ thứ 8 trung tâm. Bình thường mà nói đều là một số chuyện cơ mật hoặc trọng đại có liên quan đến an toàn quốc gia và phòng thủ của quân đội, Mã Dương Xuân là người khiêm tốn, rất ít lộ diện. Nói ra danh tiếng còn không bằng phó đoàn trưởng Mã, chẳng qua phương diện thực quyền lại hơn hẳn, ngoài Thiết Chiêm Hùng tiếp theo chính là ông ta. Ngay cả phó đoàn trưởng Mã cũng nghe lời y, trong danh sách Liệp Báo, đại tá chính ủy Thái Chính Thu cũng chỉ có thể xếp vị trí thứ tư, đeo biển số xe 004. Những chuyện cơ mật này chỉ có người xếp hạng trước 007 mới biết được, đương nhiên, bản thân đồng chí Diệp Phàm cũng mơ màng không hiểu con số 002 này. Hơn nữa đối với phương diện biển số xe, hắn cũng không quen thuộc lắm, căn áp nơ không nghĩ tới, cho nên sau khi đổi biển số xem hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi không để ý đến. Tuy nhiên ban đầu khi Thiết Chiêm Hùng đeo biển số xe 002 cho Diệp Phàm, trái lại đưa tới một phen tranh cãi. Mã Dương Xuân phụ trách thường vụ ngoài miệng mặc dù không nói, trong lòng thực tại không thoải mái, ngay cả đồng chí chính ủy Thái Chính Thu cũng không khác gì. Thầm nghĩ, một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, chuyện còn con cũng chưa từng làm qua, lại có thể bò lên đầu những quan quân lâu năm chúng ta. Cõi đời này, thật không còn gì để nói. Tuy nhiên Thiết Chiêm Hùng là người rất thủ đoạn, là một thủ trưởng độc tài số một, không cho phép trong mắt có hạt cát cho nên Mã Dương Xuân mặc dù không phục, Thái Chính Thu mặc dù mất hứng, nhưng giống như hai hũ nút buồn bực trong đáy lòng không dám thể hiện ra ngoài. Xe của Diệp Phàm đi theo phía sau xe Tề Thiên, Tề Thiên cả ngày ra vào trái lại rất nhiều quan quân của quân đoàn 2 có cùng một cái trụ sở biết rõ, khi xe lái qua đi dọc theo đường gặp gỡ một số sĩ quan thấy Tề Thiên cũng mỉm cười chào hỏi. Lúc này tốc độ xe rất chậm, Tề Thiên cũng gật đầu chào hỏi. Tuy nhiên khi xe của Diệp Phàm ló đầu ra thì những quan quân này đều há to mồm kinh ngạc. Nhát mắt lấy lại tinh thần tất cả đều đứng thẳng, chào theo nghi thức quân đội, thăm hỏi một tiếng. Chào thủ trưởng. Hắc hắc, khiến mọi người khiếp sợ một phen rồi, nếu không cứ để lão tử há to miệng không khép lại được, có lẽ đại ca cũng không đoán ra được ẩn ý bên trong, Tề Thiên thầm đắc ý, liếc nhìn những quan quân đang cung kính. Diệp Phàm cũng cảm giác khó hiểu, nếu nói một số thiếu tá trong quân đoàn 2, quan quân cấp úy chào hỏi mình còn có lý, vì mình là trung tá. Thế nhưng cuối cùng đụng phải ba quan quân thượng tá, lại cũng cung kính chào theo tiêu chuẩn nghi lễ quân đội, Diệp Phàm bắt đầu cằn nhằn. Thầm nghĩ, đầu năm nay quái sự thật đúng là nhiều, một trung tá như mình chẳng lẽ còn oai phong hơn cả một thượng tá, con mẹ nó đây là chuyện gì? Có lẽ Liệp Báo địa vị đặc thù, trung tá trong đó bằng một thượng tá bên ngoài. Cũng không đúng, cho dù cùng cấp bậc thì người ta cũng đâu phải chào mình. Vừa lúc đó thì xe ngừng lại. Một vật hình tròn đột nhiên bay tới, Diệp Phàm theo quán tính thì ngẩng đầu lên. Bịch, kính xe bị va chạm một cái, nhìn lại thì là một quả bóng, thầm nghĩ thế mà dọa lão tử nhảy lên, còn tưởng là đạn pháo của tập đoàn quân số 2. Tuy nhiên kính chắn gió của chiếc xe Wrangler này phải nói là rất kiên cố, chắc đã trải qua xử lý đặc thù nên có thể chắn đạn, va chạm vừa rồi cũng không để lại dấu vết gì. Cao Minh, quả bóng chúng ta hình như là đụng vào xe rồi. Không biết có vỡ kính không, gây chuyện rồi, bồi thường đi, khách khách khách. Một giọng nữ dễ nghe truyền đến, tuy nhiên nghe giọng thì dường như không để ý lắm. Chương 464, khi có thể chỉnh người thì đừng bỏ qua. Đâm thì đâm, có sao đâu, đâm thì đền tiền. Dù sao cũng chi trả, lại không cần chúng ta móc túi tiền. Giọng một cô gái khác lại vang lên, mặc dù tương đối dễ nghe, nhưng bên trong vô cùng kiêu ngạo khiến Diệp Phàm cảm thấy tức giận. Thầm nghĩ cô gái này cũng thật là ngạo mạn, có lẽ có chút lai lịch, lẽ nào là tình nhân của người nào đó trong quân đoàn 2. Tuy nhiên mấy quân quan chào hỏi trước đó trái lại thật sự bị hù dọa, trong lòng như có vẻ vui mừng trên nỗi đau người khác, thầm kêu. Cao Nguyệt à Cao Nguyệt, mặc dù nói cô có anh rể là phó quân đoàn trưởng ở phía sau chống đỡ, nhưng hiện tại cô lại đâm vào xe của nhân vật số 2 Liệp Báo rồi. Đây chính là biển số xe mà anh rể của cô cũng không chọc vào được. Tuy nhiên Cao Nguyệt bình thời cũng quá kiêu ngạo, toàn xem bọn đàn ông chúng ta như những con cóc.
hôm nay trái lại muốn nhìn xem con thiên Nga được nuông chiều gặp xui xẻo. Tốt nhất là vị số 2 đó ra ngoài thu thập đám đàn bà này, phạt đứng, không, tốt nhất là cởi quần đánh đòn mới thú vị, mẹ kiếp. Bọn họ quá kiêu ngạo mà. Thì ra là Cao Nguyệt, cô gái này cũng quá kiêu ngạo rồi, hình như có quan hệ rất thân thiết với Mai Diệp Thu, cả ngày xưng tỷ gọi muội, có một lần lão tử bị Mai Diệp Thu dùng nắm đấm sỉ nhục, cô ta còn đứng một bên cười trộm. Hừ, cô không phải có một anh rể làm phó quân đoàn trưởng sao? Được rồi. Để cho Cao Nguyệt đi va chạm một lần với đại ca cũng tốt, sao chổi đụng địa cầu, không biết có phóng ra tia lửa nào không, thú vị thật. Tề Thiên suy nghĩ bất lương, thiếu chút nữa vui mừng đến lệch miệng, con người đảo một vòng, lại vội vàng thêm vào một mồi lửa, cố ý lớn tiếng, ác thanh ác khí nói. Chuyện gì vậy, ai làm đấy, làm sao lại đá cầu, mắt nhìn đi đâu rồi? Không mở to mắt ra có phải không? Tiểu tử thật thâm độc, ngoài miệng thì mắng Cao Nguyệt. Nhưng người vẫn ở bên trong xe. Cao Nguyệt đang đi tới, vừa nghe thấy, ngọn lửa sư tử Hà Đông bộc phát, hơn nữa giọng nói của Tề Thiên cô ta cũng nghe ra. Cô ta nhếch miệng lên, hơi có vẻ chua ngoa, nói. Làm sao, tiểu đoàn trưởng Tề của chúng ta, đụng một chút vào xe anh thì hư à? Chiếc xe này đâu phải là bùn nặn, hay là xe bỏ đi? Nếu như tiểu đoàn trưởng Tề bỏ đi thì chúng tôi sẽ nhận hư. Nếu không tôi nói với Mai tỷ. Kêu chị ấy trợ cấp chiếc xe khác cho tiểu đoàn trưởng Diệp. Cô gái xinh đẹp này mỉm cười, quả núi đôi trước ngực lắc lư nghiêm trọng, làm người ta cảm giác hoa mắt. Tuy nhiên cô ta nhắc đến Mai Diệp Thu là có chút đả thương người khác rồi, sắc mặt Tề Thiên thoáng cái biến thành gan heo, câu nói này đúng là chọc vào vết thương vĩnh viễn trong tim gã. Bởi vì Tề Thiên trước kia thường xuyên bị đám con gái Mai Diệp Thu dụng nắm đấm đánh thành đầu heo, khi đó công lực của Tề Thiên kém xa Mai Diệp Thu. Tiểu tử này vừa nghe đã giận dữ, đang muốn mở miệng thì nghe thấy Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Cô tên là gì, nói chuyện kiểu gì vậy? Xe của tôi từ lúc nào lại thành xe bỏ đi chứ? Vậy tôi cũng thành đồ bỏ đi có phải không? Hừ, cô qua đây giải nghĩa rõ ho tôi. Nếu không, hừ. Trong lời nói của Diệp Phàm đầy uy phong, hơn nữa còn ẩn chứa một tia cảnh cáo. Xe bỏ đi mà còn giả làm gì? Đó là gì người ở đây đều hiểu. Ha ha ha, anh muốn mình thành cái gì thì thành cái đó. Giống như Tề Thiên vậy, hừ hừ. Luồng khí kiêu ngạo của Cao Nguyệt lại được nhen nhóm, lâu nay vẫn là con cua cái trong quân đoàn 2, quen đi ngang, lần này có lẽ cũng ướt chân vì đụng phải Diệp Phàm. Tề Thiên thiếu chút nữa huýt sáo trợ trận, lúc này thấy đại ca Diệp Phàm ra mặt trái lại không lên tiếng, cũng không giải thích gì cả, tâm tư của tiểu tử này đương nhiên là bụng dạ khó lường. Tuy nhiên mấy tên sĩ quan đứng bên cạnh lại vô cùng hào hứng, tuyệt nhiên không có một chút tư tưởng giác ngộ của chiến hữu cùng quân chủng, đợi xem Cao Nguyệt mất mặt. Hơn nữa, cổ còn vươn dài ra, giống như mấy con vịt đột nhiên bị chủ nhân nhắc lên lúc cho ăn vậy, tuy nhiên ánh mắt của đám người này vẫn giả bộ bình thường, rất trong sáng, không mang theo một tia tạp niệm nào, giả vờ hồn nhiên giống như không biết thân phận của Diệp Phàm, muốn cười lại không dám cười ra tiếng. Ha ha ha, qua thì qua. Lẽ nào có người dám ăn thịt bổn cô nương sao, hừ. Theo giọng nói phiêu lãng bay tới, một cô gái cao gầy chậm rãi đi tới, có lẽ người cao 1m7. Một khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng lay động lòng người, mắt to, cánh mũi hơi hếch, đôi môi đỏ hồng, nụ cười ngọt ngào, tuy nhiên hàm răng lại hung tợn giống như muốn cắn người. Cô gái này không mặc quân trang, ở dưới là chiếc quần jean ôm chặt cái mông căng đầy, cái mông khêu gợi rất rõ ràng hiện lên dưới lớp vải. Hơn nữa cùng với bước đi đong đưa lại vặn vẹo biến hình tương đối chói mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt đám đàn ông đang đứng xem náo nhiệt. Đi phía sau là một cô gái thanh tú. Ăn thịt cô, tôi không có hứng thú, hơn nữa cô cũng không phải là thực phẩm gì tốt, đối với một số sản phẩm thấp kém tôi rất ngán. Diệp Phàm cũng mạnh miệng, vừa nói chuyện đã không nể mặt cô gái đó, biến cô ta thành thực phẩm bỏ đi. Cao Cường, đại ca đúng là cao nhân. Không thẹn là con cưng tốt nghiệp Đại học Hải Giang. Anh ấy nói ra đã biến Cao Nguyệt thành sản phẩm kém chất lượng. Nếu từ góc độ con gái mà gọi thô tục chính là, cặn bã, nghe nói ngoại hiệu của đại ca bị cô gái nào đó gọi là, đồ tạp cầu. Xem ra người rất hợp với tên, ha ha ha, sảng khoái thật. Tề Thiên thật sự muốn hát lên khúc hát, hoa dại ven đường không được hái, nếu không khó có thể biểu đạt được sung sướng trong lòng. Miệng chó mà cũng muốn phun ra ngà voi. Muốn chiếm tiện nghi của bổn cô nương, không nhổ sạch răng chó anh, tôi sẽ không mang họ cao.
Cao Nguyệt thật sự tức giận, hung hăng xông lên, thò tay ra đang muốn thò vào cửa sổ xe bắt chiếc xe mở ra, Diệp Phàm vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Các sĩ quan đàn ông vây xem xung quanh đều toát mồ hôi hột, dứt khoát quay mặt đi, vì không dám nhìn, kết quả quá thê thảm, quá đáng sợ, quá kinh hãi. Chị Nguyệt. Lúc này nữ binh tên là Trương Hân ở phía giống như hổ đói vồ mồi, đương nhiên, cô ta không bổ về đồ ăn, mà là xông lên kéo Cao Nguyệt lại. Làm gì vậy Trương Hân, bọn họ tuy nói là liệp báo, nhưng quân đoàn hai chúng ta cũng không phải kém cỏi. Không cần sợ, có chị Nguyệt đây rồi. Tôi không tin liệp báo có thể làm gì chúng ta. Cao Nguyệt giãy giụa một lát mà không thoát. Nguyệt, chị Nguyệt. Trương Hân bị hù dọa sợ đến mức khuôn mặt đang trắng sáng thoáng cái sắp trương thành màu xanh tím, thân hình run rẩy nhìn về hướng biển số xe của Diệp Phàm. Cao Nguyệt cũng không ngốc, lui về phía sau mấy bước hơi khom người xuống, vừa nhìn thấy biển số xe 002. Trái tim như co rút, nhất thời cũng là ngu ngơ. Biển số xe là đại diện cho thân phận. Cao Nguyệt có anh rể là phó quân đoàn trưởng nên biết rất rõ, anh rể từng cảnh cáo cô ta, người có biển số xe trước số 10 của liệp báo tuyệt đối không được chọc vào. Huống hồ hôm nay mình lại còn chọc vào người treo số 002, Thiết Chiêm Hùng là 001, tất cả quân quan trong quân đoàn 2 đều biết rõ, chuyện này lại không phải bí mật gì. Số 002 đương nhiên chưa từng gặp qua, không ngờ hôm nay thật sự được mở rộng tầm mắt, số 002 cuối cùng đã thần bí hiện thân. Cấp bậc của số 002 chí ít sẽ không thua kém cấp bậc phó quân đoàn trưởng của anh rể, địa vị của Thiết Chiêm Hùng ở bên trong căn cứ Lam Nguyệt Vĩnh mơ hồ còn cao hơn một bậc so với Cố Thiên Kỳ. Cho dù là trung tướng Triệu Quát căn cứ tư lệnh có khi cũng phải thỏa hiệp dưới bá uy của Thiết Chiêm Hùng, bình thường đều trưng cầu ý kiến của y. Năm ngoái quân đoàn 2 sửa đường chính là do anh rể của Cao Nguyệt thiếu tướng phó quân đoàn trưởng Khâu Hướng Trung chịu trách nhiệm. Sau khi kế hoạch trải qua hội nghị quân đoàn 2 được thông qua, báo cho tư lệnh căn cứ Triệu Quát, y lại mỉm cười tương đối quỷ dị. Đoàn trưởng Thiết xem qua chưa? Đây là kế hoạch sửa đường thuộc về cải tạo căn cứ đương nhiên phải qua tay đoàn trưởng Thiết, chuyển đến chỗ đoàn trưởng Thiết rồi hãy nói. Phó quân đoàn trưởng Khâu liên lạc với liệp báo, sau khi kế hoạch đưa đến tay Thiết Chiêm Hùng liền bị ông ta phẩy bút bác bỏ, hơn nữa càng kỳ quái hơn là không thèm giải thích. Điều này khiến cho các sĩ quan tham gia xây dựng kế hoạch của quân đoàn 2 đều không hiểu gì cả, tuy nhiên chuyện sư trưởng Lưu ngồi trong nhà lao vẫn còn đó, cũng không có ai dám đi khiêu chiến với quyền uy của Thiết Chiêm Hùng. Tuy nhiên phó quân đoàn trưởng Khâu ngồi trước mặt Cố Thiên Kỳ thốt ra một câu bực tức. Liệp báo là chủ nhân của chúng ta sao? Ai ngờ Cố Thiên Kỳ lập tức sầm mặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía khuôn mặt Khâu Hướng Trung, lạnh lùng nói. Nói gì vậy? Chúng ta đều là quân đội của Đảng, phục vụ cho nước Cộng hòa Nhân dân Hoa Hạ. Xã hội hiện đại còn nói chủ nhân người hầu gì đó, lão Khâu à, loại tư tưởng này cậu phải loại bỏ ngay đi. Sau này ngàn vạn lần đừng nói năng linh tinh nữa, nếu để đoàn trưởng Thiết nghe thấy. Ha ha! Cuối cùng câu nói của Cố Thiên Kỳ chỉ nói một nửa, đứng lên vỗ vỗ lên quân hàm thiếu tướng Sao Kim trên vai Khâu Hướng Trung nói. Lão Khâu, quân hàm của cậu đeo đã vững rồi, ha ha ha! Trong lời nói như hàm chứa ẩn ý, nhất thời khiến Khâu Hướng Trung toát mồ hôi lạnh khắp người. Sau khi về đến nhà cứ suy nghĩ lại động tác Cố Thiên Kỳ vỗ vỗ quân hàm của mình, càng nghĩ càng sợ, mồ hôi thi nhau túa ra. Thầm nghĩ, ý tứ của Cố Quân Tỏa có phải là nếu mình chọc giận Thiết Chiêm Hùng, quân hàm trên vai mình khó mà giữ được, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thiết Chiêm Hùng chẳng qua chỉ là một đại tá, tuy nhiên hình như quan quân thượng tầng trong căn cứ, tuy nhiên ai cũng sợ y. Đại tá muốn vuốt cái mũ tướng quân, lão tử là thiếu tướng chẳng lẽ là hàng nhái hay sao? Khâu Hướng Trung tuy nói bất mãn nhưng sau đó vẫn luôn tỏ vẻ khiêm nhường với Thiết Chiêm Hùng thậm chí là có chút cung kính. Nghĩ tới những thứ này, mặt Cao Minh thoáng cái đỏ bừng, bộ ngực lại càng phập phồng, cúi đầu đứng trước cửa xe Diệp Phàm cố lên gân, trước hết chào theo nghi lễ quân đội, nói khẽ. Thủ trưởng, Cao Minh biết lỗi rồi. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn. Xem ra có phải cô không muốn làm ở đây? Diệp Phàm cố ý nghiêm mặt thể hiện uy phong trưởng quan, khí thế của cao thủ thất đẳng toát ra rất dọa người. Thủ trưởng, Cao Minh nhận phạt, xin anh tha thứ cho Cao Minh không biết, xin anh ngàn vạn lần đừng khai trừ Cao Minh. Cao Minh nhất thời run rẩy, cúi thấp đầu, khóe môi run run, cô ấy thật sự sợ vị thủ trưởng số 2 của liệp báo làm thật với mình.
Nếu hắn đề nghị Cố Thiên Kỳ quân tỏa khai trừ mình thì có lẽ anh rể cũng không cứu mình được, tình cảnh đáng sợ đó, Cao Minh không dám nghĩ đến. Chương 465, dạy dỗ kiều nữ trong quân. Tiểu tử này đương nhiên ở một bên không có chuyện gì lén lút vui vẻ, miệng sắp thốt ra tiếng nhưng lại thôi, vẫn sợ hãi Mai Diệp Thu. Toàn bộ các sĩ quan vây xem xung quanh đều choáng váng, vốn chỉ muốn xem cảnh náo nhiệt, không ngờ chuyện lại ồn ào đến mức nào, lại đến mức độ khai trừ. Thoáng cái trong đáy lòng mấy vị sĩ quan đàn ông đều cảm thấy băn khoăn. Cao Minh mặc dù bình thường có vẻ kiêu ngạo, nhưng cô ấy thật sự cũng rất tốt. Hơn nữa mọi người đều là chiến hữu, tuy nhiên lúc này cũng không có ai dám đứng ra đụng độ với thủ trưởng số 2 của Liệp báo. Em gái, làm sao em lại đứng ngơ ngẩn ở đây, ai ra? Ai khi dễ em, làm sao nước mắt rưng rưng như sắp rơi ra vậy? Em nói cho chị Mai nghe, rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này cách đó không xa truyền đến một giọng nói dễ nghe như chim oanh. Chị Mai, em. Cao Minh không dám nói lớn quá, xoay mặt phát hiện Mai Diệp Thu đang đi tới, kêu lên một tiếng, cảm thấy tủi thân, nước mắt thoáng cái không kìm được, ào ạt tuôn ra. Tề Thiên, là cậu khi dễ em Cao có phải không? Cậu đường đường là một đại nam nhân cũng không biết sĩ diện, khi dễ con gái, thật là mất mặt, hừ. Mai Diệp Thu liếc mắt thấy Tề Thiên đang cầm chìa khóa đứng dựa vào chiếc xe, y đương nhiên làm người chịu tội thay, nghiêm mặt kêu. Tiểu đoàn trưởng Mai, xin cô nói chuyện khách khí cho. Chuyện lần này không quan hệ đến tôi, nếu không, hừ. Tề Thiên hiếm hoi thể hiện khí phách đàn ông trước mặt Mai Diệp Thu, khiến cho Mai Diệp Thu thoáng cái hơi ngây người, thầm nghĩ. Hảo tiểu tử, quên chuyện trước kia bị chúng ta đánh thành đầu heo rồi sao? Xem ra mấy ngày không dạy dỗ, y lại không biết điều rồi, có người ngứa ngáy tay chân rồi, muốn ăn đòn đây. Bởi vì Mai Diệp Thu là một tiểu đoàn trưởng của một tiểu đoàn, binh đoàn Liệp báo thật ra có ba tiểu đoàn trưởng thật ra thường xuyên học hỏi công phu lẫn nhau, theo cách nói của Thiết Chiêm Hùng là kỹ xảo võ công phải thường xuyên tu luyện, luyện nữa thì có thể tăng công. Trước kia khi Tề Thiên chưa đột phá thân thủ đỉnh cao nhị đoạn, Mai Diệp Thu là thân thủ cấp khai nguyên tam đoạn, kết quả của Tề Thiên không cần nghĩ cũng biết. Khi đó Tề Thiên tựa hồ trận nào cũng biến thành đầu heo, vết thương cũ vừa khỏi, vết thương mới lại xuất hiện, hơn nữa Mai Diệp Thu giống như rất không có thiện cảm với đồng chí Tề Thiên, thường xuyên châm chọc y, nói Tề Thiên là dựa vào quan hệ mới được thăng lên thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Nếu không một người chỉ có thân thủ nhị đoạn làm sao có thể đảm đương chức vụ tiểu đoàn trưởng Liệp báo, có lẽ là do cố tình làm vậy, cho nên Tề Thiên mới sợ hãi. Tuy nhiên mấy hôm trước Diệp Phàm trợ lực Tề Thiên đột phá đến cảnh giới tiệt lưu tam đoạn, thực lực không thua kém Mai Diệp Thu nhiều lắm. Cho nên tiểu tử này không muốn bị khinh bỉ nữa, hiện tại lưng cũng đứng thẳng, tác phong cũng mạnh bạo, tuy nhiên trong xương cốt Tề Thiên vẫn có chút sợ hãi Mai Diệp Thu, đây chính là thứ ở tầng diện tinh thần, có lẽ hai người có tương khắc. Khách khí, anh có khách khí với em gái Cao Minh của tôi không? Đừng tưởng mình là quan quân Liệp báo là có thể tùy ý khi dễ các chị em của quân đoàn 2, Mai Diệp Thu không bỏ qua đâu. Hừ, Mai Diệp Thu cao giọng, nhất thời cũng không còn chú ý tới đồng chí Diệp Phàm. Hừ, lúc này Diệp Phàm ngồi trong xe hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng về phía khuôn mặt Mai Diệp Thu. Anh hừ cái gì? Mai Diệp Thu tức giận rồi, ở trước mặt mọi người lại có người dám hừ mình, trong nháy mắt lại phát ra tính khí tiểu thư. Vừa hừ ra một câu, lời sau đó còn chưa kịp nói đã thất thanh, a, một tiếng, hai chân đánh xuống, đúng nghiêm chào nói. Tiểu đoàn trưởng Mai Diệp Thu của binh đoàn Liệp báo xin vấn an thủ trưởng. Được, đứng sang một bên đi, tôi xử lý chuyện này xong rồi nói. Diệp Phàm nói. Sắc mặt Mai Diệp Thu rất khó coi, tuy nhiên vẫn biết điều, vội vàng thối lui đến phía sau không dám lên tiếng nữa. Đôi mắt vô cùng lạnh lẽo hướng về phía Tề Thiên. Nếu như ánh mắt có thể giết người có lẽ Tề Thiên đã sang bên kia thế giới rồi. Xong rồi, mấy mụ đàn bà này bị đại ca dạy dỗ lại quăng hận thù vào mình rồi, đúng là xui xẻo. Tề Thiên thầm than xui xẻo. Mai Diệp Thu thông minh, biết mình bị Tề Thiên đùa bỡn, thủ trưởng đang ở đây cũng không biết. Hơn nữa sau khi Mai Diệp Thu thối lui về phía sau chợt nhìn thấy biển số xe Wrangler của Diệp Phàm, lại càng lo lắng không thôi, trái tim giống như nổ tung. Thầm nghĩ, nguy rồi. Làm sao có thế? Sao lại là 002? Quá kinh khủng, trời ạ, thủ trưởng số 002 đang ở đây, chưa từng gặp qua,
không phải nói đồng chí Diệp Phàm chỉ là một thiếu tá cố vấn, hôm nay hình như thăng lên trung tá rồi. Cố vấn làm sao lại biến thành thủ trưởng số 002 của Liệp Báo, thật quá kinh ngạc. Đây không phải nói trừ đoàn trưởng Thiết Chiêm Hùng ra, hắn chính là người lớn nhất. Nguy rồi, không biết hắn có tính nợ mới nợ cũ đòi luôn một lần không, lần trước trong phòng hát mình còn lấy súng chỉ vào hắn, nếu bị hắn hận thì tiêu đời rồi, đuổi mình ra khỏi Liệp Báo thì làm thế nào? Được rồi, cô ôm quả banh kia, phạt đứng cho tôi 2 canh giờ, nếu như dám can đảm tự tiện rời đi, sẽ xử tội không nghe theo chỉ thị của thượng cấp, các anh, ai tới giám sát? Diệp Phàm chỉ vào đám sĩ quan đứng xem trò vui. 7-8 quan quân thoáng cái cúi đầu xuống hết, không có ai dám lên tiếng, thầm nghĩ, giám sát Cao Minh phạt đứng, đây không phải là muốn chết sao, sau này cô ta tính sổ thì làm thế nào? Diệp Phàm trầm mặt xuống đang muốn phát hỏa thì đột nhiên từ phía sau truyền đến một giọng nói. Báo cáo. Cao Minh vừa nhìn trong lòng đang mắng thầm, sao lại là y, Quách Chân Kỳ bị Liệp Báo khai trừ rồi đến quân đoàn 2 cũng không được yên. Tốt, nhiệm vụ này giao cho cậu, nếu làm tốt tôi sẽ ghi nhớ. Diệp Phàm khen ngợi một câu. Quách Chân Kỳ kích động, giọng nói đang run rẩy chạy đến, lập tức chào nghi lễ quân đội, la lớn. Báo cáo thủ trưởng, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Được. Diệp Phàm gật đầu, xe đã khởi động, tuy nhiên lại từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra hỏi. Cậu tên gì? Quách Chân Kỳ. Trong mắt Quách Chân Kỳ tràn đầy hy vọng. Kể từ khi đắc tội với Thiết Chiêm Hùng bị đuổi ra Liệp Báo, Quách Chân Kỳ hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường. Nếu có thể lưu lại một ấn tượng tốt cho thủ trưởng số 2 có lẽ còn có hy vọng, Quách Chân Kỳ tựa hồ nhìn thấy được cảnh tượng mê người mình trở lại Liệp Báo. Quách Chân Kỳ. Diệp Phàm lẩm bẩm đọc, đột nhiên nhớ tới thiếu tá bị đoàn trưởng Thiết đuổi đi, hình như tên là Quách Chân Kỳ, nghe nói rất si mê Liệp Báo, mỗi ngày đều vào trong sơn động Liệp Báo đi dạo một hồi. Hơn nữa người này rất có lai lịch, con trai của trung tướng Quách Đại Xuyên tư lệnh hải quân, tính ra cũng là một đại ta trong quân. Thiết Chiêm Hùng cũng tàn ác, nói không cần là không cần, nghe nói lúc ấy ngay cả phó tư lệnh Mai Trường Phong của quân khu lĩnh Nam đứng ra nói giúp cho Quách Đại Xuyên, đáng tiếc vẫn vô dụng. Người này dám đứng ra làm người giám sát, đương nhiên là vì y uy phong của phụ thân y, Cao Minh cho dù cũng có chút lai lịch, có lẽ cũng không làm gì được y. Xe ở Liệp Báo dừng lại bên trong cốc. Đương nhiên, biển số xe 002 của Diệp Phàm lại khiến mấy tên lính Liệp Báo canh giữ sơn động mở to mắt, người phụ trách còn là một thiếu tá, giọng nói của người này cũng hơi run rẩy, tiếng thủ trưởng hô lên đặc biệt vang dội, đương nhiên, thân hình đứng thẳng rất giống cây tre. Diệp cố vấn, xin chào, tôi là Mã Dương Xuân, tạm thời chịu trách nhiệm Liệp Báo. Đoàn trưởng Thiết đi Yên Kinh rồi, có lẽ ngày kia mới có thể quay về. Một người đàn ông trung niên đeo quân hàm đại tá, gầy gò, xương gò má cao mỉm cười đi tới, bốn bàn tay nắm chặt vào nhau. Người này lại ghé sát bên tai Diệp Phàm, nhỏ giọng nói. Diệp cố vấn, 2 ngày này anh có thể nhàn tản nghỉ ngơi, tập luyện đặc thù là được. Đương nhiên, chuyện tập luyện là do anh quyết định, không luyện cũng được. Được thôi, chưa đón năm mới xong mà cơ thể thật sự lười nhác, vừa vặn có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Thuận tiện hoạt động gân cốt cũng không tồi, ha ha ha. Diệp Phàm không để ý, có thể cùng bằng hữu gặp gỡ nói chuyện mấy ngày là chuyện tốt, có lẽ chuyến đi này không quay về được, nếu nói mình không sợ chết là không thể nào, nhưng sợ chết là một chuyện, không dám đi thi hành nhiệm vụ lại là một chuyện khác. Không thể vì sợ chết mà không đi làm chuyện nên làm, đó chính là bọn hèn nhát chính tông. Sợ chết cũng dám đi, đó mới là bản lĩnh đàn ông. Xin chào thủ trưởng. Mời đi theo tôi. Trương Cường cung kính chào theo nghi thức quân đội. Mấy người đến một căn phòng hội nghị uống trà tán gẫu. Vương Ngũ, Triệu Đoan xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt buồn bã như thế. Diệp Phàm thuận mồm hỏi, liếc mắt nhìn Triệu Đoan, vì phát hiện khuôn mặt Triệu Đoan rất ủ rũ, giống như bị rút gân vậy. Thiết Chiêm Hùng có 4 viên đại tướng, Trương Cường cầm đầu, phía sau có Vương Ngũ, Triệu Đoan, Lý Sơn. Thiết Chiêm Hùng ám dụ là tứ đại mãnh tướng của Bao Công gồm Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ. Trương Cường, Vương Ngũ và Triệu Đoan 3 người này mấy hôm trước đến Ngư Dương, dưới sự tương trợ của Lôi Âm Cửu Long Hoàn tương trợ đã đột phá đến tầng thứ cao hơn, Lý Sơn trái lại rất ít nhìn thấy. Ai, thủ trưởng, Triệu Đoan. Trương Cường thở dài nói nửa câu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm hỏi tới.
Triệu Đoan có một người bạn gái, tên là Tần Ngọc Ngọc, nghe nói học ở Học viện Âm nhạc Thủy Châu, năm thứ tư rồi, tháng 6 năm nay sẽ tốt nghiệp. Quan hệ của hai người rất tốt, nói chuyện rất ăn ý, tuy nhiên gần đây có một đại gia nhà giàu tên là Phượng Bình Phi thường xuyên tới trường học trêu ghẹo cô ấy, còn tặng hoa đến mấy trăm bông, hôm trước còn tặng 999 đóa. Trương Cường thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Hoa có là gì, chúng ta kiếm 1000 đóa đẻ chết tiểu tử kia, thứ gì chứ, dám so sánh giàu có với anh Triệu. Tề Thiên cười nói, chúng tôi cũng nghĩ tới, tuy nhiên một là tên Phượng Bình Phi này không đơn giản, nghe nói là người của Phượng gia Thủy Châu, hai là hoa đó cũng không phải là hoa hồng bình thường, nghe nói còn là nhập khẩu từ nước ngoài, một đóa trên 100 đồng, mẹ kiếp, tên Phượng Bình Phi này cũng thật không biết tiếc tiền. Một lần 100 đóa hoa cũng hơn vạn đồng rồi, 999 đóa hoa còn không gần 10 vạn. Tiền trợ cấp một tháng của chúng ta chỉ hơn 1000, lại cộng thêm tiền trợ cấp đặc biệt khi đi làm nhiệm vụ cũng không quá 2000 đồng, tháng nhiều nhất cũng chỉ cầm được 1 vạn. Số tiền này so sánh với tiền lương của công nhân bình thường đương nhiên là tương đối cao, tuy nhiên tiền trợ cấp bình thường mang đi không mua được 10 đóa hoa. Trương Cường thở dài, nói cũng phải. Phải biết rằng tiền lương lúc ấy của nhân viên công tác bình thường ở Thủy Châu không quá 400 đồng, bọn người Trương Cường có 1000 đồng tiền trợ cấp bình thường đã xem như là lương cao rồi, nhưng so với con nhà giàu cũng chẳng thấm vào đâu. Chương 466, 20 vạn mua hoa hồng tặng người đẹp. Ừ, Phượng Bình Phi thật đúng là con nhà giàu có tiền, chẳng lẽ Phượng gia không phải bất phàm sao? Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy, không phải là Phượng gia trong truyền thuyết chứ? Tề Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì nên buột miệng. Không sai, chính là Phượng gia, Thủy Châu có tứ đại gia tộc, thật ra thì cũng là mấy thế gia quốc thuật, theo thứ tự là Phượng gia, Lô gia, Tôn gia, Diệp gia. Lịch sử mấy gia tộc này truy lên chừng khoảng 2000 năm trước. Nghe nói Phượng gia một mình chiếm vị trí hàng đầu, đến bây giờ Phượng gia còn có trưởng lão thất đoạn tên là Phượng Xí Diêu, nghe nói có thân thủ thất đoạn luyện kính, chuẩn bị tiến vào cấp 8 rồi. Ngay cả đoàn trưởng Thiết cả ngày đều nói chúng ta có đến Thủy Châu Thành chơi đùa thì chớ cùng kết oán với Phượng gia. Lợi hại hơn còn nghe nói là Phượng gia có quan hệ với Nam Hải nhất thần thối, gia tộc Câu Trần Âm Phùng cũng không phải ăn chay lớn lên nên hai nhà liên hiệp khiến Lô gia cũng có chút kiêng kỵ. Vị trí thứ hai là trưởng lão Lô Tiên Giật, nghe nói đạt đến thất đoạn khai nguyên, cũng là một vị siêu cấp cao thủ, 7 đoạn A. Liệp báo chúng ta không có một ai, cũng là một người không thể chọc vào. Tôn gia và Diệp gia cũng có hai trưởng lão lục đoạn, thực lực chắc nhỉnh hơn đoàn trưởng Thiết một chút vì thời gian tiến giai lâu hơn nên nội kình tinh thuần hơn. Tứ đại thế gia chẳng những trong nhà có cao thủ, tài lực cũng là hàng đầu Nam Phúc. Tối thiểu mà đoán thì gia sản mỗi nhà cũng chừng 5 tỷ, có lẽ nhiều hơn, tài phú mấy ngàn năm lắng đọng không phải là thứ nhà giàu mới nổi có thể so sánh nghĩ. Gia tộc cường đại như vậy anh bảo Triệu Mang làm sao va chạm, mắt thấy Tần Ngọc Ngọc sắp bay rồi. Triệu Mang còn có thể cười lên sao, có mà khóc chết. Trương Cường đem một vài chuyện của Thủy Châu kể hết. Mẹ ơi, lai lịch lớn như vậy. Tề Thiên cũng lẻ lưỡi. Ừ, là có chút lai lịch, ha ha ha. Tuy nhiên bây giờ coi trọng yêu đương tự do. Tần Ngọc Ngũ Tiểu còn dám yêu Triệu Mang thì chúng ta còn sợ cái gì, chẳng phải là cần hoa hồng sao, chúng ta sẽ cho Tần Ngọc Ngọc mở mắt. Diệp Phàm cũng nổi tính thanh niên. Hơn nữa mới vừa rồi nghe nói Phượng gia có thể có quan hệ với gia tộc Câu Trần. Nếu như mình có thể còn sống trở về còn phải đi xử lý chuyện con trai của chủ tịch Hồ bị Nam Hải nhất thần thối ám toán, biết đâu tiếp xúc trước với người cua Phượng gia có thể dẫn tới Câu Trần Âm Phùng thì tốt, mình cũng không phải một người một ngựa đến Nam Hải. Hắn nghe nói xong liền lấy điện thoại ra gọi. Lô Vĩ, nghe nói 100 đồng một bông hoa hồng. Đương nhiên là có, gọi là yêu linh màu lam. Nghe nói có nguồn gốc từ Hà Lan, một cành trên 100 đồng, trên thị trường cũng rất ít nhìn thấy, làm sao vậy, đại ca muốn tặng cho ai à? Lô Vĩ cười hỏi ngược lại. Không phải, một người bạn muốn tặng, có thể chuẩn bị tối nay 2000 cành hay không? Diệp Phàm hỏi. Trời à, lão đại, sao muốn nhiều như vậy, chơi đùa như vậy thì còn có cơm ăn không, chừng đó là 20 vạn đó, cho dù là một số ông chủ Hồng Kông tiêu tiền như nước cúc không chơi nổi. Lão đại định dùng hoa hồng đè chết người đẹp sao? Lô Vĩ thất thanh kêu lên. Tiểu tử ngươi, nghĩ gì chứ? Quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Buổi tối phải đưa đến phòng ca múa đế lang. Diệp Phàm hừ lạnh,
bởi vì hắn nhớ hình như lần trước quản lý chỗ trung tâm thương mại Kim Mã có đưa cho hắn một tấm thẻ ngọc ưu đãi, chắc là có thể giảm giá, coi như tiết kiệm một chút, sau chuyến trở về mừng năm mới vừa rồi cũng tiêu quá nhiều tiền, miệng túi bây giờ cũng đã lõm xuống. Hảo hảo, để em xem rồi điện thoại cho anh. Lô Vĩ cúp điện thoại thầm nói, chẳng lẽ đại ca có bạn gái, thật khí thế a. Bỏ 20 vạn mua hoa yêu linh màu lam, số tiền lớn a, còn rộng rãi hơn cả lão tử. Chẳng qua cũng tốt, có cửa, có thể nhìn thấy chị dâu tương lai cũng không tệ, 20 vạn này đáng giá. Thủ trưởng, không được đâu, quá lãng phí rồi, bằng số tiền tôi làm mười mấy năm a. Triệu Mang đã sớm nghe thấy, cũng choáng váng vì cú ra tay 20 vạn của Diệp Phàm nên ấp úng. Đưa cho cậu, không muốn có phải không? Ha ha ha. Diệp Phàm cười nói. Đại ca, tối nay huynh đệ chúng ta mỗi người mang một người tới nhé. Tề Thiên vờ vĩnh, thật ra thì trong lòng cũng không nhẹ nhàng như vậy, chỉ muốn trước khi Diệp Phàm thi hành nhiệm vụ có thể phóng túng một chút. Tiểu tử, thấy đại ca không có bạn gái thì làm trò phải không? Diệp Phàm cười nhạt. Khỏi phải nói mạnh miệng, buổi tối mang theo mới là bản lĩnh. Tề Thiên cũng ngang ngạnh. Thầm nghĩ cái khác không sánh bằng đại ca rồi, thăng quan không mau như hắn, công phu càng không thể sánh, chỉ có thể xem ở chỗ chị em thôi. Được, tiểu tử ngươi đến lúc đó đừng chạy là được. Diệp Phàm cười quỷ dị. Chương 467, một chỉ đánh gãy chân. Thân thủ Diệp Phàm đã là thất đoạn. Tuy nói còn chưa thể phun thẳng nội kình ra ngoài nhưng từ trong lỗ chân lông bắn ra cộng với quyền phong cũng không khác kim châm. Bịch! Phượng Bá đang lao tới Diệp Phàm như một viên đạn gặp phải cương chỉ không tiếng động ngã oạch xuống. Dưới tác dụng quán tính, gã còn lộn mấy vòng rồi quỳ gục xuống ôm lấy cái chân bị Diệp Phàm đánh gãy giống lên đau đớn. Ừ, người anh em, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vô duyên vô cớ lại bái lại trước mặt tôi vậy. Tôi nghèo lắm, không có tiền lì xì đâu. Thật xin lỗi a. Đồng chí Diệp Phàm còn nhún vai, ra bộ không tốt. Trên mặt hắn còn lộ ra vẻ ngơ ngác, nhìn một vòng giống như không hiểu chuyện gì xảy ra. Khiến cho Lô Vĩ, Tề Thiên, Trương Cường bên cạnh, tay tổ lửa bịp, một cao thủ mũ đẳng trước mặt một võ sĩ nhị đoạn còn ra vẻ như vậy. Mà công giả heo ăn thịt hổ đã luyện đến lô hỏa thuần thanh, bọn ta không bội phục cũng không được. May là Thiết Chiêm Hùng không có ở đây. Nếu không sẽ thầm giơ ngón tay cái lên mà hôi. Châu bò, diễn xuất hoàn toàn có thể đi đoạt Oscar rồi, đáng tiếc tượng vàng lại để cho người khác lấy. Bá tử, chuyện gì vậy? Phượng Cửu Phi cũng ngơ ngác, y cho là Phượng Bá không cẩn thận, không khống chế tốt thân thể nên tự ngã. Nhướng mày, hô, đúng là mất mặt. Đường ca, chân của em hình như là gãy rồi. Phượng Bá ôm chân rên rỉ. Trên mặt mồ hôi bằng hạt đậu túa ra, nhìn tư thế không giống như là đang diễn trò. Gãy á, làm sao có thể? Phượng Cửu Phi sửng sốt, nhào tới xem xét thì trầm mặt. Y lạnh lùng nhìn một vòng đám người Diệp Phàm, hai tay ôm quyền, hừ nói. Không biết là vị cao nhân nào ra tay, kính xin ra ngoài để gặp, Cửu Phi đắc tội rồi. Tề Thiên và Lô Vĩ cũng khó hiểu, thầm nghĩ, kỳ quái. Thật là không giải thích được. Chẳng lẽ còn có cao thủ tương trợ chúng ta, thế nhưng một điểm động tính cũng không có, chỉ bằng thân thủ mũ đoạn của đại ca cũng không thể một ngón tay là có thể gõ gãy chân một cao thủ nhị đoạn, đây chính là khí lực của cao thủ siêu cấp thất, bát đoạn, quỷ dị a. Tề Thiên ngầm liếc Diệp Phàm nhưng cuối cùng vẫn đoán như Phượng Cửu Phi, tuyệt không cho là hắn làm ra nên cuối cùng vẫn lắc đầu cho là không thể nào. Phượng Cửu Phi thầm nghĩ, cao thủ thất đẳng, đây chính là thân thủ của trưởng lão trong nhà mới có. Truyền thừa hơn 2.000 năm của chúng ta cho đến ngày nay cũng là xuống dốc, cao thủ thất đoạn chỉ còn một người, nghe nói nghìn năm trước thì cả đống, ngay cả siêu cao thủ cửu, thập đoạn cũng có. Có loại cao thủ này thì tùy tiện đứng một cái sẽ như ngọn núi lớn không ngã, hơn nữa nội kình đạt tới mức đó cũng phải 40-50 tuổi rồi. Cao thủ thất đẳng trẻ tuổi nhất là Phượng Tứ Cô Nương, được xưng là Tây Cương Ba Li Miêu, khinh thân nhẹ như Li Miêu nghe nói cũng đã 28 tuổi. Thiên tài quốc thuật như vậy ở Hoa Hạ tuyệt đối so với quốc bảo gấu trúc còn chân quý hơn, nhìn người trẻ tuổi trước mặt này chắc chưa đến 20 tuổi, nói hắn là cao thủ thất đoạn chắc là nằm mơ. Hai tiểu tử ngươi có thể tra ra thân thế của ta mà, chê cười. Diệp Phàm cười nhạt, vẫn một bộ dạng ngơ ngác. Hừ, nghe nói Phượng tiên sinh cả ngày chạy theo vợ tôi đưa cái gì mà hoa hòe, như vậy không tốt đâu.
Trương Cường lại càng lửa đổ thêm dầu. Lại còn mày, vợ của mày sao, nói không sợ rụt lưỡi. Tiểu tử, tránh xa cô ấy ra, một tên lính quèn như mày không xứng đâu, bằng không. Phượng Cửu Phi giận đến sắc mặt xanh mét, chuẩn bị nổi điên, nắm đấm kêu lắc sắc, y tự uy hiếp rất rõ ràng, y cảm thấy rất mất mặt, Đường đệ không giải thích được bị đánh gãy chân, giờ lại còn thằng lính quèn này dám đoạt bạn gái. Cửu Phi, đã tới muộn rồi. Lúc này, một giọng nói truyền ra từ cửa thang máy vừa mở. Từ trong thang máy đi ra một người trung niên và một thanh niên, tướng mạo hao hao giống nhà ẩm chắc là cha con. Người đàn ông có mặt hình chữ điền, dáng vẻ là một ông chủ nhiều tiền. Anh, các anh tới rồi à? Lúc này phía sau truyền đến một giọng nữ dễ nghe rồi một cô gái trông dáng hết sức uyển chuyển thanh tú, ánh mắt lấp lánh bước ra. Hương Thảo, làm sao con chạy tới đây? Người đàn ông trung niên có vẻ lúng túng nhìn nhóm người Diệp Phàm một tiếng rồi không nói gì thêm. Hương Thảo, chẳng lẽ là Lỗ Hương Thảo, bạn gái của Trương Cường? Hai người kia chắc là cha con lôi ra từ Thương Hải tới, kỳ quái là bọn họ lại tới tìm Phượng Cửu Phi, có lẽ là nói chuyện làm ăn. Diệp Phàm đang suy nghĩ thì Lôi Hương Thảo đã bước tới. Cha, là anh Trương Cường bảo con tới đây chơi. À, là Lôi Thúc, Hỏa Vân lão đệ, chúng ta vào phòng VIP bàn đi. Phượng Cửu Phi hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, quả đấm kêu lên răng rắc. Ý tứ của y tuy mịt mờ, nhưng Diệp Phàm cũng biết là y thị uy với mình, chỉ thiếu vung quả đấm lên, chắc ngại ba cho con Lôi ra trước mặt sẽ đánh mất phong độ công tử Phượng gia. Lôi Trương liếc nhìn nhóm người Diệp Phàm rồi nhìn chằm chằm vào Lôi Hương Thảo bên cạnh Trương Cường, sau đó một lát thì trầm mặt, Hương Thảo, theo cha đi vào phụng bồi đại ca Cửu Phi khiêu vũ. Không cần, con chơi với anh Cường bên ngoài. Lôi Hương Thảo rõ ràng cảm thấy ánh mắt bất thiện của cha mình, suy nghĩ một lát rồi kiên quyết lắc đầu. Trương Cường lúc này cũng nắm chặt quả đấm, khuôn mặt giống như vừa bị tuyên án tử hình, chắc đang chờ quyết định của Hương Thảo, sau khi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Không nói nữa, cha bảo mà con không nghe, còn có anh hai con ở đây. Lôi Trương sạm mặt, y liếc Trương Cường một cái, chậm rãi nói. Tôi hy vọng những người khác cũng hiểu được, phải xem lại thân phận của mình là gì, có nhiều thứ không phải là ngươi có thể nghĩ đến, hừ. Không được đùa với lửa. Chú Lôi, cháu quen với Hương Thảo đã 2 năm rồi. Trương Cường lễ phép, dù sao Lôi Trương cũng là cha của Hương Thảo, sau này còn phải xem sắc mặt người ta. Tiểu tử này, sau này tránh xa em gái tôi một chút, nếu không. Lôi Hỏa Vân mặc dù không giơ quả đấm lên nhưng giọng nói cực kỳ khinh thường. Nếu không, như thế nào? Lửa giận của Trương Cường vọt ra, người trẻ tuổi mà, hơn nữa làm cận vệ của Thiết Chiêm Hùng, đại nhân vật cũng đã gặp qua một vài người nên cũng lạnh giọng. Anh Cường, đừng nói nữa. Lôi Hương Thảo bị bức đến sắp khóc, nói khẽ. Con đi với các người. Hương Thảo, đừng đi. Trương Cường đột nhiên bước tới kéo tay cô gái. Buông cô ấy ra, tiểu tử. Lôi Hỏa Vân giận điên lên, nhảy vọt tới định cướp người. Huynh đệ, muốn động thủ tìm ta là được rồi, ha ha, gần đây rảnh rỗi quá e là thành bệnh. Lô Vĩ cũng nhảy lên ngăn cản. Quyền đầu cùng xé gió rồi va chạm vào nhau, Lô Vĩ đương nhiên là vẫn không nhúc nhích nhưng Lôi Hỏa Vân thì loạng choạng 3-4 bước mới đứng vững lại được, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Hương Thảo, theo trở lại. Lôi Trương lạnh mặt ép tới. Ha ha, Lôi tiên sinh, chuyện con trẻ cứ cho họ tự giải quyết đi. Làm người lớn cần gì phải ép con gái mình chứ, đúng là làm khó người khác rồi. Diệp Phàm bước lên ngăn cản Lôi Trương, biểu hiện rất hòa nhã. Phượng Cửu Phi nhìn sang, vẻ mặt vui mừng khi thấy người gặp họa, cảm giác có được cơ hội liền đắc ý. Hương Thảo, tối nay chúng ta uống vài ly rượu nhảy vài bài, ha ha, chuyện của chúng ta cũng nên nói cho chú Trương nghe. Cút ngay. Lôi Trương vẫn luôn thâm trầm rốt cục không nhịn được khi quyền uy gia chủ bị khiêu khích. Đưa tay ra đẩy Diệp Phàm. Chậm đã. Cảm giác được tiếng gió, một thân ảnh lướt qua như chớp hất tay Lôi Trương ra, nhìn lại thì chính là Trương Cường. Anh Cường, van anh đấy, cha, chúng ta đi thôi. Lôi Hương Thảo cũng không muốn hai người gây ra chuyện gì, cho dù ai trong hai người bị thương thì mình cũng rất khó xử nên nghẹn ngào. Hừ, đi. Lôi Trương hừ lạnh một tiếng, rụt tay về đi theo Phượng Cửu Phi về phòng VIP số 1. Lôi Hương Thảo quay đầu lại nhìn Trương Cường, nói khẽ. Anh Cường, phải tin em.
nói xong cũng cúi đầu vội vàng đi theo. Triệu Đoan, mau tìm một chỗ, tôi chỉ muốn uống rượu, ha ha ha. Trong sảnh truyền đến tiếng cười như sói tru của Trương Cường. Huynh đệ, đừng nóng vội, chỗ uống rượu thì có ngay. Nhất thời thối lui cũng không có nghĩa là đại cục đã định, có khi chưa phải là chuyện xấu, cười đến cuối cùng mới là vương giả, anh hùng. Diệp Phàm vỗ vai Trương Cường, nói nhỏ, huynh đệ, Lôi Gia sau này sẽ đến cầu xin cậu, chờ xem, ha ha. Hắn xoay người lạnh lùng nhìn vào nhóm người Cửu Phi. Chậm đã, phòng đó chúng tôi đã đặt rồi, các người đến sau thì xuống dưới chen chúc đi, ha ha. Chương 468, các cô gái uống giấm. À, các anh có sao? Phượng Cửu Phi đưa ra một tấm thẻ màu vàng dành cho khách quý, liếc xéo Diệp Phàm, thầm nghĩ mới vừa rồi thật là hết giận a. Quản lý Lỗ, thẻ này có ý nghĩa gì? Diệp Phàm không để ý tới y, quay sang hỏi ông chủ đang đứng có vẻ hoảng sợ bên cạnh. Ách, tiên sinh, đây là thẻ vàng dành cho khách VIP, nếu như muốn có thẻ này thì phải đóng phí trên 50 vạn mới được. Có nó thì có thể lấy bất cứ phòng bao nào, còn về khách đặt trước thì chúng tôi sẽ giải quyết thích đáng. Lỗ Huy liếc Diệp Phàm, cảm giác tên trẻ danh này đúng là không hiểu chuyện dám đối chọi với Phượng gia, đúng là muốn chết nên nói vẻ hơi khinh thị. Thì ra là như vậy, không biết tấm thẻ nhỏ của tôi đây có thể lấy được một phòng không vì chúng tôi đến trước. Diệp Phàm cười bình tĩnh lấy ra một tấm thẻ màu xanh ngọc. Thầm nghĩ, tấm thẻ mà Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ tặng cho mình chắc cũng không đến nỗi kém. Chẳng lẽ Thượng Thiên Đồ lại cầm một tấm thẻ cấp thấp cho mình? Chẳng qua đúng là chưa từng thấy tấm thẻ nào có màu sắc giống vậy, chắc là cao hơn màu vàng một chút, bằng mọi giá cũng phải làm ồn ào. À, tiên sinh, ngài đây là... Cặp mặt của quản lý Lỗ thoáng cái đã mở to, vội vàng vọt tới cúi gập người, mồ hôi toát đầm đìa to như hạt đậu bất chấp trong phòng có điều hòa. Hình như có một người tên là Thượng Thiên Đồ tự mình đưa cho tôi, ha ha, có việc gì không? Diệp Phàm liếc mắt thì hiểu ngay cấp bậc của tấm thẻ này chắc là còn cao hơn nhiều so với tấm thẻ màu vàng nên cười nhẹ. Được, được, tiên sinh, xin mời đến phòng tổng thống, còn tốt hơn cả phòng số 1. Đây là phòng tốt nhất của đế lang, bình thường không mở cửa, là phòng chuyên để cho chủ tịch chiêu đãi bằng hữu thân thích. Quản lý Lỗ cúi đầu khom lưng, bộ dạng chỉ sợ Diệp Phàm không thấy mình thành tâm, người ta chỉ tùy tiện trước mặt chủ tịch nói một câu thì chắc cái mũ quản lý của mình phải bay. À, còn có tốt hơn, vậy thì càng tốt, chẳng qua lúc tính tiền nên giảm giá một chút, tôi là một kẻ nghèo rớt, nông dân đấy, chưa từng thấy qua chỗ này, cũng không mang theo bao nhiêu tiền, không thể so với người khác đều là phú ông khí thế đằng đằng ha 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 ha. Diệp Phàm cười hào sảng, vỗ vai Trương Cường. Đi thôi huynh đệ, có ít người không biết hàng, về sau chắc chắn sẽ hối hận, cậu cứ chờ xem, ba huynh đệ mình tối nay không say không về. Tiền, không lấy tiền. Toàn bộ miễn phí, xin mời, xin mời. Quản lý Lỗ khẽ lau mồ hôi trên mặt, cúi người đi trước giống như thái giám công công, ân cần dẫn đường. Phòng VIP Tổng thống đúng là có khí thế, chẳng những có sàn nhảy xoay tròn diện tích cực lớn trên 100 mét vuông mà còn có phòng nghỉ ngơi đặc biệt, chậu tắm huyên ương, chỗ thưởng trà, quả thực là những gì ngươi có thể nghĩ ra thì người ta đã làm đầy đủ, những gì ngươi chưa thể nghĩ ra thì người ta nghĩ ra cho anh, thoải mái a. Ngoá nó, thằng cha Thượng Thiên Đồ này rất biết hưởng thụ. Khó trách hôm đó cứ nhất quyết đem một cô gái đến đây cho mình, xem ra là hiểu được thuật hưởng thụ. Diệp Phàm thầm mắng một câu. Tất cả mọi người đều vui chơi thỏa thích, chỉ có Trương Cường ngồi một mình uống rượu, chưa đầy nửa giờ đã cạn hai chai, hơn nữa đều là vodka. Diệp Phàm biết trong lòng gã đang sầu khổ nên cũng không khuyên giải, dù sao thì chút rượu này cũng không thể làm chết một cường giả tứ đoạn. Không lâu, Lô Vĩ Thu xếp người đưa hoa tới, đầy phòng xếp đầy hoa hồng, thắp thêm nến làm có một vẻ lãng mạn đặc biệt. Quản lý Lỗ dĩ nhiên là sốt sắng, gọi nhân viên chuyên nghiệp tới làm nên bày biện rất hợp lý. Đúng lúc đó thì Tần Ngọc Ngọc, Lan Điền Trúc cùng với Tống Trinh Ngọc, Triệu Tứ Tiểu Thư, Diệp Khả Khả ló đầu vào, thấy cảnh sắc lãng mạn như vậy thì tất cả đều như hóa đá. Ngay cả hai người vốn luôn có khuynh hướng băng giá là Lan Điền Trúc và Triệu Tứ Tiểu Thư cũng lóe lên vẻ khao khát, chắc là đã bị cảnh sắc lãng mạn này gợi lên sóng tình. Lửa tình trong mắt của Tần Ngọc Ngọc bốc lên rừng rực khiến đồng chí Triệu Đoan chỉ muốn học theo kỵ sĩ châu Âu quỳ xuống tặng hoa. Diệp Phàm đang ngồi trong góc cũng cảm thấy khá đau lòng, lấy thẻ ngân hàng ra, lẩm bẩm. Vĩ tử,
hoa hồng màu lam yêu linh Hà Lan giá bao nhiêu a? Lần này thì đi tong bao nhiêu tiền của lão tử rồi? Anh đoán thử coi. Lộ Vĩ thần bí làm đồng chí Diệp Phàm cảm giác y đang cười trên đau khổ. Nói mau, tiểu tử ngươi ngứa ra rồi phải không? Diệp Phàm lườm một cái. Không nhiều lắm, lão đại của em. Lộ Vĩ đưa ra một đầu ngón tay. À, 10 vạn, may mắn, còn giảm đi 10 vạn, có phải tìm được người quen giảm giá 50% không? Không tệ. Diệp Phàm thở phào, chẳng qua vì Triệu Đoan cũng đáng. Hắc hắc, anh đúng là, mới vạn bông ấy. Lộ Vĩ đắc ý. Mới vạn bông, chẳng lẽ cái này là hàng nhái? Ha ha ha. Diệp Phàm cười vẻ danh mãnh. Hắn nghĩ thầm, quản gì đến là hàng nhái hay không, chỉ cần có thể để cho Triệu Đoan lừa được Tần Ngọc Ngọc vui vẻ là được. Ban đầu sao không nghĩ tới lấy hoa hồng thường nhuộm lam chút là được, ngu ngốc a. Những đồ chơi này trông thì ngon mà không dùng được, không biết sau này mình tặng bạn gái có thế không? Tuyệt đối hàng chính tông, Lộ Vĩ em là cái loại người có thể làm ra chuyện hãm hại huynh đệ như vậy. Tuy nhiên lần này làm phiền một họ hàng của em ở Yên Kinh, tên là Yến Khinh Như, chị ấy là chị họ của em, chính là cô gái đẹp vừa rồi chỉ huy tới đưa hoa ấy. Chúng em gọi chị ấy là chị Yến, gia tộc của chị ấy cũng kinh doanh, hơn nữa còn có hợp đồng với Hà Lan để trồng hoa trong quốc nội. Cho nên một vạn cành này chỉ có giá 2.000 thôi, ngay cả chi phí trồng trọt và vận chuyển cũng không tính. Lộ Vĩ cười vẻ quỷ dị. Sẽ không đơn giản như vậy chứ, tiểu tử ngươi nhất định là có gì đó chưa nói. Diệp Phàm cười nhạt. Hắn thầm nghĩ chắc tiểu tử này lại đang tính toán trò gì rồi. Vậy cũng được, chỉ là lần trước đại ca cho em một viên hậu cung ngọc nhan hoàn, sau đó không cẩn thận bị chị Yến đoạt đi. Thoa nửa viên thì có hiệu quả kỳ diệu vì trên mặt của chị ấy có mấy hạt mụn màu vàng biến mất. Sau vì không hiểu sao mà chị Yến lại biết, nửa viên còn lại cũng bị đoạt mất. Hơn nữa chị ấy chỉ hợp với loại này thôi, các loại mỹ phẩm gì đó trên trăm vạn đều đã dùng qua nhưng không có hiệu quả. Ai ngờ thoa tiếp nửa viên còn lại thì tàn nhan trên mặt chị ấy thoáng cái mất đi một tầng, em cũng không rõ có tiêu trừ sạch hay không, chỉ biết là có giảm. Điều này thiếu chút nữa đưa tới động đất Yến gia. Chị Yến vẫn nói là không biết xuất xứ của viên thuốc này nhưng chị họ của chị ấy lại nói với bà nội của chị ấy. Chị Yến cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng cho thêm một viên, tuy nhiên lần sau thì không được làm thế nữa. Anh xem, hoa hồng màu lam đầu tiên chị ấy định không lấy tiền, chỉ là sợ người khác nói chị ấy động xuân tâm đốt tiền cho trai. Trong đại gia tộc nhiều người thì cũng nhiều miệng nên chỉ lấy chừng ấy tiền. Chuyện này coi như là em cho chị ấy chút thể diện. Lộ Vĩ có chút e dè, chắc là sợ nói không khéo làm Diệp Phàm mất hứng. Loại hậu cung ngọc nhan hoàn này cho dù có tiền cũng không mua được, hơn nữa đại ca có bản lĩnh như vậy chẳng lẽ lại sợ không kiếm được tiền. Nhưng loại thuốc này phải có một cao thủ ngũ đoạn bôi vào thì mới có tác dụng, Yến gia chẳng lẽ cũng là một thế gia quốc thuật. Diệp Phàm nghi ngờ. Thế thì chưa chắc, đại ca quên trưởng lão nhà em sao? Ông ấy chính là đại sư thất đoạn, hoàn thuốc này đâu làm khó được. Lộ Vĩ cười khẽ. Tiểu tử ngươi, chuyện nhỏ như vậy mà lại có thể xuất động cả trưởng lão lánh đời sao, xem mặt mũi Yến gia thật là lớn. Diệp Phàm cười nói, trong lòng thầm kinh dị thế lực Yến gia. Để xuất động một trưởng lão thất đoạn xuất thủ bôi mặt cho một nữ nhân là cực kỳ khó khăn, đặc biệt là loại người sống từ thanh triều như Lô Tiên Giật, vốn vẫn còn quan niệm nam nữ nặng nề. Lộ Vĩ, cậu đang nói xấu sau lưng gì đó, hừ. Ngay vào lúc này thì chị họ Yến Khinh Như của Lô Vĩ tự nhiên đi vào, cũng không để ý gì ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm. Diệp Phàm hơi cảm giác được Lan Điền Trúc và Triệu Tứ Tiểu Thư đối diện đang cười nói đều khẽ nhướng mày, tuy nhiên cũng không rõ ràng, chỉ là vì đôi mắt ưng của Diệp Phàm quá nhạy cảm. Không phải là ăn làm dấm chứ? Chẳng lẽ lão tử có mị lực như vậy, có thể dẫn động Lan muội muội và Triệu muội muội ăn dấm? Không thể nào. Diệp Phàm âm thầm hưng phấn. Nam nhân mà, đều có tật xấu tự cho là đúng. Chương 469, nữ nhân chơi đùa muốn lấy mạng nam nhân. Yến cô nương, chuyện lần này còn phải đa tạ cô. Diệp Phàm khẽ dịch mông ngồi sát Yến Khinh Như, giả bộ hết sức thân mật, đôi mắt ưng liếc một cái thì phát hiện Lan Điền Trúc và Triệu Tứ Tiểu Thư hình như khẽ rổ môi cười lạnh. Hai bà cô này không biết vừa nghĩ ra thủ đoạn nham hiểm gì, sau này phải cẩn thận một chút. Đừng làm cho các cô ấy ám toán thì xong rồi, Diệp Phàm căng thẳng, nghĩ thầm, không phải là yêu mình chứ.
Loại hiện tượng này thật giống như là ăn giấm chua, hắc hắc hắc, chẳng lẽ nói mình hấp dẫn đến vậy? Lần chế biến hoàn thuốc này không dễ, cảm ơn anh. Hắn khoe khoang vậy dĩ nhiên là muốn thử dò xét phản ứng của Lan muội muội và Triệu tỷ tỷ, tất nhiên là cũng biết bản thân đang đùa với lửa. Hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, kỳ quái, làm sao mà hắn có thứ đồ tốt như vậy, thứ này chỉ mụn dưỡng da rất tốt, lần trước dùng ở Ngư Dương rất có hiệu quả, ngay cả tính đàn hồi của da cũng tăng lên. Tuy nhiên lần đó hắn cứ hô không có, chẳng lẽ lại vừa bỡ đỡ được vị cao nhân lánh đời nào đó cho mấy viên. Thật đúng là có chút quỷ dị. Phi, có loại đồ tốt này lại không để cho mình, cầm đi lấy lòng hồ ly lẳng lơ, đồ xấu xa. Vừa nhìn cũng thấy không phải là thứ gái đứng đắn gì, ăn mặc như yêu tinh, cùng một mặt hàng với gái đứng đường, hừ. Lan Điền Trúc khẽ mím miệng, một luồng khí giận bắt đầu bay lên, trong tức giận lại có chút ê ẩm, tuy nhiên trên mặt vẫn còn bình tĩnh. Thật ra thì trang phục Yến Khinh Như tương đối trang trọng cao nhã, chỉ là trong lòng Lan Điền Trúc thấy không thoải mái, nhìn cái gì cũng không thuận mắt. Lúc này điệu nhảy nhịp bốn ôn nhu lãng mạn vang lên. Dưới ánh đèn xoay tròn dịu dàng thật làm người ta nảy sinh cảm xúc. Yến cô nương, chúng ta nhảy một khúc nhé. Diệp Phàm rất có phong độ thân sĩ, đưa tay ra, còn khẽ cúi người như hiệp sĩ châu Âu mời quý tiểu thư, lễ nghi tương đối chói mắt. Rất vinh hạnh, cảm ơn. Yến Khinh Như khẽ liếc mắt, uyển chuyển bước về Diệp Phàm. Hai người đắm chìm trong vũ khúc, tuy nhiên cặp mắt ưng của Diệp Phàm vẫn nhìn chằm chằm vào Lan Điền Trúc và Triệu Tứ tiểu thư. Lúc này là lúc mà Tề Thiên, người được xưng là kẻ hủy diệt mỹ nữ ra tay. Gã mặc dù biết Lan Điền Trúc có thể là ái thiếp của đại ca. Nhưng nghe nói tính tình lạnh như băng, ngay cả Lô Vĩ cũng cảm thấy sợ hãi, tuy nhiên Tề Thiên không phục, luôn tin tưởng vào phong độ bản thân. Hơn nữa Tề Thiên thích nhất là những chuyện phong lưu có độ khó cao. Vì vậy, đồng chí Tề Thiên vì đại ca mà không quản nguy hiểm xuất thủ, rất có phong độ nhân sĩ, tay cầm nửa chén rượu đỏ. Chậm rãi đi tới Lan Điền Trúc khẽ nhún chân đưa tay mỉm cười. Lan muội muội, chúng ta cũng tham gia náo nhiệt nhé. Không đâu, hừ. Một câu lạnh như băng ném ra thiếu chút nữa làm Tề Thiên đứng sững, bàn tay đưa ra vẫy vẫy một chút không thể rụt lại. Cười ngượng ngùng. Ha ha, quả nhiên là lạnh lùng. Gã vội vàng rụt tay về, đứng đó lúng túng nhưng không biết phát tác vào đâu, thiếu chút nữa thì nghẹn mà chết. Trong lòng y thầm mắng. Má nó, quả nhiên là băng hàn, người như thế ôm trong ngực chắc là cũng sẽ đông cứng, may mắn, thân thể lạnh giá này để đại ca hưởng thụ, không phải là mình. Xong một khúc, Diệp Phàm tới trước Tề Thiên mặt đang đen như bao công, trêu chọc nói. Làm sao, vấp phải trắc trở á, hơn nữa còn là phải tượng băng, ha ha. Hắn liếc một cái ra vẻ cười trên đau khổ. Huynh đệ, cậu chẳng phải là có ngoại hiệu cái gì mà kẻ hủy diệt mỹ nhân. Ai, nhìn dáng dấp đều có lúc ngã ngựa a. Khúc tiếp theo nhìn ca ca đây, nếu không sao có thể làm đại ca. Đại ca là người mà ai cũng có thể làm sao, không được trợn mắt, không được không phục, đây chính là phong độ đại ca. Lúc này, một khúc cuồng nhiệt vang lên, thanh âm ầm ầm khiến như sàn nhảy đều run rẩy. Bà xã, nhảy một khúc nhé. Đồng chí Diệp Phàm lấy hết can đảm, cười ha hả, mời một câu có vẻ hơi cợt nhả. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng thấy hồi hộp vì bốn con mắt sói của Tề Thiên và Yến Khinh Như đang nhìn vào chừng chừng, nếu như thất thủ thì đúng là xong rồi, bản thân mình trước mặt mọi người không được bạn gái để ý, điều này cũng quá mất mặt. Ừ, em cũng có ý tứ này, Diệp ca ca. Lan Điền Trúc cười quỷ dị, dịu dàng như một con thỏ trắng, đôi môi hồng khẽ nhếch lên làm một mùi thơm thoảng tới khiến đồng chí Diệp Phàm cũng hoảng hốt. Hắn cảm giác mặt trời hôm nay có phải mọc ở đằng Tây hay không? Đúng là có chút tà môn. Tuy nhiên hắn vẫn cố lên gân nắm tay người đẹp đi lên sàn nhảy đang chơi một khúc cuồng nhiệt. Tề Thiên dĩ nhiên là trợn mắt, trong lòng tức giận. Khốn kiếp, vừa rồi lão tử cũng mời mà. Ai, đại ca, danh hiệu kẻ hủy diệt mỹ nữ chắc lại phải nhường cho anh rồi. Bước nhảy của vũ khúc này rất dồn dập, tuy nhiên đồng chí Diệp Phàm căn bản không chiếm được Lan Điền Trúc một chút xíu tiện nghi. Tuy nói hai tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô nhưng đó là vì yêu cầu của bước nhảy, thân thể tuyệt đối cách xa mấy phân. Theo nhịp chân, đồng chí Diệp Phàm bắt đầu chịu tội bởi vì Lan Điền Trúc thỉnh thoảng làm bộ lỡ chân, hung hăng dùng mũi giày cao gót nhằm trúng chân hắn. Lúc đầu Diệp Phàm còn cho là Lan Điền Trúc vì ít khiêu vũ nên ngượng chân,
vì thế cũng bỏ qua. Tuy nhiên liên tiếp 7-8 lần như vậy, lần sau ác liệt hơn lần trước, gót giày nhanh chóng biến thành giày đinh, sau từng đợt như vậy thì cuối cùng đồng chí Diệp Phàm cũng hiểu. Người ta chắc là cố ý chơi con dễ nhũi từ nông thôn tới, thế nhưng Diệp Phàm cũng không còn đường lui, mỗi lần bị dẫm vào thì chỉ còn cách nhăn nhó âm thầm kêu khổ. Tất cả chuyện này dĩ nhiên là bị kẻ hủy diệt mỹ nữ Tề Thiên Thu vào trong mắt sói, tiểu tử này vui mừng đến nỗi suýt méo miệng. Thầm nói, thì ra là cực phẩm mỹ nữ là không người nào có thể theo đuổi, may mà vừa rồi cô ta từ chối, nếu không bị ngược đãi rồi, thật là đáng sợ, ha ha, gót giày, mẹ ơi, thật đúng là lưu loát, sắp biến thành đầu đạn rồi, nếu bị đâm xuống không biết đại ca sẽ biến thành dạng gì, ha ha ha. Lô Vĩ bên cạnh cũng chau mày, mặc niệm 3 phút cho đại ca. Tiểu bì nương, ác như vậy, chân của lão tử sắp biến thành chân heo rồi. Diệp Phàm hung hăng nhìn Lan Điền Trúc đang cười khả ái, quay đầu lại nháy mắt với Lô Vĩ ra ý để y tắt đèn. Lô Vĩ gật đầu, ngầm hiểu rồi. Ai? Đèn trong sàn nhảy thoáng cái tối sầm. A! À, trong bóng tối đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh khủng của Lan Điền Trúc, hình như giống tiếng kêu của nữ nhân lúc bị nam nhân chụp vào. Phát sinh chuyện gì rồi? Nguyên lai làn da non của Lan muội muội đã bị đồng chí Diệp Phàm nhân lúc tắt đèn tận lực kề miệng hôn lên. Dĩ nhiên, Diệp lão đại còn không dám hôn môi, sợ là khi đó Lan Điền Trúc sẽ bất chấp tất cả mà liều mạng. Lan Điền Trúc giơ tay lên định tát một cái, vừa hay thì ánh đèn lại bật sáng. Trong ánh đèn sáng rõ, khuôn mặt Lan Điền Trúc lại càng hồng rực, cánh tay giơ lên đành phải giả bộ đưa tay sửa sang lại đầu tóc. Màn kịch khôi hài đến đây là kết thúc, bàn chân của đồng chí Diệp Phàm suýt nữa thì sưng tấy, còn Lan Điền Trúc thiếu chút nữa đã mất nụ hôn đầu. Lúc đi Lan Điền Trúc còn giơ nắm đấm lên dứ dứ với Diệp Phàm. Trở lại Liệp Báo nghỉ ngơi một đêm. Đương nhiên, thật ra thì đồng chí Tề Thiên cũng lo lắng đau khổ suốt cả đêm vì Triệu Tứ tiểu thư, tuy nhiên chuyện quỷ dị là tối nay Triệu Tứ tiểu thư rất có quy củ, căn bản cũng không có ý tứ trả thù. Điều này khiến cho Tề Thiên có chút buồn bực, thầm nghĩ, xem ra cô ta đã có mục tiêu, không phải là đại ca chứ. Như vậy cũng tốt, mình cuối cùng đã thoát khỏi miệng hổ, đại ca, anh tự cầu phúc đi, loại nữ nhân này thì huynh đệ khó có thể phụng bồi rồi, ha ha ha. Giữa trưa hôm sau, Thiết Chiêm Hùng cuối cùng từ thủ đô Yên Kinh trở về gấp, mấy nhân vật trọng yếu nhất của Liệp Báo đều ngồi trong một phòng họp bí mật, cũng là mấy cao thủ tương đối có phân lượng. Trừ Thiết Chiêm Hùng là thành viên trong tổ hạch tâm đặc cần số 8 quốc gia còn có. Thường vụ phụ trách nhân sự Mã Dương Xuân, là cao thủ ngũ đoạn khai nguyên, cấp bậc đại tá. Chính ủy Thái Chính Thu của binh đoàn Liệp Báo, cao thủ tứ đoạn thuần hóa, cấp bậc đại tá. Tiểu đoàn trưởng tổ hạch tâm số 8, thiếu tá Trương Cường, cao thủ tứ đoạn khai nguyên. Cộng thêm với hai người khách thần bí được Tổng bộ Yên Kinh sai tới, nghe nói là cảnh giới lục đoạn tiệt lưu. So với Thiết Chiêm Hùng còn cao hơn một cảnh giới nhỏ. Tư lệnh căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Trung tướng Triệu Quát và thiếu tướng Cố Thiên Kỳ của tập đoàn quân số 2 thuộc quân khu lĩnh Nam cũng chỉ có thể là dự thính bọn họ không tính là tổ viên chính thức của tổ hạch tâm số 8 mà là phối hợp phân tổ đặc cần thứ 8 thi hành nhiệm vụ nên ngồi ở cuối, trông có vẻ hơi kỳ quái. Chẳng qua hai người đều hiểu, bọn họ chỉ là phối hợp giúp tổ hạch tâm số 8 tổ chức lãnh đạo bên ngoài. Ở chỗ này Thiết Chiêm Hùng là lớn nhất. Cho dù là trung tướng Triệu Quát cũng phải phục tùng mệnh lệnh của tổ hạch tâm số 8, dĩ nhiên là lúc thi hành nhiệm vụ đặc thù, bình thường Triệu Quát dù sao cũng là một trung tướng, không phải hoàn toàn tuân theo sự chỉ huy của Thiết Chiêm Hùng, cho dù là Cố Thiên Kỳ cũng không kém nhiều. Lúc không thi hành nhiệm vụ thì y ngang cấp với Thiết Chiêm Hùng, dĩ nhiên là Thiết Chiêm Hùng có thực quyền lớn hơn một chút. Chương 470, Trung Nam Hải bảo vệ đầu lĩnh Lang Phá Thiên. Trừ Diệp Phàm ngồi trong góc là cấp bậc trung tá, Trương Cường là thiếu tá, những đồng chí khác đều là đại tá cộng thêm hai tướng quân dự thính, cấp bậc hội nghị không thể nói là không cao. Đương nhiên thành viên tổ hạch tâm số 8 đặc cần quốc gia trong binh đoàn Liệp Báo không chỉ có 4 người này, những người khác được phân bố ở 7 tỉnh phía Nam. Triệu Đoan, Vương Ngũ, Lý Sơn nghiêm khắc mà nói chỉ là cấp dưới của Trương Cường, nhưng cũng trực thuộc thành viên chính thức của tổ hạch tâm số 8. Thật ra mấy người bọn họ cũng là ngoại lệ, nếu không, cũng vào không được tổ A đặc cần. Đoàn trưởng Thiết Chiêm Hùng ngồi trên một chiếc ghế điêu khắc hình con cọp ở chính giữa giống như ghế đại vương, nhấp hớp trà, chỉ vào một người thanh niên có vẻ già dặn, sắc mặt lạnh lùng, giới thiệu. Các vị này chắc hẳn mọi người rất ít khi nhìn thấy,
nhưng danh tiếng lại rất vang dội trong tổ A đặc cần ở Trung Hoa chúng ta, được xưng tụng là sát thần, lang phá thiên tiên sinh. A. À. Trong phòng họp nhất thời truyền đến tiếng thán phục của mấy vị cao thủ khác, tất cả đều len lén liếc nhìn qua. Sát thần lang phá thiên là cao thủ trẻ tuổi tương đối thần bí trong tổ đặc cần, nghe nói mới 29 tuổi tuy nhiên đã đạt đến cảnh giới tiệt lưu lục đoạn, tu vi so với Thiết Chiêm Hùng còn cao hơn một bậc. Người này hết sức thần bí, xuất thân cụ thể từ môn phái nào, sư phụ là ai, ngay cả tổng bộ Yên Kinh lâu nay vẫn nổi tiếng về tình báo cũng không điều tra rõ ràng được. Tuy nhiên vì y luôn yêu nước, thích truy sát đặc cần nước ngoài xâm phạm vào Hoa Hạ, hơn nữa căm ghét cái ác. Những kẻ chết dưới bàn tay hung ác của y không có 100 cũng phải 50, hơn nữa y đã từng tỉ thí qua với trưởng lão Ngụy Đoan của Hoa Sơn, vị cao thủ siêu giai cũng chính là cao thủ cửu đoạn. Nguyên nhân cũng chính vì ngoại hiệu của Ngụy Đoan là huyết cẩu, khi nghe thấy cái tên lang phá thiên thì khó chịu, sói đương nhiên phải lợi hại hơn chó rồi. Vì vậy trong một cơ hội tình cờ đụng độ nhau, Ngụy Đoan muốn tiêu diệt uy phong của người trẻ tuổi kia, vì vậy mới tỉ thí. Mặc dù kết quả cuối cùng chỉ có 10 chiêu, lang phá thiên đã thua hoàn toàn, tuy nhiên khi đó huyết cẩu Ngụy Đoan lại tán thưởng, cười nói. Khá lắm, cậu không thẹn là nhân tài kiệt xuất trong đồng lứa thanh niên, trừ tứ tú Hoa Hạ từ lâu không lộ diện, so sánh với các đệ tử chân truyền độc đinh trong tứ phái Võ Đang, Thiếu Lâm, Thanh Thành, Nga Mi. Cậu tuyệt đối không thua kém, là thiên tài có hy vọng vượt qua cao thủ siêu giai cửu đoạn nhất, có hy vọng tiến vào cảnh giới đỉnh cao của tiên thiên tôn giả. Đương nhiên đây mới là chỗ sát thần lang phá thiên khiến người ta kinh ngạc nhất, lúc ấy thủ trưởng tổng bộ Trấn Quốc Hải quá sức vui mừng, vì vậy y cũng là con cưng được tổng bộ bồi dưỡng nhất, xe xịn mỹ nữ kim tiền đều cung cấp vô cùng đầy đủ. Tổ trưởng Thiết quá khen. Lang phá thiên ngạo nghễ thốt ra một câu, lại lạnh lùng như băng. Phảng phất như không có hơi người. Y này lâu nay vẫn luôn cao ngạo, ở trong tổ đặc cần cũng không có mấy cao thủ quốc thuật được y để mắt đến, bằng hữu không có, vì người có thể kết giao bằng hữu với y thật sự rất ít. Nhìn dáng dấp y này rất cao ngạo, có lẽ người có bản lãnh đều như vậy, ngạo khí xung thiên. Hừ, Diệp Phàm mặc một bộ thường phục, ngồi ở một góc nhỏ phòng họp thầm nghĩ. Đây vốn là Thiết Chiêm Hùng yêu cầu hắn ngồi. Vì hắn cũng được xem là nhân tài kiệt xuất trong đồng lứa người trẻ tuổi, đoàn trưởng Thiết cũng muốn nhân cơ hội này để cho hai vị cao thủ lục đoạn tới từ Yên Kinh biết rằng tổ hạch tâm số 8 tôi cũng có thiên tài, tuy nhiên trước đó đã bị hắn kiên quyết từ chối. Ha ha, chúng ta vốn tính toán tới tam giác vàng cứu người trước, tuy nhiên kế hoạch có biến, đổi thành sang Nhật Bản. Lần này tổng bộ vô cùng coi trọng đối với chuyến tới Nhật Bản thi hành nhiệm vụ, còn phái tới đại cao thủ quốc thuật thực lực đạt đến lục đoạn là cô nương. Các đồng chí có thể còn chưa biết, là cô nương xuất thân từ thần nữ cung Vu Sơn, nhất thủ phượng vũ cửu thiên kỳ thuật chưa có đối thủ, hơn nữa năng lượng nội kình của cô ấy không giống với chúng ta. Thiết Chiêm Hùng cũng đặc biệt cao hứng, cười sảng khoái giới thiệu. Thật ra Lạc Tuyết Phiêu Mai mới 23 tuổi, công lực thực sự tính ra cũng chưa vượt giai đoạn đầu của ngũ đoạn. Tuy nhiên Vu Sơn thần nữ đưa cho cô ta bảo bối tốt nhất, khiến cho thực lực của cô ta khi phát huy đến đỉnh cao. Thậm chí có thể đạt đến thực lực của cao thủ lục đoạn, chứ không phải cảnh giới của cô ta chân chính đạt đến cảnh giới lục đoạn. Diệp Phàm mơ hồ triển khai ưng nhãn thuật thăm dò một lát, phát hiện dao động năng lượng nội kình trên người cô ta lại rất không giống với võ giả quốc thuật bình thường. Tựa hồ có cảm giác khẽ bay bổng, lẽ nào là công năng đặc dị trong truyền thuyết? Thật đúng là thần kỳ, tuy nhiên những thứ này đều trong tiểu thuyết hư cấu, trên đời này làm gì có công năng đặc dị? Tuy nhiên trước khi chưa làm rõ, đồng chí Diệp Phàm cũng rất hiếu kỳ. Tuy nhiên cô gái này giữ vẻ mặt lạnh lùng, ngồi trên ghế tựa như một nữ thần bằng băng. Đôi mắt tròn to, sâu thẳm như hồ băng lạnh lẽo, chỉ cần liếc mắt đã khiến người ta mơ hồ sinh ra cảm giác run sợ. So sánh với mỹ nữ Lan Điền Trúc chỉ có hơn chớ không kém, người nào bị cô ta liếc nhìn đều nổi da gà khắp người. Chỉ có một chữ lạnh, nói đúng hơn là lạnh thấu xương. Hừ. Lạc Tuyết Phiêu Mai xoay đầu hung hăng liếc mắt về phía góc đồng chí Diệp Phàm, tựa hồ cảm thấy có người đang lén lút thăm dò mình, khẽ hừ một tiếng kiêu ngạo, trên mặt cực kỳ không vui. Khiến cho đám người Mã Dương Xuân, Trương Cường của tổ số 8 trung tâm đều khó hiểu, cằn nhằn. Bọn đàn bà không biết có phải có bệnh thần kinh, chúng ta không hề chọc vào cô ta, lẽ nào đây là tính xấu của cao thủ? Thiết Chiêm Hùng chợt lạnh, cảm giác có chút không ổn, thầm nghĩ. Mẹ kiếp! Ba vị tổ tông ngàn vạn lần đừng đấu khí không thì phiền toái.
Tổ hạch tâm số 8 của tôi không đủ để mấy người phá hủy đâu. Mẹ kiếp, thật đúng là bén nhạy, đôi mắt chim ưng thần bí nhất của lão tử hình như bị cô ta phát hiện rồi. Lợi hại, quả nhiên không giống bình thường. Diệp Phàm suy nghĩ, cũng cảm thấy giật mình, cố nặn ra vẻ tươi cười có chút lúng túng, tựa như một cô gái hát rong đang nịnh nọt khách nhân. Vị này là... Lang Phá Thiên giống như cũng cảm thấy hơi có chút tình huống khác thường lên tiếng hỏi. Vị này... Thiết Chiêm Hùng bắt đầu toát mồ hôi, bởi vì trước khi gia nhập vào tổ A Đặc Cần, Diệp Phàm có đưa ra điều kiện là phải ẩn giấu thân phận. Lúc ấy Thiết Chiêm Hùng cũng bất đắc dĩ đồng ý, trừ mấy lãnh đạo của tổ hạch tâm số 8, như Mã Dương Xuân, Thái Chính Dương là biết thân phận thật sự của hắn ra, có lẽ trong tổng bộ cũng không có người nào biết, có lập hồ sơ hay không chỉ có Thiết Chiêm Hùng rõ ràng. Một người rảnh rỗi, anh Thiết gọi tôi tới góp vui. Diệp Phàm mỉm cười tự nhiên cũng không có vẻ kinh hoàng. Ừ, tiểu tử, tổ trưởng Thiết chịu ra mặt mời cậu phối hợp với hành động của chúng tôi, có lẽ ở phương diện nào đó có chút năng lượng đặc thù, còn trẻ tuổi như vậy, không tồi. Lang Phá Thiên làm ra vẻ, lạnh lùng nói. Tuy nhiên sau này phải thận trọng, đừng không có việc gì mà hành động lung tung, biết không hả tiểu tử. Lang Phá Thiên không chút khách khí dạy bảo. Bởi vì tổ A Đặc Cần thỉnh thoảng khi thi hành nhiệm vụ đặc thù cũng sẽ mời một số chuyên gia ở phương diện nào đó ra tay phối hợp giúp đỡ. Ví dụ như lần nào đó hành động cần một thiên tài máy tính phối hợp thì sẽ bỏ tiền ra mời. Tuy nhiên đây chỉ là một loại nhà nước thuê làm mang tính tạm thời, trả tiền giải quyết. Ha ha, cao thủ lục đoạn, cũng coi như không tệ. Diệp Phàm bình thản trả lời. Tuy nhiên hy vọng các hạ sau này đừng kêu gào lộn xộn, tôi thích yên tĩnh. Cái gì, mẹ kiếp, tiểu tử ngang tàng, chúng ta so đấu một trận, chỉ cần cậu có thể đỡ được 10 chiêu trong tay tôi, Lang Phá Thiên này lập tức gọi cậu là đại ca, có dám không? Nếu không, lưu lại một chân là được. Hừ, Lang Phá Thiên giận tím mặt, không ngờ một tiểu tử còn hôi sữa trong tổ 8 trung tâm lại dám cuồng vọng như vậy. Nếu cứ thế bỏ qua thì còn gì uy phong, vì thế y tức giận đứng phát dậy. Trong tổ hạch tâm số 8 chỉ có Thiết Chiêm Hùng công lực cao nhất. Tuy nhiên chỉ là cảnh giới khai nguyên lục đoạn, so với mình còn thấp hơn một bậc, Lang Phá Thiên có 8 phần nắm chắc đánh bại Thiết Chiêm Hùng. Cho nên khẩu khí của Lang Phá Thiên mới lớn lối như vậy, nếu ở tổng bộ y đương nhiên cũng không dám làm càn vì tổng bộ còn có 1-2 vị thất đoạn chấn giữ. Tôi ủng hộ, tôi cũng sẽ gọi anh là đại ca. Lạc Tuyết Phiêu Mai lạnh lùng nhìn Diệp Phàm nói, phút cuối cùng còn nói thêm. Nếu như thua bổn cô nương cũng không cần phá cái chân của anh, quá thối. Mặt thì thế nào, thành đầu heo được chứ, ha ha ha. Từng chàng cười vang dội như chuông bạc vang lên trong phòng, đến nỗi chiếc đèn treo trên trần lung lay như sắp rơi xuống. Xong rồi, ta biết sẽ xảy ra chuyện mà, một núi khó chứa hai hổ, huống hổ ba người trẻ tuổi này đều vô cùng kiêu ngạo. Sát thần Lang Phá Thiên là con cưng của tổng bộ, Lạc Tuyết Phiêu Mai là con gái của cung chủ Mai Thiên Tuyết của Vu Sơn thần nữ cung, nghe nói lão bà luôn luôn yêu chiều bao che. Còn là vị cao thủ đỉnh cao bát đoạn, đừng nói là lão tử không chọc vào được, cho dù là mấy lão cao thủ của tổng bộ cũng đau đầu, làm thế nào bây giờ? Thiết Chiêm Hùng cảm giác lửa cháy sắp đến đít, ba người này đều là loại thiên tài con cưng, dựa vào tính khí của Lang Phá Thiên, cái chân kia của Diệp Phàm hôm nay không chạy được rồi. Tuy nhiên Diệp Phàm hình như cũng không phải là một chiếc đèn đã cạn dầu, mặc dù nói thực lực thật sự nhiều nhất đạt đến quốc thuật ngũ đoạn, nhưng hình như cách lục đoạn cũng không còn xa. Có lẽ là cảnh giới thuần hóa ngũ đoạn, qua mấy năm chính là cao thủ lục đoạn rồi, đặc biệt là tiểu lý đao trong tay hắn, có thể so với đạn, nhưng nếu liều mạng xông đến cũng có thể đả thương Lang Phá Thiên. Mấy tổ viên khác trong phòng đều sắp hóa đá, Trương Cường thấy trên mặt thủ lĩnh Thiết Chiêm Hùng toát mồ hôi, biết thủ lĩnh không xuống đài được rồi. Hơn nữa Diệp Phàm còn có ơn với mình, cũng không nhẫn tâm nhìn một chân Diệp Phàm bị phế, không thể làm gì khác hơn là cố lên gân ra mặt. Cho nên, Thiết Chiêm Hùng cẩn thận đứng lên, khiêm tốn cười nói. Sát thần tiên sinh, cậu là đại cao thủ cảnh giới tiệt lưu lục đoạn. Mọi người đều thuộc tổ đặc cần, đều là vì quốc gia xuất lực có phải không? Nếu quả thật muốn tỉ thí thì dừng ở đây thôi, ngàn vạn lần đừng làm tổn thương hòa khí có phải không? Mã Dương Xuân và Thái Chính Thu cũng không biết suy nghĩ gì, buồn bực không lên tiếng, có lẽ lúc này đang cười lạnh, thầm nghĩ. Tiểu tử này không phải đeo biển số xe 002 sao? Cứ để cho cậu ta đi ngạo mạn một hồi, ngu xuẩn đụng vào sát thần,
tàn một chân cũng tốt. Trung tướng Triệu Quát và thiếu tướng Cố Thiên Kỳ mấp máy môi cuối cùng cũng không lên tiếng, chủ yếu là ngại thân phận. Bọn họ tuy nói là tướng quân nhưng chỉ là bộ đội bên ngoài phối hợp giúp đỡ tổ hạch tâm số 8, ở đây bọn họ căn bản không có quyền nói chuyện, thuần túy là khách xem, hai người cũng rất bất đắc dĩ. Bốp! Một tiếng rung mạnh vang lên, Trương Cường còn chưa nói xong, đã ăn một quả đấm mạnh mẽ.